Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 361, ngoài ý muốn. Xác định đầu phiếu. Dưới màn đêm, màu ngân bạch ánh trăng làm nổi bật Diệp Thần Phong Trương Đường Viền rõ ràng khuôn mặt, khóe miệng hơi hiện lên một vòng độ cung. Diệp Thần Phong nhún vai, có chút lúng túng hướng Ninh Vũ Đình vẫy vẫy tay, nói rằng chúng ta lại gặp mặt. Dù sao lần trước Diệp Thần Phong là vì hắn tiểu thúc hạnh phúc, mới bất đắc dĩ trước mặt mọi người cùng Ninh Vũ Đình đối nghịch, còn đánh Ninh Vũ Đình mông, có thể nói là chiếm hết đối phương tiện nghi, cho nên nói vô luận Diệp Thần Phong ra mặt có bao nhiêu dày, đương lần thứ hai nhìn thấy Ninh Vũ Đình sau, trong lòng của hắn còn là khó tránh khỏi hội có chút ngượng ngùng, bất quá, hắn không nghĩ tới là Thiến Thiến dĩ nhiên là Ninh Vũ Đình nữ nhi. Tại Hàn Vĩ bắt được phần Ngô Châu Hứa ra trong tài liệu, cũng dính đến Ninh Vũ Đình trước đây bị ép gả cho Hứa Triển Xí sự tình. Trước đây chuyện này tại Ngô Châu là náo được xôn xao, cho nên đối với ngoại giới mà nói cũng không là bí mật gì. Nhưng Diệp Thần Phong nghi ngờ là trước đây Hứa Triển Xí bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà bị chết, Ninh Vũ Đình là bị buộc cùng một cái người chết kết hôn, theo lý mà nói Ninh Vũ Đình không thể có thể có nữ nhi a. Bất quá, những nghi vấn này cũng chỉ là tại Diệp Thần Phong trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không có đi làm nhiều lo lắng, trong lòng mơ hồ đối Ninh Vũ Đình có chút đồng tình. Thì là Diệp Thần Phong không có đã từng chứng kiến chuyện năm đó, hắn cũng có thể đoán được trước đây Ninh Vũ Đình bị buộc gả cho một cái người chết là một loại cái gì tâm tình. Ninh Vũ Đình trong lòng ôm Thiến Thiến, đôi mắt đẹp khi nhìn đến Diệp Thần Phong sát na, nhất cổ lửa giận tức khắc tự nhiên mà sinh, muốn khởi lúc đó bị Diệp Thần Phong đánh đòn, làm ướt nội khố, gò má nàng thượng tựu như thiêu như đốt, nàng mông là nàng toàn thân cao thấp mẫn cảm nhất bộ vị. Bí mật này chỉ có nàng tự mình biết. Mà Diệp Thần Phong nhưng ở đánh bậy đánh bạ chi hạ, đụng phá nàng cái này xấu hổ bí mật của người. Trong ngực ôm Thiến Thiến, Ninh Vũ Đình đêm nay cũng không thích hợp tìm Diệp Thần Phong tính sổ, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong sau, vừa mới chuẩn bị xoay người ly khai là, trong ngực Thiến Thiến không nghe theo, không ngừng xoay động thân thể, nói rằng, mụ mụ, chúng ta thế nào bất hòa ba ba cùng nhau về nhà. Ba ba vừa rồi có thể dũng mãnh phi thường, nếu không có ba ba tại, Thiến Thiến sẽ bị người xấu khi dễ. Thiến Thiến tướng chuyện mới vừa rồi nói với Ninh Vũ Đình một lần, tại Ninh Vũ Đình sau khi nghe xong, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần Phong. Thiến Thiến nhân cơ hội từ Ninh Vũ Đình trong lòng tránh thoát đi ra, chạy chậm đến Diệp Thần Phong trước mặt, nắm Diệp Thần Phong tay, lôi Diệp Thần Phong đi tới Ninh Vũ Đình trước mặt, sau đó đối Diệp Thần Phong nói rằng, ba ba, người cùng chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không? Thiến Thiến muốn phải nghe ngươi kể chuyện xưa, Thiến Thiến sau đó cũng là có ba ba hài tử, sau đó tại trong vườn trẻ sẽ không có người hội cười nhạo Thiến Thiến là cái không có ba ba dã hài tử. Nhìn đến Thiến Thiến hai tràn ngập mong được ánh mắt, Diệp Thần Phong có chút lo lắng, không đành lòng cự tuyệt cái này khả ái tiểu nha đầu, cuối cùng tại trong lòng thở dài một hơi, khom lưng sờ sờ Thiến Thiến đầu nhỏ, sau đó tướng Thiến Thiến ôm vào trong ngực mặt, nói rằng tốt, ba ba cùng ngươi cùng nhau về nhà. Sau đó nếu như tại trong vườn trẻ còn có ai dám khi dễ Thiến Thiến, ba ba giúp người giáo huấn hắn. Tốt ra, ta chỉ biết ba ba nhất tốt, ta chỉ biết ba ba không hội cự tuyệt Thiến Thiến. Thiến Thiến tại Diệp Thần Phong trong ngực nhảy cẫng hoan hô, khuôn mặt là thiên chân khả ái dáng tươi cười. Lão bà, người còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta một nhà ba người có thể trở về ra ngủ. Diệp Thần Phong trêu đùa nói với Ninh Vũ Đình, còn hướng Ninh Vũ Đình xử một cái ánh mắt. Ý tứ là nếu như ngươi muốn cho Thiến Thiến thất vọng lời nói, tự cứ việc tại chỗ cùng ta dở mặt. Quả nhiên Ninh Vũ Đình tại tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thần Phong sau, liền không có đoạn sau. Tự mình hướng phía trước đi đến, mà Diệp Thần Phong còn lại là đi theo Ninh Vũ Đình phía sau, Ninh Vũ Đình xe đình tại cách đó không xa bãi đỗ xe. Ninh Vũ Đình ra tại kinh thành một chỗ khu biệt thự, là một cái nhà độc lập thức tiểu biệt thự. Bình thường thông thường Ninh Vũ Đình là ở tại quân khu trong túc xá. Thiến Thiến cũng là do Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến đang chiếu cố, chỉ có từng thứ bảy chủ nhật, Ninh Vũ Đình mới có thể trở về bồi Thiến Thiến hai ngày thời gian. Ninh Mẫn Yến cũng ở tại nhà này tiểu trong biệt thự, bất quá, rất hiển nhiên tại Ninh Vũ Đình mang theo Diệp Thần Phong đi vào biệt thự thời gian, Ninh Mẫn Yến còn chưa có về nhà, có thể nói trong khoảng thời gian này Ninh Mẫn Yến cùng Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện ở vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái, mỗi ngày hầu như đều muốn 11-12 giờ mới về nhà. Có đôi khi thậm chí phải đến hừng đông, có thể thấy được Ninh Mẫn Yến, Diệp Đông Kiện đây đối với người yêu, phát triển tốc độ là tương đương nhanh. Ba ba, Thiến Thiến dẫn người đi phòng của ta,
sau đó ba ba muốn kể chuyện xưa Hống Thiến Thiến ngủ nga. Thiến Thiến lôi kéo Diệp Thần Phong tay trực tiếp đi lên lầu 2. Ninh Vũ Đình nhìn Thiến Thiến vui mừng hình bóng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút điều không phải tư vị, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền do Thiến Thiến tiểu nha đầu này tùy hứng một lần. Diệp Thần Phong cấp Thiến Thiến nói rất nhiều chuyện cổ tích, Thiến Thiến an tĩnh nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng, một đôi mắt to từ đầu đến cuối mắt không chớp nhìn Diệp Thần Phong, cuối cùng đang nghe Hoàn Đệ Tam cái cố sự sau, Thiến Thiến trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, từ từ tại Diệp Thần Phong trong ngực tiến nhập mộng đẹp, cổ họng trong có lúc sẽ nói ra hai câu mơ hồ không rõ nói mớ, Thiến Thiến cũng là có ba ba hài tử, có ba ba thật tốt. Ninh Vũ Đình vẫn đứng tại Thiến Thiến cửa gian phòng, khi nhìn đến Thiến Thiến mặt tươi cười, nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng tiến nhập mộng đẹp sau, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó thấp giọng nói rằng, người đi ra cho ta. Diệp Thần Phong tướng Thiến Thiến từ từ đặt lên giường, sau đó thận trọng bang Thiến Thiến đắp chăn lên, hắn biết nữ nhân bình thường là rất mang thù, cho nên hắn suy đoán Ninh Vũ Đình hiện tại nhất định là muốn tìm hắn tính sổ. Tại Diệp Thần Phong theo Ninh Vũ Đình đi tới lầu một phòng khách sau, Ninh Vũ Đình trên mặt thần sắc lập tức bản lên, Diệp Thần Phong, ta nói rồi ta Ninh Vũ Đình hội không để yên cho ngươi, lần trước sổ sách, hai chúng ta là điều không phải muốn tính một lần. Theo hô hấp mức độ gia tăng, Ninh Vũ Đình bộ ngực hai tòa cao ngất trên dưới nhấp nhô, nhưng Diệp Thần Phong ánh mắt không tự chủ được như ngừng lại Ninh Vũ Đình trước ngực, Ninh Vũ Đình thân là quân nhân, phát giác năng lực vẫn là tương đối bén nhạy. Đôi má trong nháy mắt nhuộm thượng hai tầng đỏ ửng, quát dẹp đường, người hai chỉ mắt chó nhìn nơi nào đó. Người cái này đều không phải biết rõ còn hỏi mà. Lại nói người có thể là lão bà của ta, Thiến Thiến có thể thừa nhận ta cái này ba ba, chúng ta sau đó đều là người một nhà, ta không phải là nhìn ngươi hai mắt mà. Trên người ngươi cũng sẽ không thiếu rơi mấy khối thịt, Diệp Thần Phong phát huy hắn ra mặt dày bản lĩnh nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi vô sỉ, nói. Ninh Vũ Đình nhất thời nhìn không được, thân ảnh hướng Diệp Thần Phong vọt tới, có thể là nhất thời thở gấp, Ninh Vũ Đình cũng không có nhìn chấm đất thượng, dưới chân nhịp bước bị cái ghế chân phan thoáng cái, thân thể tức khắc hướng xuống đất thượng té xuống, mắt thấy bộ mặt muốn cùng mặt đất tới một cái thật tiếp xúc. Diệp Thần Phong một cái bước xa xuất hiện ở Ninh Vũ Đình bên cạnh, cánh tay phải thuận tay ở Ninh Vũ Đình xuất hướng mặt đất thân thể, trong lòng bàn tay tức khắc cầm một đoàn mềm nhũn đồ đạc, nhượng Diệp Thần Phong cảm giác thật là thoải mái. Không kiềm hãm được nhu niết hai hạ, thẳng đến Ninh Vũ Đình cổ họng trong nhịn không được phát sinh một tiếng ân e thẹn thanh, Diệp Thần Phong mới phản ứng lại, trong bàn tay hắn đoàn mềm nhũn đồ đạc là cái gì. Tướng Ninh Vũ Đình thân thể phù chính sau đó, vội vàng buông lỏng tay ra, nói rằng, lúc này ta thật không phải cố ý. Ninh Vũ Đình nửa người trên ngực quần áo biến được có chút nếp uốn, cả khuôn mặt nổi giận không gì sánh được, lần trước là bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh đòn. Lần này lại bị Diệp Thần Phong cấp tập ngực, tuy rằng nàng cũng biết khả năng này là nhất cái ngoài ý muốn, thế nhưng Diệp Thần Phong lại có thể bàn tay bao trùm tại ngực của nàng thượng sau, còn không chút kiêng kỵ nhu niết lên. Cái này, điều này làm cho Ninh Vũ Đình tức giận vạn phần. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, nữ nhân thức đêm rất tổn thương da, như vậy ta tự không quấy rầy ngươi. Còn không có đẳng Ninh Vũ Đình bộc phát ra, Diệp Thần Phong thân ảnh tự thiểm ra trong biệt thự. Hắn biết nếu như đợi tiếp nữa, còn không biết Ninh Vũ Đình hội làm ra chuyện gì ni. Cho nên 36 kế tẩu vi thượng sách, cùng nữ nhân bình thường là không có đạo lý có thể nói. Ly khai Ninh Vũ Đình biệt thự sau, Diệp Thần Phong nhìn không được tướng tay phải bàn tay đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe, mặt trên còn lưu lại Ninh Vũ Đình trên người nhàn nhạt hương vị ni. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Vũ Đình biệt thự phương hướng, trong đầu lại nổi lên Thiến Thiến nhạ người trìu mến tiểu nha đầu thân ảnh. Chương 362, theo đuổi hạnh phúc của mình. Xác định đầu phiếu. Biệt thự trong đại sảnh, Ninh Vũ Đình nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng biến mất, hàm răng hơi cắn môi một cái, ở trong thân thể sắp bạo phát nổi giận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thân thể mềm nhũn, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong con ngươi thần sắc từ từ ngốc trệ, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, nàng mệt mỏi thật sự. Đúng lúc này, Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến đi vào biệt thự đại sảnh, nguyên bản khuôn mặt nhàn nhạt hạnh phúc dáng tươi cười, khi nhìn đến tỷ tỷ Ninh Vũ Đình thần sắc sau, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, yên tĩnh đi tới Ninh Vũ Đình bên cạnh ngồi xuống, tỷ, ngươi là điều không phải lại nghĩ tới không chuyện vui. Kỳ thực ngươi có thể đi theo đuổi hạnh phúc của mình, quản hắn cái gì Ngô Châu hứa ra ni.
Lại nói Thiến Thiến cũng không là của ngươi nữ nhi ruột thịt, trước đây Hứa gia bởi vì trói chặt ngươi, mới an bài một đứa cô nhi cho ngươi nuôi nấng. Ninh Vũ Đình sửa sang lại sắc mặt, nói rằng, Mẫn Hiến, những lời này ngươi cũng không nên tại Thiến Thiến trước mặt nói, ta từ đầu đến cuối đều coi Thiến Thiến là làm nữ nhi ruột thịt đối đãi, chỉ là ta cái này làm mẹ quá bất tận trách, Thiến Thiến cũng là cái hài tử đáng thương a. Tỷ, ta đồng dạng cũng coi Thiến Thiến là kết thân người đối đãi. Ý của ta là ngươi có thể giúp Thiến Thiến tìm cái ba ba, Thiến Thiến từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của cha, cứ như vậy ngươi giải quyết rồi cả đời hạnh phúc vấn đề, mà Thiến Thiến có ba ba, cái này đều không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao. Ninh Mẫn Hiến khuyên giải nói, không biết vì sao, tại Ninh Mẫn Hiến nhắc tới cấp Thiến Thiến tìm cái ba ba thời gian, Ninh Vũ Đình trong đầu người thứ nhất hiện ra lại là Diệp Thần Phong thân ảnh, điều này thực đem nàng cấp lại càng hoảng sợ. Tại trong lòng tự an ủi mình, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều, ta làm sao sẽ đối Diệp Thần Phong đồ vô sỉ có hảo cảm ni. Đây tuyệt đối là không thể nào. Ninh Mẫn Hiến nhìn đến rơi vào trầm tư trung Ninh Vũ Đình, nàng còn tưởng rằng tỷ tỷ là nghĩ thông suốt, liền vội vàng nói tỷ, ngươi ở đây quân khu có nhiều như vậy người ái mộ, chỉ cần ngươi ngoác ngoác ngón tay, còn không biết có sợ ít người nguyện ý đương Thiến Thiến ba ba, nguyện ý đương lão công của ngươi ni. Ngươi tự không nên do dự, ngươi đã lãng phí quá nhiều thanh xuân. Ninh Vũ Đình bi thảm cười, trong nụ cười mang theo đau khổ. Nói rằng, Mẫn Hiến, ngươi cho là Hứa gia sẽ bỏ qua ta sao? Muốn là bọn hắn nguyện ý phóng qua ta lời nói, trước đây bọn họ hội buộc ta theo một cái người chết kết hôn sao? Hiện tại ta mặc dù đang kinh thành, thế nhưng Hứa gia khẳng định phái người từ một nơi bí mật gần đó giám thị ta, Hứa gia năng lượng tại nước Hoa phi thường lớn. Trừ phi có kinh thành gia tộc cao cấp nguyện ý vì ta xuất đầu, nếu không ta đời này cũng đừng hòng muốn đi ra Hứa gia bóng ma. Mẫn Hiến, người nói có người nào kinh thành gia tộc cao cấp sẽ đồng ý bọn họ dòng chính tử tôn cưới một cái quả phụ làm vợ ni? Đúng vậy, Ninh Vũ Đình tuy rằng được gọi là kinh thành quân khu chung trong quân nữ thần, nhưng nàng là quả phụ sự thật này thì không cách nào thay đổi. Kinh thành đại gia tộc cũng là muốn thể diện, cho nên căn bản sẽ không đồng ý Ninh Vũ Đình bước vào bọn họ gia tộc. Rất nhiều Ninh Vũ Đình người ái mộ, còn đều không phải bởi vì nhìn chúng tướng mạo của nàng, nhìn chúng thân thể của nàng mà. Đại bộ phận người mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhận được Ninh Vũ Đình thân thể mà thôi, cái này một điểm Ninh Vũ Đình trong lòng lại không rõ lắm. Ninh Vũ Đình chân mày chăm chú nhíu lên, trong đầu tâm tư không nén nổi lại trở về rất nhiều năm trước, Hứa gia bức bách nàng và một cái người chết kết hôn, mà Ninh gia cấp bách cho Hứa gia uy thế. Đồng dạng buộc Ninh Vũ Đình cùng Hứa gia đại thiếu Hứa Triển Xí cái này người chết kết hôn, một khắc kia. Ninh Vũ Đình thật tuyệt vọng, nàng thấy rõ ràng thân nhân diện mục chân thật, bao quát phụ mẫu nàng, bọn họ chỉ biết lo lắng lợi ích của gia tộc, mà nàng Ninh Vũ Đình chết sống, nàng Ninh Vũ Đình hạnh phúc, tại Ninh gia trong mắt người căn bản không đáng một đồng. Cái này là một cái bao nhiêu thật đáng buồn sự tình a. Tỷ, ngươi là điều không phải lại nghĩ tới chuyện năm đó. Bất kể như thế nào, ta cái này làm muội muội cũng sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. Ninh gia người đối với chúng ta vô tình vô nghĩa, Hứa gia người đem chúng ta hướng tới tuyệt lộ bức bách, ta tin tưởng người khác đang làm, thiên đang nhìn, bọn họ một ngày nào đó phải nhận được phải có báo ứng. Ninh Mẫn Hiến nhìn Ninh Vũ Đình đau thương thần tình, trong lòng cũng một trận đau đớn. Tỷ, ta còn là khuyên ngươi nhanh đi theo đuổi hạnh phúc của mình, ta cũng không tin Hứa gia cánh tay vẫn có thể kéo dài đến kinh thành tới. Chẳng qua hai chúng ta vĩnh viễn cũng không trở về Ngô Châu, Ngô Châu cái kia Ninh gia đối với hai chúng ta tỉ muội mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Mẫn Hiến mấy năm nay nhìn tỉ tỉ một người cô đơn dáng dấp, nàng tổng mong muốn tỉ tỉ của nàng có thể tìm được thuộc về hạnh phúc của mình. Tiểu Di, ngươi và mẹ thế nào còn đang nói chuyện phiếm? Đối, mẹ, ba ba đi nơi nào? Hắn không có ở tại ở đây sao? Mặc một bộ buồn ngủ Thiến Thiến từ trong lúc ngủ mơ tỉnh qua đây. Khi thấy Diệp Thần Phong không có ở đây thời gian, nàng liền đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới tới. Ba ba, Ninh Mẫn Hiến trong miệng nói lầm bầm, sau đó hai con ngươi nghi hoặc nhìn Ninh Vũ Đình, một lát sau, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng học được nói dối. Ngươi là điều không phải có bạn trai, ta có thể là của ngươi thân muội muội a, ngươi thế nào ngay cả ta cũng không có nói cho ni. Nếu không ngày hôm nay Thiến Thiến nói lộ miệng, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Ninh Vũ Đình hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong tên vô lại khuôn mặt, cắn môi một cái, nói rằng, Mẫn Hiến, ngươi không nên nghe Thiến Thiến nói bậy,
ta ở đâu ra cái gì nam bằng hữu? Mẹ, Thiến Thiến mới không có nói Quảng Ni, Thiến Thiến hiện tại thật vất vả có ba ba hơn nữa còn là một cái có thể bảo hộ Thiến Thiến anh hùng Ni. Thiến Thiến trên mặt mang kiêu ngạo dáng tươi cười. Thiến Thiến, nói cho Tiểu Di, ba ba ngươi tên gọi cái gì? Ninh Mẫn Yến trực tiếp hỏi Thiến Thiến, nàng biết tỷ tỷ của nàng chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết. Thiến Thiến đã biết tên Diệp Thần Phong, đang ngủ trước còn hỏi Diệp Thần Phong số điện thoại, đường Ninh Vũ Đình muốn quát bảo ngưng lại Thiến Thiến thời gian, nghiễm nhiên là chậm một bước, Thiến Thiến không chút do dự thốt ra, ba ba của ta gọi Diệp Thần Phong, lớn lên đặc biệt soái, giống như là chuyện cổ tích trong Bạch Mã Vương Tử, mà ta mẹ là bị vu bà hạ nguyền rủa công chúa, ta biết ba ba nhất định là tới giải cứu ta và mẹ. Tiểu nha đầu thiên chân vô tà cắn ngón tay. Diệp Thần Phong, tên này thế nào quen thuộc như vậy ni? Đối, Đông Kiện cháu trai đều không phải gọi Diệp Thần Phong sao? Tỷ, lẽ nào ngươi ở đây cùng Đông Kiện cháu trai nói yêu thương? Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá, Diệp gia thế nhưng kinh thành gia tộc cao cấp, nếu như tỷ tỷ cùng với Diệp Thần Phong, 100% có thể thoát khỏi Hứa gia bóng ma. Ninh Mẫn Yến giật mình nói. Thiến Thiến, ngươi vội vàng cấp ta đi trên lầu ngủ, nếu không mẹ ta có thể phải tức giận. Ninh Vũ Đình cố ý bản khởi gương mặt. Thiến Thiến bĩu môi mong chờ, một mặt đi lên lầu, còn vừa lẩm bẩm, Thiến Thiến lại không có nói sai, Diệp Thần Phong vốn chính là Thiến Thiến ba ba mà. Đợi cho Thiến Thiến đi sau khi lên lầu, Ninh Vũ Đình mới cuối cùng là thở dài một hơi, nói rằng, Mẫn Yến, ngươi không nên nghe Thiến Thiến hổ ngôn loạn ngữ, ta làm sao có thể cùng với Diệp Thần Phong ni. Ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Thần Phong là có vị hôn thê người sao? Lại nói thì là hắn không có vị hôn thê, hai chúng ta cũng không thể có thể ở chung với nhau, hắn đều không phải ta thích loại hình, với lại hắn nhiều nhất chính là một cái đồ vô sỉ. Tỉ mỉ nhất muốn, Ninh Mẫn Yến cũng hiểu được Ninh Vũ Đình nói có lý, trong lòng không khỏi một trận thất vọng, Ninh Vũ Đình nhìn Ninh Mẫn Yến nói rằng tốt, thời gian cũng không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Ninh Vũ Đình liền hướng trên lầu gian phòng đi. Ninh Vũ Đình trong phòng. Ninh Vũ Đình vừa tắm xong, mặc trên người một cái có chút trong suốt tí chất áo ngủ, ngồi ở gian phòng trước cửa sổ, hai chỉ trắng mịn chân ngọc quang lưu lưu dẫm nát trên sàn nhà. Ngược lại, Ninh Vũ Đình đi tới bên giường, một tay cầm khởi gối đầu nhu niết lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng, Diệp Thần Phong, người cái đại hỗn đản, người cái đại lưu manh, người cái đồ vô sỉ. Ta Ninh Vũ Đình sớm có một ngày sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, ngươi cấp ta thật tốt chờ. Ninh Vũ Đình không biết thích một người, thường thường đều là từ ghi hận bắt đầu, mà Ninh Vũ Đình trong lòng đã là ghi hận thượng Diệp Thần Phong, đây là một cái vô cùng nguy hiểm hành động. Hắt xì, Diệp gia trong biệt thự, Diệp Thần Phong vừa nằm trên giường, trong lỗ mũi liền không nhịn được đánh nhất cái nhảy mũi, thật không biết là tên khốn kiếp kia ở sau lưng mạ ta. Hay hoặc giả là người nào mỹ nữ đang suy nghĩ ta? Chương 363, đây là người sao? Xác định đầu phiếu. Ngày kế, Mãnh Hổ hội chính thức đổi tên là Thắng Thiên hội, thì ra là Mãnh Hổ hội hội sở trước mặt có một mảnh trống trải bãi cỏ, đương nhiên bây giờ nên gọi là Thắng Thiên hội, 300 nhiều tên trước kia Mãnh Hổ hội thành viên, một đám xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Ngày hôm qua Mãnh Hổ hội hội trưởng Thường Văn Thiên đã nói với bọn họ sáng tỏ cả kiện sự tình. Sau này Mãnh Hổ hội sẽ không tồn tại nữa, bọn họ hội trưởng cũng tướng biến thành Diệp Thần Phong. Thường Văn Thiên cái người này vẫn là tương đương giảng nghĩa khí, cho nên đối với Thường Văn Thiên quyết định, trước kia Mãnh Hổ hội thành viên không có bất kỳ ý nghĩa gì, tại bọn họ trong lòng Thường Văn Thiên vĩnh viễn là bọn họ hội trưởng, cho nên tại bọn họ nghe nói hôm nay Diệp Thần Phong muốn tới nơi này thời gian, bọn họ muốn nhìn Diệp Thần Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói hiểu rõ một chút. Bọn họ đối Diệp Thần Phong tịnh không phục, dù sao bọn họ không có kiến thức qua Diệp Thần Phong thủ đoạn. Đương 300 nhiều tên trước kia Mãnh Hổ hội thành viên, nhìn đến Diệp Thần Phong lại là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân thời gian, bọn họ một đám trong lòng là càng khinh bỉ, còn kém tại chỗ phá miệng cười to, thậm chí có người đang dưới nhẹ giọng nghị luận. Chúng ta hội trưởng là điều không phải hồ đồ. Chúng ta Mãnh Hổ hội tại Kinh Thành tuy rằng chưa có xếp hạng danh hào, thế nhưng nhượng như thế cái mao đầu tiểu tử đến lĩnh chúng ta, cái này đều không phải nhượng chúng ta hướng tới tuyệt lộ đi mà. Ai nói điều không phải ni, nếu không nhìn tại hội trưởng mặt mũi, ta hiện tại lập tức tự phủi mông một cái rời đi. Ta đảo muốn nhìn cái này mao đầu tiểu tử có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì tới.
Nếu như hắn là cái không có bản lĩnh Nguyễn Chân Tôm, chúng ta nơi này 300 nhiều số huynh đệ, ai hội cam tâm tình nguyện đối với hắn thần phục. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thường Văn Thiên, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người, có thể không nghe được đầy tớ nghị luận. Thế nhưng Diệp Thần Phong thính giác có thể đều không phải cái, tướng đầy tớ thấp giọng nghị luận là nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thần Phong khuôn mặt tĩnh không có bất kỳ bất mãn nào thần sắc, bất kể tại bất luận cái gì thời đại, đều là dùng thực lực phi tôn, dưới trước kia cái này 300 nhiều số mãnh hổ hội thành viên không phục hắn, hắn trong lòng cũng không có cái gì tốt mất hứng, bởi vì đây là lại bình thường bất quá một chuyện. Diệp Thần Phong hai con người biến được mạnh mẽ lên, trong thanh âm mang theo hí ngược, ta biết các ngươi khẳng định không phục ta đi. Cho là ta quá trẻ tuổi, thậm chí cho là ta là một cái lông đều không có trường tề mao đầu tiểu tử. Ha ha ha, nguyên bản người phía dưới đều đối Diệp Thần Phong tràn đầy chẳng đáng, nghe Diệp Thần Phong lần này rất có tự mình hiểu lấy lời nói sau, tại chỗ cất tiếng cười to lên. Thậm chí dưới có người càn rỡ mở miệng cười cợt, biết mình là cái gì mặt hàng cũng không cần vọng tưởng làm chúng ta hội trưởng, tại chúng ta trong lòng Thường Văn Thiên vĩnh viễn là của chúng ta hội trưởng. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy sắc mặt hết sức khó coi, Thường Văn Thiên vừa định muốn lớn tiếng quát bảo ngưng lại, bị Diệp Thần Phong chặn lại, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, bất quá, các ngươi dưới cái này 300 nhiều số người, không có có một so với ta cái này mao đầu tiểu tử cường, nói cách khác thực lực của các ngươi không bằng ta. Nhìn đến trước mặt Diệp Thần Phong tự tin dáng dấp, dưới 300 nhiều số người trong lòng bốc lên ra hỏa khí. Bọn họ thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng chỉ là một trắng nõn thanh niên, nếu như đi đương tiểu bạch kiểm lời nói vẫn rất có tiền đồ. Nếu như nói Diệp Thần Phong thực lực đặc biệt sinh mãnh liệt, bọn họ là trăm triệu sẽ không tin tưởng, dù sao bọn họ những này người cũng đều là lưỡi dao thượng liếm huyết. Tiểu tử này là điều không phải quá qua tự phụ, ta xem hắn ngay cả ta một đấm cũng không tiếp nổi, lại đang ở đây khẩu suất cuồng ngôn. Người tuổi trẻ bây giờ chính là vô tri. Thật không biết hội trưởng vì sao cam tâm tình nguyện tướng chúng ta mãnh hổ hội tặng người. Lẽ nào tên mặt trắng nhỏ này là kinh thành đại gia tộc trung thiếu gia sao? Ta xem 89 phần 10 là như vậy, nhưng một đại gia tộc trung hoàn khố tử đệ thống lĩnh chúng ta, dù sao ta là không thể đủ tiếp nhận, trừ phi thực lực của hắn cũng đủ nhượng ta thuyết phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn đến cùng hạ 300 nhiều số người nghị luận thanh âm càng ngày càng cao tăng. Thường Văn Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến được âm trầm không gì sánh được. Thận trọng quan sát đến bên cạnh Diệp Thần Phong khuôn mặt thần sắc biến hóa, hoàn hảo Diệp Thần Phong khuôn mặt không có bất luận cái gì vẻ giận dữ. Đã như vậy, hiện tại ta tự cho các ngươi một cái chứng minh thực lực mạnh hơn ta cơ hội, ta tự mình cùng các ngươi luận bàn một chút. Diệp Thần Phong biết nếu như mình ngày hôm nay không biểu hiện ra nhất chút thực lực tới, trước kia cái này 300 nhiều số mãnh hổ hội thành viên chắc chắn sẽ không nhận đồng hắn cái này hội trưởng. Tiểu tử, nhìn tại chúng ta hội trưởng phân thượng, chúng ta hội hạ thủ lưu tình. Đợi một lát điểm đến đó thì ngừng, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Chúng ta ở đây 300 nhiều số huynh đệ, tùy ngươi chọn, ngươi nghĩ tìm người nào luận bàn tìm người nào luận bàn. Chúng ta không hội nhiều lời bất luận cái gì một câu nói. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ hướng ngay phía trước. Vừa vặn chỉ vào một gã thân thể to tráng nam nhân, tên này thân thể to tráng nam nhân, khoa trước một bước, cười nói, người muốn tìm ta luận bàn. Ta khuyên ngươi còn là đổi một người đi. Ta dĩ nhiên không phải muốn tìm ngươi so tài. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, cái này là được rồi, coi như tiểu tử ngươi có điểm nhãn lực, nếu như ngươi cùng ta luận bàn, phỏng chừng không chống nổi vài hiệp. To tráng nam nhân nói, ta muốn một người một mình đấu các ngươi 300 nhiều người. Ta muốn cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong khí phách 10 phần nói rằng. Tên nhếch miệng mỉm cười to tráng nam người sửng sốt một chút, tiếp theo khóe miệng dáng tươi cười càng thịnh vượng, theo tên này to tráng nam người càn rỡ cười to, những người còn lại cũng không chút kiêng kỵ cười to lên, dường như nghe được cái này trên thế giới hay nhất cười cười nhạo thông thường. Bất quá, Diệp Thần Phong đối cái này ngập trời tiếng cười phảng phất không nghe thấy, từng bước hướng tiền phương đi tới. Thường Văn Thiên tuy rằng kiến thức qua Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong lực một người đối kháng 300 nhiều người. Thường Văn Thiên còn là cho rằng Diệp Thần Phong quá mức tự tin, thấp giọng hỏi bên cạnh Hàn Vĩ đám người, chúng ta muốn không nên ngăn cản Diệp hội trưởng. Diệp hội trưởng quá lỗ mãng a. Thường Dịch Thủy cũng liền vội vàng gật đầu, lão đại thực lực tuy rằng đặc biệt thần kỳ, thế nhưng muốn một người đối phó 300 nhiều người,
cái này là điều không phải, đương nhiên ta cũng không là hoài nghi lão đại thực lực. Các ngươi nhìn tốt, đợi một lát lão đại chúng ta biểu diễn hội thập phần đặc sắc, lão đại có thể điều không phải tùy ý xuất thủ, ngày hôm nay coi như các ngươi có nhãn phúc. Hổ ca vừa cười vừa nói, hai con ngươi không nháy một cái nhìn về phía trước. Các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Vội vàng động thủ đi. Lẽ nào các ngươi sợ ta sao? Xem ra các ngươi thuần túy chỉ là một đám giá áo túi cơm mà. Diệp Thần Phong cố ý muốn kích khởi đám người kia phẫn nộ. Vừa rồi tên thân thể to tráng nam nhân cách Diệp Thần Phong cự ly gần nhất, song quyền bỗng nhiên nắm được thật chặt, trong miệng quát to tiểu tử, ngươi hoàn toàn làm tức giận ta, đây là ngươi tự tìm. To tráng nam người hướng Diệp Thần Phong huy đi nắm tay, nhưng mà giữa lúc quả đấm của hắn muốn va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể thời gian, Diệp Thần Phong vậy mà tại chỗ tiêu thất. Phải nói là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn trong nháy mắt di chuyển đến to tráng nam nhân chắc diệt, một quyền đánh vào to tráng nam nhân trên vai, to tráng nam người vai bị đau, dưới chân bước chân, một cái không có đứng vững, thân thể hướng xuống đất xuất đi. Diệp Thần Phong thân ảnh không có làm bất luận cái gì dừng lại, thiểm vào trong đám người, dùng cực hạn tốc độ xuyên tới xuyên lui, mỗi xuyên qua đến một chỗ, nhất định có 10 người vừa tới nằm không dậy nổi. Ngắn ngủi gần 10 phút, thậm chí đại bộ phận người đều không có phản ứng qua đây, tự mất đi năng lực công kích đảo tại địa phương, cho dù có một ít có thể đúng lúc phản ứng tới được người, cũng căn bản bắt không đến Diệp Thần Phong thân ảnh, Diệp Thần Phong tựu như cùng một cái u linh thông thường, phiêu phù ở trong bọn họ, đối với Diệp Thần Phong, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức đánh trả. Một người một mình đấu 300 nhiều người, Diệp Thần Phong toàn thắng, nhìn 300 nhiều tên lung tung người nằm trên đất, nói rằng, trong vòng nửa giờ các ngươi tự hồi khôi phục năng lực hành động, hiện tại các ngươi nên biết ta so các ngươi chung bất kỳ một cái nào đều mạnh đi. 300 nhiều tên người nằm trên đất, nhìn Diệp Thần Phong dường như nhìn quái vật, ban đầu chẳng đáng, khinh bỉ vân. Vân, tại trong khoảnh khắc tiêu thất, bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra kính nể, sùng bái, bội phục, hiện tại cái này 300 nhiều số người đối Diệp Thần Phong thật là tâm phục khẩu phục. Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy miệng dương thật to, trong con người thần sắc biến được vô cùng đặc sắc, nguyên bản bọn họ đã lĩnh giáo rồi Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, mà trước mắt cái này chuyện mới vừa phát sinh, một lần nữa rung động bọn họ cảm quan, giờ khắc này, bọn họ hai huynh đệ cái, thầm nghĩ lớn hơn thanh hô một câu, đây là người sao? Quả thực là yêu nghiệt, quả thực là biến thái. Chương 364, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Xác định đầu phiếu. Dùng lực một người đánh bại trước kia mãnh hổ hội toàn bộ thành viên, mãnh hổ hội cái này 300 nhiều số người cũng chính thức thừa nhận Diệp Thần Phong cái này hội trưởng, đến thời khắc này khởi thắng thiên hội tại kinh thành mới xem như là chân chính thành lập. Diệp Thần Phong tại thắng thiên hội chung, từ sáng sớm mang hoạt đến buổi tối, bây giờ thắng thiên hội tại kinh thành vừa mới vừa thành lập, rất nhiều chuyện đều phải muốn hắn thân lực thân vi, lại nói Thường Văn Thiên, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người, vừa không có Phương Nam Tường năng lực làm việc. Trước đây thắng thiên hội tại Thiên Hải thành lập thời gian, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng sự tình hết thảy ném cho Phương Nam Tường, dù sao Phương Nam Tường từ trước là bộ đội đặc chủng trung tinh anh, rất phương diện năng lực xử sự cùng phán đoán năng lực đều đặc biệt chuẩn xác. Đến cơm tối thời gian, Thường Văn Thiên mời Diệp Thần Phong đám người cùng đi ăn cơm chiều, Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận rồi Thường Văn Thiên mời, ngay Diệp Thần Phong đám người đi vào một nhà xa hoa khách sạn thời gian. Một chiếc từ Ngô Châu vừa đến kinh thành dài hơn bản Lincoln thượng. Hứa Bằng Phi trong tay bưng nhất ly rượu đỏ, bàn tay nhẹ nhàng đung đưa, sắc mặt trắng bệch phảng phất là một cái yếu đuối người, thế nhưng đương người thấy hắn to tráng thân thể thời gian, cũng sẽ không cho là như vậy, đây là một loại cực kỳ mãnh liệt tương phản. Tại Hứa Bằng Phi bên cạnh ngồi một người trung niên nam nhân, tên này trung niên nam nhân liền là Tiểu Lang là Hứa Bằng Phi tâm phúc. Có thể nói Hứa Bằng Phi đi tới chỗ nào cũng sẽ mang theo Tiểu Lang người trung niên này nam nhân, không chỉ có là bởi vì Tiểu Lang thực lực cường hãn, cũng bởi vì tại Hứa Bằng Phi lúc còn rất nhỏ, Tiểu Lang tự đảm nhiệm Hứa Bằng Phi hộ vệ, cho nên Hứa Bằng Phi đối Tiểu Lang là đặc biệt coi trọng. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình, Tiểu Lang đi theo Hứa Bằng Phi bên người nhiều năm như vậy. Có thể nói là chứng kiến Hứa Bằng Phi trưởng thành. Hứa Bằng Phi sau đó cũng không có đem Tiểu Lang cho rằng một cái hạ nhân đối đãi. Hứa thiếu, vừa truyền đến tin tức, Diệp Thần Phong đám người hiện tại đang kinh thành nhất quán cơm có ích bữa ăn. Tiểu Lang tiếp xong một chiếc điện thoại sau, cung kính đối bên cạnh Hứa Bằng Phi báo cáo.
Hứa Bằng Phi nhìn chén rượu chung dường như huyết dịch rượu đỏ, khóe miệng hiện ra nhè nhẹ tiếu ý, nói rằng, tiểu lang, chúng ta bây giờ cũng đi quán cơm, là thời gian cùng Diệp Thần Phong gặp một mặt, nếu ta cho là hắn có tư cách làm đối thủ của ta. Như vậy ta muốn tự mình xem hắn rốt cuộc là một cái hạng người gì. Tiểu lang lên tiếng sau, liền phân phó tài xế hướng tới Diệp Thần Phong bọn họ nơi quán cơm chạy, tiểu lang trầm mặc sau một lát, vẫn là không nhịn được lên tiếng, hứa thiếu, ngài thật muốn cùng Diệp Thần Phong đối kháng. Ngài thật muốn nhượng Diệp Thần Phong tiêu trên thế giới này. Đã từng bị Hứa Bằng Phi nhận định làm đối thủ người, hầu như cũng sẽ từ nơi này trên thế giới tiêu thất, bao quát ca ca của hắn Hứa Triển Xí, việc này tiểu lang đều biết, thậm chí Hứa Triển Xí tử. Tiểu lang cũng có tham dự trong đó. Hứa Bằng Phi đung đưa chén rượu bàn tay ngừng lại, cau mày. Hỏi, thế nào, tiểu lang, ngươi lẽ nào cho là ta không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong? Hứa thiếu, ta đều không phải ý tứ này, chỉ là Diệp Thần Phong dù sao cũng là kinh thành người của Diệp gia, là Diệp lão gia tử cháu trai ruột, Diệp gia là nước Hoa gia tộc cao cấp, nếu như ngài nhượng Diệp Thần Phong từ nơi này trên thế giới tiêu thất, như vậy Diệp gia khẳng định hội đối với chúng ta Hứa gia áp dụng trả thù. Tiểu lang vội vàng giải thích. Chính là một cái Diệp gia mà thôi, không có gì không khởi. Tại nước Hoa có rất nhiều đại gia tộc đều muốn nhìn Diệp gia cười nhạo ni. Huống hồ ta sẽ không ngu xuẩn đến đem Hứa gia hướng tới hố lửa trong thôi, đến lúc đó ta ký muốn nhượng Diệp Thần Phong từ nơi này trên thế giới tiêu thất, lại muốn nhượng Diệp gia cầm ta, cầm Hứa gia không có chút nào biện pháp. Hứa Bằng Phi bưng ly rượu lên, tướng trong chén đỏ thắm rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt hiện ra một vòng điên cuồng dáng tươi cười. Đợi cho dáng tươi cười dần dần dẹp loạn sau, Hứa Bằng Phi mới lại hỏi, hai ngày nữa giúp ta đem Ninh Vũ Đình ước đi ra. Lần này ta nếu tới kinh thành, như vậy Ninh Vũ Đình tuyệt đối trốn không thoát ta lòng bàn tay, ta muốn hưởng thụ một chút ta đại ca điên cuồng thích nữ nhân, đến trên giường sau rốt cuộc là một cái tư vị gì. Đáng tiếc ta đoản mệnh đại ca, đến trước khi chết cũng không có hưởng thụ qua Ninh Vũ Đình thân thể. Ta muốn nhượng Ninh Vũ Đình trở thành ta Hứa Bằng Phi tư nhân sủng vật, ha ha a. Hứa Bằng Phi âm trầm cười lên, tại nhắc tới đại ca hắn thời gian, trên mặt hắn thần sắc dữ tợn lên, nắm chén rượu gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, phanh. Một tiếng, Hứa Bằng Phi bàn tay chung ly thủy tinh trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất, xem ra cái này Hứa Bằng Phi cũng là cái luyện gia tử, ly thủy tinh mảnh nhỏ không chút nào chát phá bàn tay của hắn. Là Hứa thiếu, hai ngày nữa ta tự liên hệ Ninh Vũ Đình, đem nàng cấp ước đi ra. Nhìn đến Hứa Bằng Phi giữ tợn dáng dấp, tiểu lang là kinh hồn táng đảm, Hứa Bằng Phi thủ đoạn độc ác, mấy năm nay tiểu lang là chứng kiến qua vô số lần, thử nghĩ thoáng cái một cái liền thân ca ca đều có thể nhịn tâm hạ sát thủ người, cái này trên thế giới còn có cái gì có thể ngăn trở được hắn. Kinh thành một nhà xa hoa tửu điếm ghế lô trong, Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy không ngừng cấp Diệp Thần Phong kính rượu. Nhất là Thường Dịch Thủy, cái này nguyên bản không đúng tí nào hoàn khố tử đệ, tại thấy được Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn sau, thật là lãng tử hồi đầu. Bữa này cơm tối xem như là ăn cái đó nhạc hòa thuận vui vẻ, tại Diệp Thần Phong bọn họ đoàn người vừa muốn bước ra khách sạn cổng thời gian, Hứa Bằng Phi cùng tiểu lang đám người vừa vặn bước vào khách sạn, Hứa Bằng Phi là gặp qua Diệp Thần Phong ảnh chụp, một đôi không có bất luận cái gì tình cảm màu sắc đôi mắt, như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Mại khai bộ tử hướng Diệp Thần Phong đi tới, cái này vị nhất định là Diệp Thiếu đi. Ta thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu Diệp Thiếu đại danh, ngày hôm nay có thể tại ở đây gặp phải Diệp Thiếu, ta thực sự là thật cao hứng. Hứa Bằng Phi lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí của hắn đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào hưng phấn cùng vui vẻ đáng nói. Diệp Thần Phong dừng ở đột nhiên xuất hiện Hứa Bằng Phi, từ Hứa Bằng Phi trong con ngươi, Diệp Thần Phong cảm thấy địch ý. Trước đây Hàn Vĩ bắt được Hứa gia trong tài liệu tỉnh không có ảnh chụp, cho nên hắn cũng không biết trước mặt người nọ là Hứa gia Hứa Bằng Phi. Nhìn đến Diệp Thần Phong không nói lời nào, Hứa Bằng Phi tiếp tục nói, thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu mình, ta là Hứa Bằng Phi, là Ngô Châu Hứa gia nhân, lần này có thể sẽ ở lại kinh thành thật lâu một đoạn cuộc sống, sau đó còn thỉnh Diệp thiếu phải chiếu cố nhiều hơn mới được a. Diệp Thần Phong bị ám sát sự tình, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người cũng đều biết. Hổ Ca người thứ nhất mở miệng nói, nguyên lai là Ngô Châu Hứa gia tạp chủng, biệt chống đỡ lão đại ta đường, cấp ta cút sang một bên. Hứa Bằng Phi nhìn thoáng qua Hổ Ca, trong ánh mắt là không chút nào che giấu sát ý, sau đó, lại đưa mắt lần nữa về tới Diệp Thần Phong trên người, nói rằng, Diệp thiếu,
lẽ nào ngươi chính là như thế quản giáo thủ hạ sao? Ngươi thế nhưng ta Hứa Bằng Phi nhận định đối thủ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, cái này trên thế giới có thể nhượng ta Hứa Bằng Phi cho rằng là đối thủ cũng không có nhiều người, mà ngươi chính là trong đó một cái. Bất quá, đáng tiếc ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, ngươi hay nhất không nên tại kinh thành chọc tới ta, nếu không ngươi tướng cũng không có cơ hội nữa bước ra kinh thành. Diệp Thần Phong lạnh lùng bỏ lại một câu nói sau, liền trực tiếp hướng khách sạn bên ngoài đi, nếu như đổi lại là không ai địa phương, Diệp Thần Phong đã sớm xuất thủ tướng Hứa Bằng Phi giải quyết. Có nghe hay không, ngươi không có tư cách làm lão đại chúng ta đối thủ, thật đúng là cho là mình toán kia căn thông. Não tàn đủ có thể, Hổ Ca khinh thường nói. Ta xem cái này vị Hứa thiếu là não bạch kim ăn nhiều đi. Là điều không phải được lão niên chứng si ngốc, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Hàn Vĩ khó chịu hướng Hứa Bằng Phi dựng lên một ngón giữa. Nhìn Diệp Thần Phong đám người rời đi hình bóng, Hứa Bằng Phi không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong như thế không để hắn vào trong mắt, loại cảm giác này thật giống như từ trước ca ca hắn Hứa Triển Xí còn chưa chết thời gian, Hứa ra trên dưới tất cả mọi người đối với hắn cái này Hứa ra hai thiếu đặc biệt chẳng đáng, cái này là tuyệt đối không thể đủ tha thứ một việc. Hứa thiếu, ta cảm giác cái này Diệp Thần Phong tịnh không bình thường. Tiểu Lang tại Hứa Bằng Phi bên cạnh Tiểu Thanh nhắc nhở. Tiểu Lang, đã lâu không người nào dám nói với ta nói như vậy đi. Cái này Diệp Thần Phong ta nhất định phải để cho hắn chết không táng sinh chi địa, đêm nay ta trước hết thu hồi một điểm lợi tức đi. Kinh thành mãnh hổ hội không là mới vừa quy thuận Diệp Thần Phong sao? Chuyện này ngươi đi an bài, phải làm đẹp một điểm. Hứa Bằng Phi nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Diệp Thần Phong, ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi có phần cũng quá tự đại đi, tự đại là ngu ngốc hành vi. Hứa Bằng Phi hướng trong tiệm cơm mặt đi. Chương 365, niết cái sống lại. Xác định đầu phiếu. Cách mở tiệm cơm sau, Diệp Thần Phong bọn họ tự từng người về nhà. Tại trước khi đi, Diệp Thần Phong nhượng Thường Văn Thiên chú ý Hồng Hải hội nhất cử nhất động. Dù sao Hồng Hải hội là Ngô Châu Hứa ra thế lực, bây giờ tại kinh thành nghiễm nhiên đã phát triển trở thành một cái đại hình bang hội. May là như vậy, Diệp Thần Phong còn đánh giá thấp Hứa Bằng Phi hẹp tâm lý, không biết Hứa Bằng Phi đã nhượng Tiểu Lang đối bây giờ kinh thành Thắng Thiên hội động thủ. Thắng Thiên hội hội sở trong đại sảnh, Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy cái này hai huynh đệ, mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, Thường Văn Thiên nói rằng, Dịch Thủy, ta cảm giác chỉ cần chúng ta theo Diệp hội trưởng, tương lai khẳng định có thể đến một cái, từ trước chúng ta muốn đều không dám nghĩ cao độ, người sau đó cũng thu hồi tâm, thật tốt theo Diệp hội trưởng sớm một phen đại sự nghiệp. Ca, đó còn cần phải nói mà, sau đó lão đại nhường ta lên núi đao, ta tuyệt không xuống chảo dầu. Lão đại nhường ta chết, ta tuyệt không sống, ngẫm lại ban ngày lão đại một người đánh bại 300 nhiều người, ta đến hiện tại còn không thể tin được cái này là thật ni. Lão đại giống như là trong phim ảnh Superman a, sợ rằng Superman cũng không có hắn mạnh như vậy. Vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, Thường Dịch Thủy liền tới hứng thú, xem ra Thường Dịch Thủy đã trở thành Diệp Thần Phong trung thực người sùng bái. Thường Văn Thiên nhìn đến Thường Dịch Thủy thái độ, vô cùng hài lòng điểm gật đầu. Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, đã là tới gần nửa đêm 12 giờ, Thường Văn Thiên nói rằng, Dịch Thủy, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay Diệp hội trưởng nên còn muốn đi qua ni. A, một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu từ bên ngoài truyền vào trong đại sảnh, khẩn tiếp theo, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một gã Thắng Thiên hội thành viên hoảng hốt chạy vào trong đại sảnh. Vội vàng nói, Thường ca. Đột nhiên có một nhóm lớn người tập kích chúng ta hội sở, với lại thực lực của bọn họ mỗi cái cường hãn không gì sánh được, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, những này người hình như là Hồng Hải hội. Bây giờ mãnh hổ hội đổi tên là Thắng Thiên hội, cho nên Thường Văn Thiên nhượng trước kia mãnh hổ hội thành viên không yêu cầu gọi hắn là hội trưởng, chỉ cần gọi hắn là Thường ca là được. Cái gì, Hồng Hải hội lại có thể đột nhiên tập kích chúng ta? Thường Văn Thiên chợt từ trên ghế salon đứng lên, lại hỏi tình huống bên ngoài làm sao? Chúng ta Thắng Thiên hội thương vong thế nào? Huynh đệ của chúng ta căn bản không đỡ được công kích của đối phương, tử vong cùng bị thương nhân số đang không ngừng bay lên, Thường ca. Chúng ta là điều không phải muốn lập tức thông chi Diệp hội trưởng. Chỉ cần Diệp hội trưởng chạy tới nơi này, chúng ta Thắng Thiên hội khẳng định có thể chuyển bại thành thắng. Tên Thắng Thiên hội thành viên nói rằng, bọn họ ban ngày cũng đều là tự mình thể hội qua Diệp Thần Phong cường hãn đến mức tận cùng thân thủ. Thường Văn Thiên phất phất tay,
hai điều lông mi đều muốn ninh ở cùng một chỗ, những thành viên này từ trước thế nhưng cùng hắn cùng nơi vào sinh ra tử huynh đệ a. Trong lòng tức khắc bắn ra ra lửa giận ngập trời, hiện tại thông chi Diệp hội trưởng cũng không còn kịp rồi, nói không chừng Diệp hội trưởng còn không có chạy tới nơi này, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Thường Văn Thiên cắn răng một cái, quát dẹp đường, nhượng các huynh đệ đứng vững, chỉ cần chống đỡ chừng một canh giờ là được. Thường Văn Thiên tin tưởng động tĩnh của nơi này rất nhanh sẽ khiến cảnh sát chú ý. Cho nên tại trong vòng một canh giờ cảnh sát nhất định sẽ chạy tới nơi này, đến lúc đó Hồng Hải hội người tự hội tự hành rút lui. Lúc này cũng chỉ có biện pháp này có thể thực hiện, mặc dù biết thông chi Diệp Thần Phong chạy tới đã không còn kịp rồi, thế nhưng Thường Văn Thiên còn là đánh một lần điện thoại cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại nói cho Thường Văn Thiên, hắn hội mau chóng chạy tới. Ca, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng, các huynh đệ ở bên ngoài chiến đấu, hai chúng ta không để ý tới do trốn ở bên trong. Thường Dịch Thủy từ đại sảnh sofa dưới rút ra hai đem sắc bén khảm đao, tướng trong đó nắm đưa cho Thường Văn Thiên. Thường Văn Thiên vỗ vỗ Thường Dịch Thủy vai nói rằng, cái này mới tượng là một người nam nhân. Mới tượng là ta Thường Văn Thiên đệ đệ, chúng ta đi. Thắng Thiên hội bên ngoài sát thành một mảnh, Thường Văn Thiên gào to một câu, các huynh đệ, Diệp hội trưởng đã tại chạy tới, chúng ta có thể nhượng Diệp hội trưởng thất vọng sao? Thì là đối phương là Hồng Hải hội thì như thế nào? Chúng ta làm theo có thể giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Trải qua ban ngày Diệp Thần Phong cho thấy yêu nghiệt thực lực sau, những thành viên này đều đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại sùng bái mù quáng, khí thế thoáng cái lại tăng lên lên. Cổ họng trong sôi nổi dường như dã thú gào thét đạo, chúng ta tuyệt đối không thể đủ nhượng Diệp hội trưởng thất vọng. Thắng Thiên hội những thành viên này con ngươi trở nên đỏ như máu không gì sánh được, ở trong thân thể lệ khí không ngừng kéo lên, giờ khắc này, đầu của bọn họ trong chỉ còn lại có một chữ. Sát! Theo Thắng Thiên hội thành viên khí thế kéo lên, Hồng Hải hội thành viên trong khoảng thời gian ngắn thật là có một ít khó có thể chống đỡ, lần này tại Tiểu Lang lãnh đạo hạ. Hồng Hải hội tổng cộng tới hơn 500 người, đủ chẳng hạn như bây giờ Thắng Thiên hội nhiều hơn 200 người, với lại cái này hơn 500 người đều là Hồng Hải hội bên trong sát nhân tinh anh. Tuy rằng Thắng Thiên hội những thành viên này một đám đẫm máu chém giết, thế nhưng thực lực chênh lệch vẫn là không có cách gì bù đắp. Theo thời gian trôi qua, một cái tiếp theo một cái thành viên đảo tại vũng máu chung, hoàn hảo tại khẩn trong lúc nguy cấp còi báo động thanh từ xa đến gần vang lên, Hồng Hải hội thành viên chỉ có thể bị ép rút lui. Bang hội cùng bang hội trong lúc đó chém giết là thường xuyên sẽ phát sinh, những này đi tới Thắng Thiên hội cảnh sát, Thường Văn Thiên cũng là nhận thức, Thường Văn Thiên đại khái thông báo vài câu sau, cảnh sát người liền rời đi, chỉ là trước khi rời đi phân phó Thường Văn Thiên tướng nơi này thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ. Thắng Thiên hội 300 nhiều người, tử vong nhân số cao tới chừng 200 người, còn dư lại hơn 100 người cơ hồ là người người đều bị thương, Thường Văn Thiên ngực quần áo bị khảm đao cấp phá vỡ. Cùng nhau vết máu thật sâu rõ ràng không gì sánh được. Thường Dịch Thủy trên vai bị chém một đao, cả người thân thể có chút lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt dường như vừa chát phấn qua tường. Bất quá, bất kể là bị trọng thương Thường Văn Thiên, Thường Dịch Thủy cái này hai huynh đệ, còn là Thắng Thiên hội còn dư lại thành viên, bọn họ mỗi một người đều không dỗi đi để ý tới đau đớn trên thân thể, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, những thứ này là huynh đệ của bọn họ a. Mà bây giờ lại cứ như vậy đi. Diệp Thần Phong, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người chạy tới Thắng Thiên hội thời gian, nhìn đến ngã trên mặt đất từng cổ một thi thể, Diệp Thần Phong trong thân thể thịnh nộ cũng thoáng đi lên, Hứa Bằng Phi, Hồng Hải hội thật chọc giận hắn, hắn không có nghĩ đến Hứa Bằng Phi hội vội và như vậy trả thù, liền một ngày thời gian đều không kịp đợi, điểm này là Diệp Thần Phong lơ là, rất khả năng cho tới nay xuôi gió xuôi nước, nhưng Diệp Thần Phong nguyên bản cẩn thận tâm. Sinh ra một tia buông lỏng, mà cái này một tia buông lỏng nhượng Hồng Hải hội có thể thừa dịp cơ hội. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi đi tới Thường Văn Thiên trước mặt, sau đó đối Chu Vi Thắng Thiên hội huynh đệ, nói rằng, ta hiểu các ngươi giờ khắc này tâm tình, thế nhưng người tử không có thể sống lại, chúng ta có thể làm chính là vì bọn họ báo thù, phàm là đêm nay hy sinh huynh đệ, ta sẽ an bài tốt bọn họ gia đình. Các ngươi là muốn như thế vẫn trầm luân đi xuống, hay là muốn vì huynh đệ của mình báo thù? Lẽ nào dưới cửu tuyền bọn họ mong muốn nhìn thấy các ngươi cái bộ dáng này sao? Các ngươi có nghe qua Phượng Hoàng Niết Bàn cái này từ sao? Chúng ta Thắng Thiên hội ngày hôm nay chẳng khác nào là dục hỏa sống lại Phượng Hoàng, chờ chúng ta lần này niết cái sau đó,
chúng ta nhất định có thể biến được càng cường đại hơn, phải biết rằng các ngươi trên người ký thác chết đi huynh đệ mộng tưởng, nếu bọn họ không có cách gì đợi được chúng ta thắng thiên hội thống nhất kinh thành thế lực dưới đất ngày nào đó, như vậy các ngươi nên muốn liền bọn họ một phần cùng nơi nỗ lực, như vậy mới xứng đáng đối dưới cửu tuyền bọn họ. Diệp Thần Phong trong thanh âm mang theo nồng đậm bi phẫn, khàn khàn cổ họng dường như muốn giống phá trời xanh, những này chết đi thắng thiên hội thành viên, Diệp Thần Phong tuy rằng cùng bọn họ không có ở chung bao nhiêu thời gian, thế nhưng nếu bọn họ là thắng thiên hội thành viên, như vậy thì là hắn Diệp Thần Phong huynh đệ. Quả nhiên, tại Diệp Thần Phong lần này gào thét hạ, thắng thiên hội thành viên một đám ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sau đó thanh âm chỉnh tề vang dội quát, hội trưởng, chúng ta nên vì huynh đệ đã chết báo thù. Diệp Thần Phong đưa bàn tay đè ép áp, ý bảo mọi người trước an tĩnh lại, đối Thượng Văn Thiên nói rằng, phàm là đêm nay hy sinh huynh đệ, cấp nhà bọn họ hối đi 100 vạn, người trước đem nhân số công tác thống kê thoáng cái, hôm nay nói cho ta biết, mặt khác đêm nay còn sống huynh đệ, mỗi người phái phát 20 vạn, coi như làm là ta cái này làm hội trưởng một điểm tâm ý đi. Bây giờ Diệp Thần Phong đằng thiên chế dược xưởng một năm phỏng chừng kiếm cái mười mấy ức không thành vấn đề, cho nên hắn không quan tâm tiền. Sau đó tình nghĩa huynh đệ so tiền quan trọng hơn, những huynh đệ này là vì Diệp Thần Phong tại liều sống liều chết, bọn họ cũng có gia đình của mình, bọn họ cũng cần tiền chiếu cố người nhà, cho nên Diệp Thần Phong mới sẽ làm như vậy, đó cũng không phải dùng tiền tại thu mua nhân tâm, chỉ là Diệp Thần Phong trong lòng đã nghĩ muốn làm như vậy. Chương 366, sinh nhật vui vẻ. Xác định đầu phiếu. Bây giờ kinh thành thắng thiên hội vừa thành lập, vừa vặn yêu cầu một khối đá mài đao. Nếu Hồng Hải hội như thế không biết sống chết đưa tới cửa, như vậy Hồng Hải hội liền làm thắng thiên hội khối thứ nhất đá mài đao đi. Thắng thiên hội nhất định phải đạp Hồng Hải hội, chính thức đăng đi lên kinh thành sân khấu, nhượng kinh thành tất cả thế lực dưới đất nhìn thẳng vào thắng thiên hội tồn tại. Chết đi huynh đệ thi thể, bị thắng thiên hội thành viên từng cổ một thận trọng bài phóng tốt, Diệp Thần Phong, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người cũng sôi nổi đi lên hỗ trợ, đây càng thêm nhượng còn sống những thành viên này bội phục Diệp Thần Phong. Mà Hồng Hải hội thành viên thi thể, còn lại là bị bọn họ chặt thành nhục mạt, sau đó cầm cho chó ăn. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, xa vời từ từ nổi lên một vòng ngân bạch sắc, thắng thiên hội thành viên bao quát Diệp Thần Phong đám người ở nội, có thể nói là một đêm không có chợp mắt, bất quá, đối với Diệp Thần Phong mà nói coi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng không có bất cứ vấn đề gì, lại nói trải qua đêm qua hứa bằng phi tai nạn tính trả thù. Diệp Thần Phong đám người và thắng thiên hội thành viên không có một chút buồn ngủ. Diệp Thần Phong phân phó Thượng Văn Thiên mấy ngày nay trước không cần cấp chiêu mộ thành viên, lúc này để thăng thắng thiên hội còn dư lại hơn 100 tên thành viên thực lực mới là mấu chốt nhất. Lần này bởi vì hứa bằng phi, Diệp Thần Phong trong lòng là triệt để phẫn nộ rồi, hắn dự định tự mình đối với Phó Hồng Hải hội, sau đó nhượng thắng thiên hội tại kinh thành đánh một trận thành danh, chuyện về sau lại giao cho Hàn Vĩ, Thượng Văn Thiên, Hổ Ca bọn họ bản thân đi xử lý, hắn không lại nhúng tay. Diệp Thần Phong chỉnh lý ra một phần kế hoạch huấn luyện, giao cho Thường Văn Thiên, nhượng Thường Văn Thiên dựa theo kế hoạch thượng viết nội dung, huấn luyện thắng thiên hội thành viên, Thường Văn Thiên cũng một tiếng đáp ứng xuống. Hai ngày sau trong, Diệp Thần Phong mỗi ngày đều hội tới thắng thiên hội hội sở. Nhìn thắng thiên hội thành viên nỗ lực cắn răng huấn luyện, Diệp Thần Phong đối với bọn hắn loại thái độ này vẫn là tương đối hài lòng. Màn đêm chậm lại, hôm nay là Võ Hiểu Phỉ sinh nhật, mấy ngày hôm trước Diệp Thần Phong còn đang suy nghĩ muốn cấp Võ Hiểu Phỉ mua một phần cái gì quà sinh nhật ni. Kết quả vừa vặn gặp tiểu cô nương Thiến Thiến, mua lễ vật sự tình đã bị như thế cấp trì hoãn, bất quá, Diệp Thần Phong còn là vội vàng chuẩn bị xong một phần kinh hỉ. Từ Võ Hiểu Phỉ thân thể cho Diệp Thần Phong sau đó, Võ Hiểu Phỉ trên căn bản là mỗi ngày ở tại Diệp gia, tròn một ngày thời gian, Võ Hiểu Phỉ đều cau mày. Trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần Diệp Thần Phong, ngày hôm nay rõ ràng là sinh nhật của nàng, mà Diệp Thần Phong hình như lại đã quên như thế một cái trọng yếu cuộc sống. Nữ nhân đều là đặc biệt nhạy cảm động vật, biểu hiện ra đại đại liệt liệt Võ Hiểu Phỉ, tâm tư có thể nhẵn nhụi lắm. Nhất nghĩ đến của mình thích nam nhân liền sinh nhật của nàng đều không nhớ rõ, trong lòng nàng tự một trận không rõ quấn quýt. Tử Thần Phong, người cái vương bát đản, mỗi ngày buổi tối đem cơ thể của ta dằn vặt thành như vậy. Hiện tại liền sinh nhật của ta đều không nhớ rõ. Xem ta sau đó còn có nhường hay không ngươi đụng cơ thể của ta. Võ Hiểu Phỉ một mặt lẩm bẩm, một mặt xe lái vào Diệp gia biệt thự. Nhìn đến biệt thự trong đại sảnh có ngọn đèn,
Võ Hiểu Phỉ liền giận đùng đùng đi vào. Diệp Thần Phong chính một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV ni. Như vậy miễn bàn có nhiều thích ý, nhưng Võ Hiểu Phỉ là càng căm tức, tận lực bình tâm tính khí hỏi, Thần Phong, Diệp lão gia tử còn không có về nhà sao? Diệp Thần Phong nói rằng, ân, ngày hôm nay hình như gia gia tại tham gia một cái cao tầng hội nghị, muốn đã khuya mới trở lại được, gia gia nhượng chúng ta không cần chờ hắn ăn cơm. Nghe được Diệp lão gia tử không ở nhà, Võ Hiểu Phỉ liền không lại ngụy trang, trên mặt căm tức là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tức giận đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, ngồi xuống hỏi, Thần Phong, người có nhớ hay không hôm nay là ngày mấy? Diệp Thần Phong nghi hoặc nhìn Võ Hiểu Phỉ tỷ, ngày hôm nay chẳng lẽ là cái gì trọng yếu cuộc sống sao? Để cho ta tới đoán một cái, ta đã biết. Nghe được Diệp Thần Phong nói đã biết, Võ Hiểu Phỉ trên mặt căm tức thu liễm một ít, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trầm ngâm một lát sau, nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, ngày hôm nay nên không biết là người thân thích tới thăm người cuộc sống đi. Xem ra đêm nay chúng ta không thể đủ âu yếm. Võ Hiểu Phỉ tăng thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên, cả khuôn mặt nộ hồng không gì sánh được. Ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, đang muốn tức miệng mắng to thời gian, trong đại sảnh ngọn đèn tắt, Diệp Thần Phong cũng từ trên ghế salon tiêu thất, hai bên trái phải dùng cơm địa phương mơ hồ có ngọn nến hỏa quang. Võ Hiểu Phỉ mang theo phẫn nộ hướng sáng địa phương đi, khi nàng đi tới dùng cơm giờ địa phương, cả người ngây dại, chỉ thấy bàn ăn thượng dùng ngọn nến đặt thành một cái hình trái tim, bên trong hình trái tim viết, Hiểu Phỉ tỷ sinh nhật vui vẻ, mấy chữ này dạng, với lại bàn ăn thượng còn có hai phần rán tốt tảng thịt bò, một lọ lạp phỉ rượu đỏ, hai bên trái phải còn có một chỉ bánh sinh nhật, không khí này mười phần lãng mạn. Giữa lúc Võ Hiểu Phỉ ngây người, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Võ Hiểu Phỉ phía sau. Từ phía sau lưng ôm lấy Võ Hiểu Phỉ, miệng tiến tới Võ Hiểu Phỉ tai bên cạnh, ôn nhu nói, Hiểu Phỉ tỷ, sinh nhật vui vẻ. Sau đó, Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra một lòng hình thủy tinh hạng liên, băng Võ Hiểu Phỉ đeo ở trên cổ, Hiểu Phỉ tỷ, còn thỏa mãn ta cấp an bài sinh nhật sao? Vì hai người chúng ta ánh nến bữa cơm, lão gia tử cũng đều chủ động ly khai, nhượng chúng ta hưởng thụ thế giới hai người ni. Kỳ thực ngày hôm nay Diệp lão gia tử tỉnh không có hội cái gì cao tầng hội nghị các loại, hoàn toàn là Diệp Thần Phong tại chuyện phiếm, còn có ngày hôm nay Diệp Thần Phong tiểu thúc khó được sớm về nhà một chuyến, kết quả lại bị Diệp lão gia tử cấp đuổi ra khỏi nhà, nhưng Diệp Đông Kiện không đến 10 giờ tối không được về nhà, kết quả là Diệp Đông Kiện chỉ có thể khổ gương mặt ly khai. Võ Hiểu Phỉ đã sớm hòa tan tại Diệp Thần Phong đậm tình chi chung, thân thể mềm nhũn nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người nam nhân vị đạo, nàng hô hấp từ từ biến được dồn dập, một đôi mắt đẹp cũng mê ly. Diệp Thần Phong thân thể dán thật chặt tại Võ Hiểu Phỉ phía sau, cảm thụ được Võ Hiểu Phỉ biến hóa, Diệp Thần Phong biết Võ Hiểu Phỉ động tình, nhất hai bàn tay không nhịn được đưa vào Võ Hiểu Phỉ quần áo bên trong, leo lên hai tòa thánh khiết cao ngất ngọn núi, tùy ý nhu nhiết lên. Diệp Thần Phong đột nhiên một cái giật mình, vội vã khắc chế trong lòng hỏa khí. Bọn họ bây giờ còn đang Diệp ra trong đại sảnh ni. Nói không chính xác Diệp lão gia tử cùng Diệp Đông Kiện lúc nào sẽ trở về, đến lúc đó nếu như bọn họ hai cái ở trong đại sảnh mây mưa thất thường, bị Diệp lão gia tử cùng Diệp Đông Kiện thấy được, như vậy bọn họ hai cái nên có nhiều xấu hổ a. Hiểu Phỉ tỷ, chúng ta trước ăn cơm chiều đi, tảng thịt bò là ta tự mình vì ngươi rán, đằng ăn cơm tối xong, đến trong phòng, chúng ta đang tiếp tục. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Võ Hiểu Phỉ mê người thân thể. Võ Hiểu Phỉ mắc cỡ đỏ mặt, nói rằng, Thần Phong, cấp ta sinh nhật, ngươi vì sao còn khiến cho như thế thần bí hề hề. Làm hại ta còn tưởng rằng ngươi quên sinh nhật của ta ni. Bởi vì thần bí, mới có kinh hỉ a. Nếu như ta sáng sớm tự nói cho Hiểu Phỉ tỷ ngươi còn có thể có bây giờ phần này kinh hỉ sao? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, sau đó mở ra lạp phỉ. Bang Võ Hiểu Phỉ rót nhất ly rượu đỏ, lại giúp mình rót một chén, cái này mới tại trước bàn ăn ngồi xuống. Võ Hiểu Phỉ môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, cắt một khối tảng thịt bò phóng vào trong miệng, tảng thịt bò vị đặc biệt đúng chỗ, có thể nói cái này là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn qua ăn ngon nhất tảng thịt bò. Đối với Võ Hiểu Phỉ mà nói cái này không chỉ quang là một khối tảng thịt bò, còn là một phần thuộc về nàng một người hạnh phúc. Ăn được một nửa thời gian. Diệp Thần Phong ngọn nến cắm vào bánh gato thượng đốt, đối Võ Hiểu Phỉ nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, hứa cái nguyện đi. Võ Hiểu Phỉ bên khóe miệng là nụ cười thỏa mãn, Thần Phong, ngày hôm nay nếu là sinh nhật của ta,
như vậy ngươi là điều không phải muốn cấp ta hát sinh nhật ca, nếu không vậy làm sao xem như là một cái sinh nhật ni. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt mong đợi Võ Hiểu Phỉ, cổ họng chung nhẹ nhàng hừ ra sinh nhật ca giai điệu cùng ca từ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Diệp Thần Phong hát thanh âm đặc biệt mềm nhẹ, mỗi một chữ từng lời hát vào Võ Hiểu Phỉ trong tâm khảm, nhìn Diệp Thần Phong gương mặt đẹp trai, Võ Hiểu Phỉ nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, đồng thời hứa hạ một cái nguyện vọng, ta mong muốn đời này vĩnh viễn cùng với Thần Phong. Ngọn nến thổi tắt trong nháy mắt, Võ Hiểu Phỉ trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười càng sán lạn, Thần Phong, ngày hôm nay cái này sinh nhật, là qua nhiều năm như vậy, ta vui vẻ nhất một cái sinh nhật, cảm ơn ngươi, Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn Võ Hiểu Phỉ thỏa mãn dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn còn lo lắng ngày hôm nay bang Võ Hiểu Phỉ chuẩn bị cái này sinh nhật thiếu hoàn mỹ ni. Chương 367, thẳng thắn. Xác định đầu phiếu. Ánh nến hơi hoảng động, hơi yếu quang mang làm nổi bật Võ Hiểu Phỉ ôn nhu khuôn mặt, giờ khắc này, hạnh phúc tại trên má của nàng vô hạn phóng đại. Diệp Thần Phong vẫn muốn tìm một cái cơ hội, nói cho Võ Hiểu Phỉ hắn còn có khác chuyện của nữ nhân. Nhưng tối nay là Võ Hiểu Phỉ sinh nhật, với lại Võ Hiểu Phỉ lại như thế hài lòng, hiện tại đem chuyện này nói ra, là không là có chút không thích hợp chứ. Nhìn Võ Hiểu Phỉ khuôn mặt nụ cười điềm mỹ, Diệp Thần Phong thật không muốn giấu giếm nữa, muốn khởi từ nhỏ đến lớn cái kia vẫn đứng tại trước người hắn, vì hắn ngăn trở cái khác người khi dễ thân ảnh, Diệp Thần Phong trong lòng liền sinh ra hổ thẹn. Bất kể nhiều như vậy, dù sao chuyện này luôn luôn muốn nói cho Hiểu Phỉ tỷ, sớm đi nói cho nàng biết. Có thể nàng càng dễ dàng tiếp thu. Diệp Thần Phong tại trong lòng âm thầm nói lầm bầm, sau đó hai con người biến được chỉnh trọng lên, không nháy một cái nhìn chăm chú vào Võ Hiểu Phỉ. Võ Hiểu Phỉ cảm giác được Diệp Thần Phong ánh mắt quái dị, hỏi Thần Phong, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Thần Phong mân mân môi, mở miệng nói, Hiểu Phỉ tỷ, ta có chuyện tình muốn nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mong muốn ngươi kế tiếp nghe được bất cứ chuyện gì. Đều có thể đủ tha thứ ta tốt sao? Người vĩnh viễn là ta Hiểu Phỉ tỷ, tương lai cũng là ta Diệp Thần Phong thương yêu thê tử. Võ Hiểu Phỉ thầm nghĩ, Thần Phong đến cùng đang làm cái gì quái? Đêm nay hắn thế nào luôn luôn thần bí hề hề ni? Trong lòng nghĩ như vậy, Võ Hiểu Phỉ ngoài miệng lại nói, Thần Phong, ta đáp ứng ngươi, kế tiếp bất kể ngươi nói cái gì, ta đều tha thứ ngươi, hiện tại ngươi có thể nói. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Bưng ly rượu lên tướng nhất ly rượu đỏ một hơi làm. Bởi vì lý giải Võ Hiểu Phỉ tính cách, cho nên Diệp Thần Phong mới sợ Võ Hiểu Phỉ không tiếp thụ được chuyện này, nhưng luôn luôn như thế cất giấu dịch thật không phải là biện pháp. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, ta nếu như nói cho ngươi biết, ta còn có những nữ nhân khác, ngươi còn có thể hay không tha thứ ta. Võ Hiểu Phỉ trên mặt hạnh phúc dáng tươi cười, đang nghe Diệp Thần Phong nói xong câu đó sau. Bị trong nháy mắt cấp rút không còn chút nào. Nhìn Diệp Thần Phong nghiêm trang dáng dấp, nàng sắc mặt miễn cưỡng hiện lên một vòng dáng tươi cười, nói rằng, Thần Phong, ngươi không nên cùng ta nói giỡn, ngươi có thể không thể chính kinh một điểm. Kỳ thực tại Võ Hiểu Phỉ nhìn Diệp Thần Phong hai con ngươi chung không gì sánh được nghiêm túc ánh mắt thời gian, nàng tự xác định chuyện này 89 phần 10 là sự thật, thế nhưng sau đó nữ nhân đều thích lừa mình dối người, nhất là mặt đối với mình âu yếm nam nhân thời gian. Các nàng tình nguyện làm bộ đứa ngốc. Các nàng tình nguyện vẫn cũng không muốn biết có chút đáp án. Diệp Thần Phong làm sao nếm không nhìn ra Võ Hiểu Phỉ đau lòng ni. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái số phận trêu người, Diệp Thần Phong không thể đủ bỏ xuống Đường Hân, Triệu Huyền Đình các nàng a. Các nàng đồng dạng là đối Diệp Thần Phong bỏ ra thật tình. Đồng dạng là ái Diệp Thần Phong, ái đến tận xương tủy, Diệp Thần Phong bây giờ có thể đủ làm, chính là nhượng Võ Hiểu Phỉ tiếp thu chuyện này. Sau đó tận lực đi bồi thường Võ Hiểu Phỉ. Hiểu Phỉ tỷ, ta cũng không là tại nói đùa với ngươi, ta nói đều là thật. Diệp Thần Phong trong lòng đồng dạng là một trận đau đớn, hắn đối Võ Hiểu Phỉ cảm tình đặc biệt hừng hực, dù sao hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. Hắn không muốn nhìn thấy Võ Hiểu Phỉ thương tâm dáng dấp, hắn không muốn nhìn thấy Võ Hiểu Phỉ rơi lệ. Võ Hiểu Phỉ nhìn trên bàn hơi lay động ánh nến, trong lòng hạnh phúc bị rửa sạch, có như vậy trong nháy mắt. Nàng thật thật là nhớ khóc lớn một hồi, kết quả là hai con mắt vành mắt càng tới càng hồng, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra. Theo gò má không ngừng chảy xuống, xoạch, xoạch, xoạch rơi vào trên mặt bàn, nghẹn ngào nói, Thần Phong, lẽ nào ngươi thì không thể đủ gạt ta một lần sao? Ngươi đối với ta nói những lời này,
chẳng lẽ là phải ly khai ta sao? Đêm nay ngươi cho ta chuẩn bị sinh nhật, xem như là nhượng ta biết chuyện này một điểm bồi thường sao? Nữ nhân thật là vui vui mừng suy nghĩ lung tung động vật, với lại các nàng ảo tưởng năng lực đặc biệt cường hãn, đêm nay Diệp Thần Phong hướng Võ Hiểu Phỉ thẳng thắn, chỉ là đến lúc quyết định mà thôi, chẳng qua là khi hắn nhìn đến Võ Hiểu Phỉ hạnh phúc dáng dấp, hắn không muốn giấu giếm nữa. Võ Hiểu Phỉ từ trên ghế đứng lên, xoay người trong nháy mắt, nước mắt chảy càng mạnh, khi nàng chuẩn bị lúc rời đi, thân thể bị ôm chặt lấy, nàng không quay đầu lại, giọng nói tận lực bình tĩnh nói, Diệp Thần Phong, người buông ra ta sau đó không hội lại quấn quýt lấy ngươi, ta sẽ nhường ra ta giải trừ hai chúng ta trong lúc đó hôn ước. Diệp Thần Phong tướng Võ Hiểu Phỉ thân thể quay lại, nhìn đến Võ Hiểu Phỉ trên khuôn mặt treo đầy vệt nước mắt dáng dấp, hắn thật có loại tát mình bạt tai xung động, vươn tay ôn nhu lau sạch Võ Hiểu Phỉ trên khuôn mặt nước mắt, không nói gì, trực tiếp hôn lên Võ Hiểu Phỉ môi đỏ mọng, giờ khắc này nhiều hơn nữa giải thích đều là dư thừa, Diệp Thần Phong chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh hắn đối Võ Hiểu Phỉ ái. Võ Hiểu Phỉ không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên hôn môi nàng, một đôi mắt đẹp tức khắc trừng to đại, vừa định muốn phản kháng, bất quá, Diệp Thần Phong đầu lưỡi đã hòa nhập trong miệng của nàng, cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn tại cùng nơi, thân thể của nàng biến được nhu mềm nhũn ra, trong đầu từ từ trống rỗng, bắt đầu đáp lại Diệp Thần Phong hôn môi. Cái hôn này, rằng có rất dài thời gian rất lâu, phảng phất có một thế kỷ như lâu dài. Vừa hôn kết thúc, Võ Hiểu Phỉ nằm úp sấp trên ngực Diệp Thần Phong, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Diệp Thần Phong tướng nàng chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Hiểu Phỉ tỷ, ta Diệp Thần Phong trong lòng vĩnh viễn đều có ngươi một mảnh đất mới, ai vậy cũng đoạt không đi, ngày hôm nay nguyên do muốn nói cho ngươi chuyện này, chỉ là ta không muốn giấu giếm nữa ngươi, rất nhiều chuyện cũng không là ta có thể nắm chặt, ngươi có thể tha thứ ta sao? Võ Hiểu Phỉ ngửi Diệp Thần Phong trên người vị, đột nhiên hé miệng chợt cắn tại Diệp Thần Phong trên vai, Diệp Thần Phong trên vai bị đau, thế nhưng cổ họng trong không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, cũng không có ngăn cản Võ Hiểu Phỉ, chỉ là tướng Võ Hiểu Phỉ ôm càng chặt, dường như muốn tướng Võ Hiểu Phỉ dung nhập trong thân thể của hắn thông thường. Tại vừa rồi vừa hôn chung, Võ Hiểu Phỉ liền cảm nhận được Diệp Thần Phong đối với nàng thật sâu ý nghĩ yêu thương, kỳ thực tại vừa hôn sau khi kết thúc, trong lòng nàng đã không lại cảm thấy khó qua, nhưng lại không muốn tiện nghi như vậy Diệp Thần Phong, cho nên mới không chút do dự hé miệng cắn lên Diệp Thần Phong vai. Một lát sau, Võ Hiểu Phỉ miệng buông lỏng ra, nhìn Diệp Thần Phong trên vai một vòng dấu răng, còn có chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, Võ Hiểu Phỉ đột nhiên lại cảm giác đặc biệt không nỡ, cho nên nói nữ nhân đều là đặc biệt mâu thuẫn động vật. Võ Hiểu Phỉ vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần Phong vai, hỏi, đau không? Không đau, bởi vì đây là Hiểu Phỉ tỷ ngươi cắn. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Nhìn đến Diệp Thần Phong mỉm cười giờ khắc này, Võ Hiểu Phỉ trong lòng cuối cùng một tia tức giận cũng không có, an tĩnh nằm tại Diệp Thần Phong trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Thần Phong mi tâm, toán ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, ta tha thứ ngươi, ngươi đến cùng có mấy người phụ nhân. Diệp Thần Phong suy tư chốc lát, Triệu Huyền Đình, Đường Hân, Hàn Sơ Tuyết, Vương Phỉ Phỉ, cái này bốn cái là hiện nay xác định nữ nhân, vì vậy mở miệng nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, nếu như hơn nữa lời của ngươi, ta hiện tại nên có năm nữ nhân. Chỉ cần là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, ta nhất định biết dùng tâm đi che chở các nàng cả đời. Diệp Thần Phong trịnh trọng nói. Thần Phong, xem ra ngươi thật đúng là một cái hoa hoa công tử ni. Bất quá, ai nhượng ta đã là nữ nhân của ngươi ni. Lúc nào dẫn ta đi gặp bốn cái tỉ muội, chúng ta cũng tốt thật sớm một ít tiếp xúc một chút. Nghĩ thông suốt sau đó, Võ Hiểu Phỉ trong lòng là rộng mở trong sáng. Hiểu Phỉ tỷ. Các nàng hiện tại đều ở đây Thiên Hải, chờ sau này nhất định hội có cơ hội. Diệp Thần Phong ôn nhu vuốt ve Võ Hiểu Phỉ phía sau lưng. Đột nhiên, Diệp Thần Phong tướng Võ Hiểu Phỉ hoành bế lên, chạy lên lầu, trong miệng nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, cơm tối chúng ta cũng ăn xong rồi, hiện tại nên đến làm tránh sự lúc. Võ Hiểu Phỉ làm sao nghe không hiểu Diệp Thần Phong lời nói. Tại Diệp Thần Phong trong ngực giãy giụa lên, nói rằng, Thần Phong, còn không có triệt để tha thứ ngươi ni. Cho nên vì trừng phạt ngươi, một mình ngươi tháng không cho chạm vào cơ thể của ta. Hiểu Phỉ tỷ, ngươi bây giờ nói những lời này có phải là quá muộn hay không? Gia ta cùng gia ngươi đều trông cậy vào chúng ta sinh nhất đứa bé ni. Cho nên chúng ta được phải thêm đem kình mới được. Ôm Võ Hiểu Phỉ đi vào gian phòng sau,
Diệp Thần Phong liền lập tức tướng phòng môn cấp khóa trái. Trong phòng tràn đầy nam nữ tuyệt vời thanh âm, lại là cả đêm mây mưa thất thường không thiếu được. Chương 368, 33, ta bị khi dễ. Xác định đầu phiếu. Buổi trưa, nóng hừng hực ánh dương quang trích nướng đại địa, Tiểu Lang nhận được Hứa Bằng Phi mệnh lệnh, lái xe tới đến Ninh Vũ Đình biệt thự trước cửa, vừa vặn Ninh Vũ Đình dắt Thiến Thiến đi từ trong biệt thự đi tới, xem chừng mẹ con các nàng hai thật giống như là muốn đi ra ngoài. Ninh Tiểu Thư, chúng ta Hứa Thiếu muốn ước ngài cùng đi ăn bữa cơm, Hứa Thiếu nói nếu như Thiến Thiến cũng ở đây, nhượng Thiến Thiến cùng đi. Tiểu Lang đi tới Ninh Vũ Đình trước mặt cung kính nói. Ninh Vũ Đình nhìn đến Tiểu Lang thời gian sửng sốt một chút, nàng biết Tiểu Lang là Hứa Bằng Phi chó săn, không nghĩ tới Hứa Bằng Phi lại có thể tới kinh thành. Lẽ nào Ninh Vũ Đình trốn được kinh thành tới, Hứa gia còn muốn theo đuổi không bỏ sao? Ninh Vũ Đình tự nhiên sẽ không cho Tiểu Lang cái gì sắc mặt tốt nhìn, lạnh giọng nói rằng, ngày hôm nay ta không rảnh, sau đó cũng sẽ không có không. Ninh Tiểu Thư, ta khuyên ngươi còn là không muốn cự tuyệt Hứa Thiếu mời. Hứa Thiếu là tương lai Hứa gia người nối nghiệp, nếu như Hứa Thiếu muốn đối phó ngươi, thì là ngươi ở đây kinh thành, cũng là không làm nên chuyện gì, huống hồ ngươi không vì mình lo lắng, cũng phải vì muội muội của ngươi Ninh Mẫn Yến, còn có con gái của ngươi Thiến Thiến suy nghĩ một chút ra. Tiểu Lang đối mặt Ninh Vũ Đình lạnh giọng, khuôn mặt không có lộ ra chút nào không vừa lòng. Ngươi là người xấu, mẹ ta vì sao phải nghe ngươi, cẩn thận ta nhượng ba ba ta để giáo huấn ngươi. Ba ba ta thế nhưng siêu cấp lợi hại anh hùng. Thiến Thiến hướng Tiểu Lang sát có cái đó sự dơ dơ lên nàng trắng mịn quả đấm nhỏ nói rằng. Thiến Thiến, không nên nói bậy. Ninh Vũ Đình quát bảo ngưng lại Thiến Thiến, sau đó nhìn Tiểu Lang nói rằng, tốt, ta với ngươi đi một chuyến. Ninh Tiểu Thư thỉnh, Tiểu Lang bang Ninh Vũ Đình kéo cửa xe ra, sau đó Ninh Vũ Đình dắt Thiến Thiến tay. Đi lên xe ngồi phía sau. Hứa Bằng Phi ước Ninh Vũ Đình chỗ ăn cơm là tại Hoa Hạ Thiên Địa. Hoa Hạ Thiên Địa tại Kinh Thành là một nhà đặc biệt nổi danh khách sạn, cái đó đẳng cấp ở vào Kinh Thành sở hữu khách sạn chung trước 10. Có thể nghĩ Hoa Hạ Thiên Địa là một nhà bao nhiêu xa hoa khách sạn, thông thường chỉ có lão bản hoặc là làm quan, mới có thể tới Hoa Hạ Thiên Địa tiêu phí, thành phần tri thức giai tầng tới Hoa Hạ Thiên Địa tiêu phí căn bản là không gánh nổi. Hoa Hạ Thiên Địa một gian quý khách ghế lô trong trang hoàng đặc biệt xa hoa. Hoa Hạ Thiên Địa là một vị Anh quốc đặc biệt nổi danh nhà vẽ kiểu thiết kế, ghế lô trong sở hữu trang sức. Đặc biệt có nước ngoài màu sắc, mơ hồ còn có một loại hoàng gia phong vị, ở bên trong này ăn có thể làm cho một loại quý tộc cảm giác về sự ưu việt. Tiểu Lang đem Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến mang vào ghế lô sau, hắn liền thối lui ra khỏi ghế lô, sau đó tự giác tướng môn đóng lại. Hứa Bằng Phi ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt ngoạn vị đánh giá Ninh Vũ Đình, khóe miệng là nụ cười như có như không. Nói rằng, đại tẩu, ta nhìn ngươi thế nào không rất cao hứng a? Lẽ nào cứ như vậy không muốn cùng gặp mặt ta sao? Hứa Bằng Phi, xin ngươi chú ý ngươi xưng hô với ta cũng không là của ngươi đại tẩu. Ngày hôm nay ngươi kêu ta tới làm gì? Mau nói đi, nói xong ta đã đi. Ninh Vũ Đình mày liễu hơi nhăn lại. Thiến Thiến hai tay chống nạnh, đối Hứa Bằng Phi quát dẹp đường, ngươi cũng là người xấu, ta và mẹ không thích cùng người xấu nói. Mẹ, chúng ta đi tìm ba ba đi. Có ba ba tại, tự không có người có thể khi dễ chúng ta. Ba ba, Hứa Bằng Phi khinh thường nói lầm bầm, Hứa Bằng Phi an bài người đương nhiên không thể có thể 24 tiếng đồng hồ đều giám thị Ninh Vũ Đình, cho nên hắn cũng không biết Thiến Thiến trong miệng ba ba là chỉ Diệp Thần Phong, hắn cho rằng Thiến Thiến thuần túy là tại hồ ngôn loạn ngữ. Thiến Thiến, muốn không để cho ta làm ba ba của ngươi a? Ta cam đoan có thể nhượng ngươi làm toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhi, thế nào? Hứa Bằng Phi cười hỏi. Thiến Thiến cổ cái miệng nhỏ nhắn như đinh đóng cột nói rằng, ta mới không cần người xấu đương ba ba của ta ni. Ba ba của ta là nhất người anh hùng, mà ngươi nhiều nhất chính là nhất chỉ cẩu hùng mà thôi, ngươi không xứng làm ba ba của ta. Bị một cô bé một lần lại một lần vũ nhục, Hứa Bằng Phi sắc mặt âm trầm xuống, hắn hôm nay là muốn chinh phục Ninh Vũ Đình. Cho nên đứng lên đi tới Thiến Thiến bên cạnh. Không để ý Thiến Thiến phản kháng, một tay lấy Thiến Thiến bế lên. Hứa Bằng Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi vội vàng thả Thiến Thiến. Ninh Vũ Đình lớn tiếng quát dẹp đường. Đại tẩu, ngày hôm nay ta chuẩn bị cùng ngươi nói sự tình. Sợ rằng Thiến Thiến không thích hợp ở đây, nếu như ngươi muốn nhượng Thiến Thiến lưu lại, ta cũng không có cái gì ý kiến. Hứa Bằng Phi nói rằng. Ninh Vũ Đình trầm mặc.
vạn nhất Hứa Bằng Phi trước mặt Thiến Thiến, nói lộ Thiến Thiến Tịnh không phải là của nàng nữ nhi ruột thịt, sợ rằng đối với Thiến Thiến mà nói hội lưu hạ không nhỏ bóng ma đi. Người xấu, người xấu, người mau buông, người mau buông. Thiến Thiến tại Hứa Bằng Phi trong ngực không ngừng dùng rằng. Ghế lô trong là có độc lập toilet, cửa phòng rửa tay có thể từ bên ngoài khóa trái, vì vậy Hứa Bằng Phi tướng Thiến Thiến cấp nhốt ở trong phòng rửa tay. Thiến Thiến dùng sức gõ cửa phòng rửa tay, nói rằng, phóng ta đi ra ngoài, mau thả ta đi ra ngoài, ô ô. Thiến Thiến không nhịn được khóc lên, đang khóc có chừng một phút sau, nàng đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, dùng tay nhỏ bé lau khô nước mắt, từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động, bấm Diệp Thần Phong số điện thoại di động. Từ Thiến Thiến có Diệp Thần Phong số điện thoại di động sau, Thiến Thiến tự quấn quýt lấy Ninh Vũ Đình mua cho nàng điện thoại di động, cuối cùng Ninh Vũ Đình thật sự là không thể làm gì, vì vậy liền cấp Thiến Thiến mua nhất chỉ nhi đồng điện thoại di động. Ba ba, có người khi dễ Thiến Thiến, người mau tới đây cứu Thiến Thiến đi. Thiến Thiến bị người người xấu cấp nhốt ở trong phòng vệ sinh. Điện thoại vừa tiếp thông, Thiến Thiến tự lại khóc lên. Nhận được Thiến Thiến điện thoại thời gian, Diệp Thần Phong đang thắng thiên hội hội sở trong, Thiến Thiến tại trong điện thoại cũng giải thích không rõ ràng lắm cái gì, thế nhưng Diệp Thần Phong đối Thiến Thiến cô bé này còn là thẳng trìu mến, vì vậy tại trong điện thoại hỏi Thiến Thiến địa phương sở tại, hoàn hảo Thiến Thiến nhớ kỹ cái này quán cơm tên cùng các nàng nơi ghế lô, nếu không Diệp Thần Phong thật đúng là không biết, đi đâu mà tìm Thiến Thiến. Thiến Thiến tại sau khi cúp điện thoại, hướng về phía ngoài phòng vệ sinh mặt, không phục nói lầm bầm, người xấu, ngươi chờ cho ta. Chờ ta anh hùng ba ba tới, khẳng định có thể giáo huấn ngươi. Đại tẩu, ngươi không nên đứng a, ngồi đi, Hứa Bằng Phi bang Ninh Vũ Đình kéo ra một cái ghế. Ninh Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, sau đó nói, Hứa Bằng Phi, ngươi có lời gì thì nói mau. Đại tẩu, xem ra ngươi và Thiến Thiến cảm tình rất tốt. Nhìn ra được ngươi coi Thiến Thiến là làm nữ nhi ruột thịt đối đãi, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta chỉ là tìm ngươi đi ra tự ôn chuyện. Chúng ta trước uống một chén. Hứa Bằng Phi cấp Ninh Vũ Đình rót nhất ly rượu đỏ, nói rằng, đại tẩu, tới, ta trước cạn vì kính, ngươi có thể nhất định muốn cấp ta mặt mũi này, ta Hứa Bằng Phi từ trước đến nay đều là người khác cấp ta thể diện, ta cho người khác thể diện. Ninh Vũ Đình nhìn trước mặt rượu đỏ, do dự một chút, cuối cùng vẫn bưng lên, uống một ngụm, nàng cũng không biết Hứa Bằng Phi vẫn muốn nhận được tâm tư của nàng. Đại tẩu, mấy năm nay ngươi là càng trường càng xinh đẹp a. Vóc người này so hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi cũng muốn giỏi hơn, đại tẩu sợ rằng có không ít người theo đuổi đi. Hứa Bằng Phi nhìn Ninh Vũ Đình nói rằng. Hứa Bằng Phi, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như không có chuyện gì tình lời nói, ta hiện tại muốn đi. Ninh Vũ Đình rất không thích Hứa Bằng Phi cái này loại quan sát ánh mắt của nàng. Đại tẩu, ngươi cần gì phải nóng lòng như vậy ni? Ta biết đại tẩu ngươi mấy năm nay khẳng định đặc biệt tịch mịch, cho nên ta ngày hôm nay đặc biệt ước đại tẩu đi ra, là vì bang đại tẩu ngươi nhất giải tịch mịch. Hứa Bằng Phi nói rằng. Hứa Bằng Phi, ta không có công phu bồi ngươi ở nơi này chơi. Ninh Vũ Đình vừa định muốn đứng lên, chỉ cảm thấy tứ chi phát nhuyễn, ở trong thân thể trong lực lượng hình như thoáng cái bị tát cạn giống nhau. Ninh Vũ Đình tức giận trừng mắt Hứa Bằng Phi, hỏi, ngươi ở đây rượu bên trong cái gì? Hứa Bằng Phi vừa cười vừa nói, đại tẩu, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta tại rượu trong chỉ bất quá thả một ít, những thân thể phát nhẹ giả dược vật mà thôi, trong óc tâm tư còn là hội bảo trì thanh tình, bởi vì ta muốn tại đại tẩu ngươi lúc thanh tình, bang đại tẩu ngươi nhất giải tịch mịch tâm, nếu không chẳng phải là quá không có ý nghĩa. Vậy ngươi cũng đều không phải uống rượu đỏ sao? Ngươi thế nào không có việc gì? Ninh Vũ Đình hỏi một cái đặc biệt ngu ngốc vấn đề. Ta đương nhiên là sớm phục dụng giải dược, đại tẩu, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngược lại sẽ thật tốt thương yêu ngươi, còn có thương yêu con gái của ngươi Thiến Thiến, nhìn ra được Thiến Thiến tương lai còn dài cũng là một cái mỹ nhân, ta trái lại rất chờ mong tương lai mẹ con các ngươi hai cộng đồng hầu hạ ta tràng diện, cho nên từ giờ trở đi ta sẽ đem Thiến Thiến điều giáo thành sủng vật của ta, đương nhiên ngươi cũng giống như nhau. Hứa Bằng Phi lè lưỡi liếm môi một cái nói rằng, Hứa Bằng Phi, ngươi xúc sinh không bằng. Ninh Vũ Đình cắn răng quát dẹp đường. Chương 369, lẽ nào đây là số mệnh sao? Xác định đầu phiếu. Đại tẩu, những lời này ngươi thật đúng là nói đúng, ta cũng cho là mình xúc sinh không bằng,
nếu không ta vì sao ngay cả mình thân ca ca đều có thể đủ hạ độc thủ ni. Bất quá, cái này trên thế giới thường thường xúc sinh không bằng người, có thể hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh, này miệng đầy đạo nghĩa ngu ngốc, đầu đất, cuối cùng chỉ có trước thời gian đi gặp Diêm Vương ra phần. Hứa Bằng Phi cũng không vội xuống tay với Ninh Vũ Đình, hắn thích nhìn Ninh Vũ Đình hốt hoảng dáng dấp, hắn biết Ninh Vũ Đình còn là tấm thân xử nữ, dù sao ngày hôm nay lưu cấp thời gian của bọn họ đặc biệt đầy đủ. Hứa Triển Sí cũng không là tại nhiệm vụ chung bỏ mình. Hứa Triển Sí lại là bị ngươi giết chết, ngươi đến cùng còn có phải là người hay không? Hắn có thể là của ngươi thân ca ca. Tuy rằng Hứa Triển Sí trước đây buộc Ninh Vũ Đình gả cho hắn, thế nhưng tổng thể mà nói Hứa Triển Sí coi như là một cái quang minh lỗi lạc nam nhân, cái này Hứa Bằng Phi quả thực là phát rồ tới cực điểm. Ta ca ca đương nhiên là tại nhiệm vụ chung bỏ mình, chỉ bất quá ta những nguyên bản đơn giản nhiệm vụ, biến được có chút khó khăn. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách hắn quang mang quá qua chói mắt, từ trước tại Hứa ra mỗi người trong miệng nhắc tới đều là hắn, thì là ta lại cố gắng thế nào, cuối cùng nhận được kết quả, cũng toàn bộ bị người cấp bỏ quên. Bọn họ những, này vô tri ngu ngốc luôn luôn muốn ta hướng ca ca của ta học tập, bao quát ta chung quanh bằng hữu, cũng luôn luôn tại trước mặt chúng ta nhắc tới ca ca của ta, lẽ nào ta chính là ca ca ta phụ thuộc phẩm sao? Lẽ nào ta Hứa Bằng Phi chỉ phối làm bóng dáng của hắn sao? Ta có chỗ nào so với hắn kém, ta đến cùng có chỗ nào so với hắn kém. Hứa Bằng Phi tâm tình thất khống, trắng bệch khuôn mặt là điên cuồng dáng tươi cười, giữ tợn chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ, cho nên, ta không cam lòng vĩnh viễn làm ca ca ta cái bóng. Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng, vì có thể làm hồi chân chính bản thân, ta an bài nhượng ca ca ta tại nhiệm vụ chung bỏ mình, như vậy ai cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta tới. Thuộc về ca ca ta tất cả ta đều muốn đoạt lại tới, ca ca ta sau khi, Hứa ra quả nhiên đem trọng tâm lần nữa phóng đến trên người của ta, thế nhưng ta còn không vừa lòng đủ, ta tại ca ca ta dưới bóng tối sinh sống nhiều năm như vậy, ta cần phải lấy được càng nhiều hơn bồi thường. Cho nên đã từng này đối với ta khinh thường người, toàn bộ đều phải chết, với lại ta làm xong rồi. Hứa Bằng Phi tâm tình từ từ bình tĩnh lại, bưng lên chén rượu trên bàn nhẹ nhàng đung đưa, tại anh ta còn khi còn sống. Ta xem ra hắn là chân chính mê luyến thượng ngươi, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào phải lấy được ngươi, bao quát uy hiếp gia tộc của ngươi, từ trước hắn là một cái chính nhân quân tử, chưa bao giờ hội làm chuyện vọng động như vậy. Có thể thấy được hắn đối với ngươi thích trình độ đến cùng sâu đậm. Đáng tiếc là đến trước khi chết, hắn đều không có được thân thể của ngươi. Ngươi đã là ca ca ta như thế muốn có được nữ nhân, như vậy cái này làm đệ đệ thỏa đáng nhiên cũng phải lấy được ngươi. Với lại muốn những ngươi cả đời lưu tại bên cạnh ta, những ngươi làm Hứa Bằng Phi sủng vật, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể tại trên người ngươi phát tiết một lần, ta muốn nếu như ta dưới cửu tuyển ca ca nhìn đến hắn thích nữ nhân, bị ta như thế đùa bỡn, hắn khẳng định hội khí thổ huyết đi. Ha ha a, Hứa Bằng Phi điên thật rồi, cái này là Ninh Vũ Đình hiện tại ý nghĩ trong lòng, chỉ có một người điên tài năng đủ làm ra nhiều như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Dùng sức toàn lực muốn từ trên ghế đứng lên, thế nhưng Ninh Vũ Đình vẫn là không có cách gì làm được, lẽ nào ngày hôm nay thật cũng bị Hứa Bằng Phi cái người điên này cấp. Đại tẩu, cố sự nói, kế tiếp không sai biệt lắm chúng ta nên tiến nhập chính đề. Hứa Bằng Phi từ trên ghế đứng lên, từng bước hướng không có cách gì nhúc nhích Ninh Vũ Đình đi tới, nói rằng, người biết ta vì sao phải gọi ngươi đại tẩu sao? Bởi vì, này dạng ta có thể có loại vui vẻ. Đặc biệt đợi một lát ngươi bị ta áp tại thân thể hạ, thứ khoái cảm này ngươi chắc là sẽ không hiểu. Tại trong lòng ta mặt ngươi vĩnh viễn là ta tốt đại tẩu. Hứa Bằng Phi, ngươi hay nhất không nên làm càn, nếu như ngươi giết tử ngươi ca ca ruột thịt sự tình, bị Hứa gia lão gia tử biết, hắn hội bỏ qua cho ngươi sao? Trước đây Hứa Triển Sí có thể là ký thác Hứa gia tất cả kỳ vọng. Ninh Vũ Đình áp chế trong lòng bất an nói rằng, đại tẩu, ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Thì là ngươi chạy đi đối lão gia tử nói, ca ca ta là bị ta giết chết, ngươi cho là hắn sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Huống hồ ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, đợi một lát chúng ta làm hết thảy đều hội bị quay chụp xuống, nếu như ngươi muốn toàn thế giới người nhìn đến thân thể của ngươi, ta cũng không phải chú ý đem coi bình phóng đến online đi, còn ngươi nữ muội muội Ninh Mẫn Yến, con gái của ngươi Thiến Thiến, nếu như ngươi không muốn để cho hai người bọn họ ra chuyện, ta muốn ngươi sau này hội nghe lời của ta. Hứa Bằng Phi đối với Ninh Vũ Đình nói xong toàn bất phi sở động. Lẽ nào đây chính là ta mệnh sao?
cho rằng ly khai Ngô Châu, Hứa gia chí ít không hội đối với ta đuổi sát không buông, hiện tại lại. Ninh Vũ Đình hàm răng cắn môi, trong lòng bị tuyệt vọng cấp lấp đầy, nàng biết cuộc đời của nàng lập tức sẽ xong, nàng biết không có cái gì kỳ tích phát sinh. Diệp Thần Phong tại nhận được Thiến Thiến điện thoại sau, trước tiên chạy tới Hoa Hạ Thiên Địa, tìm được rồi Thiến Thiến tại trong điện thoại theo như lời quý khách ghế lô. Ghế lô cổng đứng tại bảy tên ăn mặc hắc y nam nhân, trong đó đứng tại trước mặt nhất liền là Hứa Bằng Phi đắc lực giúp đỡ Tiểu Lang. Tiểu Lang là nhận được Diệp Thần Phong, khi nhìn đến Diệp Thần Phong hướng tới bọn họ ở đây đi tới sau, hắn trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn đặc biệt rõ ràng nếu như Hứa Thiếu bị quấy rầy chuyện tốt, dùng Hứa Thiếu tính tình sợ rằng liền hắn cũng phải bị trách phạt, mà còn lại canh giữ ở cửa người, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần Phong hai ngày trước ở của tiệm cơm, cùng Hứa Bằng Phi, Tiểu Lang từng có gặp mặt một lần, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Lang tới, hắn không có nghĩ đến Thiến Thiến sự tình cùng Hứa Bằng Phi có quan hệ, thật đúng là con mẹ nó là oan gia ngõ hẹp. Tiểu Lang đi lên hai bước chặn Diệp Thần Phong đường đi, nói rằng, Diệp Thiếu, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta Hứa Thiếu tại ghế lô trong làm việc, cho nên còn mời ly khai, nếu như ngươi muốn gặp chúng ta Hứa Thiếu lời nói, mặt khác lại ước thời gian đi. Tránh ra, lẽ nào ngươi cho là chỉ bằng các ngươi mấy cái này xú trứng chim là có thể ngăn được ta? Diệp Thần Phong khinh thường cười lạnh nói. Tiểu Lang sắc mặt nghiêm túc lên, tuy rằng hắn cảm giác được ra Diệp Thần Phong thực lực phi phàm, thế nhưng Diệp Thần Phong có phần cũng nhiều lắm tự tin chưa? Hắn Tiểu Lang từ nhỏ mà bắt đầu luyện tập võ thuật, ba mười mấy năm qua không có có một ngày thư giãn qua, cho nên bị Diệp Thần Phong gọi xú trứng chim, nhượng hắn trong lòng đặc biệt khó chịu. Diệp Thiếu, đường chúng ta là sẽ không để cho khai, có bản lĩnh chính ngươi đi tới. Tiểu Lang thanh âm cũng băng lạnh xuống. Tiểu Lang sau lưng sáu gã ăn mặc hắc y to tráng nam người, đang nghe Tiểu Lang lời nói sau, đồng dạng khoa trước vài bước, cùng Tiểu Lang sóng vai đứng, bọn họ cũng không biết Diệp Thần Phong là ai. Chỉ là nhìn đến Diệp Thần Phong cái này tiểu thân bản, tự nhiên mà vậy cho rằng Diệp Thần Phong đây là đang bản thân tìm ngược. Xem ra các ngươi đối thân thủ của mình rất có lòng tin. Ta thích nhất đem bị người lòng tin ném xuống đất đạp vỡ. Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, không có làm chút nào bảo lưu, Tiểu Lang bao quát sáu gã to tráng nam người, chỉ cảm thấy trên thân thể đột nhiên bị đè ép nhất ngọn núi lớn, với lại áp lực đang không ngừng tăng, ngoại trừ Tiểu Lang cho rằng, còn lại sáu gã nam nhân hai chân đã cong queo. Nhưng là trên người bọn họ áp lực tỉnh không có dừng lại ý tứ, y nguyên đang không ngừng tăng, bang 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 bang, sáu gã thân thể to tráng nam nhân, ầm ầm đảo địa, bộ mặt hướng xuống đất. Ngực rơi một trận đau đớn, đoán chừng là đoạn thật nhiều cái xương ni. Tại sáu gã to tráng nam người đảo địa thời gian, Tiểu Lang hai chân cũng bắt đầu cong queo, chăm chú cắn sau hàm răng, trên trán không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, hai con ngươi khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn biết bản thân trên thân thể cái này cổ trọng lực, nhất định là đến từ trước mặt Diệp Thần Phong, như vậy đối phương là thế nào làm được cái này loại chuyện thần kỳ. Không thể đủ mở miệng hỏi, bởi vì một hơi khai, hắn chống đỡ cái này cổ lực đạo, tự hội tại trong khoảnh khắc tán đi. Không tệ, còn thật là có một ít thực lực ni. Bất quá, ta cũng sẽ không thu hồi mới vừa nói qua lời nói, người ở trong mắt ta y nguyên chẳng qua là một cái không chịu nổi một kích xú trứng chim mà thôi. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai nói rằng. Tiểu Lang hai con ngươi chung tràn đầy thịnh nộ, Diệp Thần Phong phóng ra ngoài bát cấp linh hồn lực đột nhiên gia tăng rồi, không rảnh chơi với ngươi. Phanh, một tiếng, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Tiểu Lang thân thể cũng nặng nề đụng vào trên mặt đất, phốc Tiểu Lang xuất tại trên mặt đất đồng thời, cổ họng trong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Chương 370, kỳ tích phát sinh. Xác định đầu phiếu. Hoa Hạ Thiên Địa ghế lô cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, cho nên quý khách ghế lô trong Hứa Bằng Phi cùng Ninh Vũ Đình, không có nghe được ghế lô động tĩnh bên ngoài. Hứa Bằng Phi không mang theo bất luận cái gì màu sắc hai con ngươi trung hiện lên một vòng tham lam, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ninh Vũ Đình thân thể, đại tẩu, ta phát hiện ta ánh mắt của ca thật đúng là không tệ, không chỉ thân ngươi tài phong vẫn có thể câu dẫn ra nam nhân trong lòng tà hỏa, với lại ngươi khuôn mặt là 10 phần chọn không bất luận cái gì tì vết, để ta Hứa Bằng Phi tới cướp đi ngươi đệ nhất thứ đi. Hứa Bằng Phi tướng y phục trên người cởi xuống, hắn trên thân thể màu da so khuôn mặt màu da càng trắng bệch. Phảng phất là một bị gửi tại tủ lạnh trong phòng, từ cực kỳ lâu thi thể, bất quá, đó cũng không phải trọng điểm,
Hứa Bằng Phi trên thân thể màu da ngoại trừ trắng bệch không gì sánh được bên ngoài, vô số đạo dữ tợn kinh khủng đao ba hiện đầy toàn thân hắn, tại trên thân thể của hắn căn bản tìm không được một khối hoàn hảo không hao tổn ra. Ninh Vũ Đình khi nhìn đến Hứa Bằng Phi trên người đầy đao ba thời gian, trong ánh mắt lại hiểm không lấn át được khiếp sợ, Hứa Bằng Phi làm Hứa gia thiếu gia, theo lý mà nói là áo cơm không lo, bên người đều cũng có bảo tiêu bảo vệ, như vậy Hứa Bằng Phi trên người đao ba lại là từ đâu mà đến. Đây càng thêm nhượng Ninh Vũ Đình xác định Hứa Bằng Phi tuyệt đối không có biểu hiện ra tới đơn giản như vậy. Phải lấy được nhất vài thứ, tóm lại là phải bỏ ra nhất vài thứ, cho nên bây giờ hết thảy đều là ta dựa vào cố gắng của mình có được. Ta Hứa Bằng Phi tương lai cũng không chỉ cực hạn cho Ngô Châu Hứa gia, ta muốn chứng minh cấp mọi người nhìn, ta so với ta chết đi ca ca, hiếu thắng hơn trăm lần, thiên bội. Hứa Bằng Phi trắng nõn thon dài 10 ngón, không ngừng tại vết sẹo trên người thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hai con ngươi trong nháy mắt bị lệ khí cấp lấp đầy. Trên trán nổi gân xanh, lần thứ hai nhìn về phía Ninh Vũ Đình thời gian, trong ánh mắt ngoại trừ lệ khí bên ngoài, cũng chỉ còn lại có khát vọng. Đây là một loại đặc biệt trần truồng thú tính khát vọng, dường như hận không thể lập tức xông lên, tướng Ninh Vũ Đình quần áo trên người toàn bộ xé nát. Ninh Vũ Đình từ trong khiếp sợ hồi qua thần, nhìn càng tới càng đến gần Hứa Bằng Phi, Ninh Vũ Đình tâm loạn như ma, cái này là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai cảm thấy mình là một nhu nhược nữ nhân. Mình là một cái yêu cầu nam nhân bảo vệ nữ nhân. Nhớ kỹ đệ nhất thứ Ninh Vũ Đình cảm thấy chính cô ta là một cái nhu nhược nữ nhân. Là tại nhiều năm trước nàng bị buộc gả cho Hứa Triển Xí, cuối cùng còn muốn cùng Hứa Triển Xí thi thể kết hôn thời gian, thời điểm đó băn khoăn, bất lực, chỉ có nàng tự mình một người yên lặng thừa nhận, có sau đó, nàng bao nhiêu khát vọng bên người có thể xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, chăm chú ôm thân thể của nàng, đứng tại trước người của nàng giúp nàng che gió che mưa. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ tại Ninh Vũ Đình trong đầu không ngừng lăn lộn. Bị gia tộc vứt bỏ buộc gả cho một cái nàng không thích người. Hứa ra người gây sự không để cho nàng được không đi tới kinh thành. Bây giờ tại tánh mạng của nàng trong người trọng yếu nhất chỉ còn lại có muội muội của nàng Ninh Mẫn Yến cùng con gái của nàng Thiến Thiến. Hai hàng thanh lệ từ Ninh Vũ Đình viền mắt giữa dòng ra, nàng đã không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu năm không có chảy nước mắt. Cho tới nay nàng nỗ lực để cho mình biến được kiên cường hơn một ít, mà giờ khắc này, nàng kiên trì sở hữu tất cả, đều ở đây hiện thực trước mặt bị đánh nát. Nàng biết ngày hôm nay qua đi, nàng có thể thật sẽ biến thành Hứa Bằng Phi trong miệng theo như lời sủng vật. Hứa Bằng Phi đi tới Ninh Vũ Đình trước mặt, giữa lúc hắn muốn vươn tay xé rách Ninh Vũ Đình quần áo thời gian. Phanh, một tiếng, ghế lô môn bị đá văng, Diệp Thần Phong sân vắng như bước đi vào ghế lô, khi hắn nhìn đến ghế lô trong một màn này thời gian, rất nhiều nghi vấn trong lòng đều trở nên sáng suốt. Căn cứ trước Hàn Vĩ điều tra trong tài liệu theo như lời. Ninh Vũ Đình chắc là Hứa Bằng Phi đại tẩu, mà cái này Hứa Bằng Phi rõ ràng cho thấy ham Ninh Vũ Đình mỹ sắc. Đang muốn tại ghế lô trong đối Ninh Vũ Đình làm một ít bẩn thỉu việc, những thứ này là Diệp Thần Phong suy đoán, hắn đương nhiên không thể có thể đoán được Hứa Bằng Phi nguyên do xuống tay với Ninh Vũ Đình, nguyên nhân căn bản nhất là ở chỗ Ninh Vũ Đình là Hứa Triển Xí thích nữ nhân. Nguyên bản ở vào tuyệt vọng trạng thái Ninh Vũ Đình, khi nhìn đến Diệp Thần Phong phá cửa mà ra giờ khắc này, nàng dại ra ở. Hàm chứa nước mắt đôi mắt đẹp không dám tin dùng sức chấp hai hạ, đang xác định trước mặt phát sinh tất cả đều không phải ảo giác sau, trong lòng nàng tuôn ra nhất cổ không rõ tình cảm. Kỳ tích phát sinh, kỳ tích thật phát sinh, Ninh Vũ Đình chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong. Hứa Bằng Phi tướng thân thể chuyển hướng về phía Diệp Thần Phong, hai con ngươi trung lệ khí biến được càng tràn đầy, trắng bệch thân thể hơi cổ khởi, trên người đầy dấu vết biến được càng dữ tợn. Trên thân thể trắng bệch dưới da có một loại đồ đạc đang không ngừng thoán động, hình như là nhất cổ khí lưu. Diệp Thần Phong nhìn đến Hứa Bằng Phi bộ dáng này, trong lòng không khỏi nghĩ đạo, xem ra hắn là tiến nhập trạng thái nào đó, giống như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau, thế nhưng hắn rồi lại có thể khống chế được ở trong thân thể sao động sát ý, cái này không vô cùng đơn giản là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần Phong, người biết quấy rối ta hậu quả sao? Ta nhớ kỹ ngươi đã nói ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi, như vậy ngày hôm nay ta để ngươi biết ai mới không có làm ai đối thủ tư cách. Hứa Bằng Phi cổ họng phát ra thanh âm đặc biệt khàn khàn, phảng phất là một cái trên trăm tuổi người đang nói chuyện. Diệp Thần Phong cảm thấy Hứa Bằng Phi trong thân thể có nhất cổ năng lượng ba động, căn cứ cổ năng lượng này ba động phán định, nếu như dựa theo cổ võ giới thực lực đẳng cấp phân chia, cái này Hứa Bằng Phi tối thiểu đạt tới địa giai thượng phẩm thực lực.
bực này thực lực tại trong thế tục đã coi như là cao thủ trong cao thủ, với lại trong thế tục gia tộc căn bản không thể có thể bồi dưỡng được cổ võ cao thủ tới, như vậy thân phận của Hứa Bằng Phi để người khả nghi. Diệp Thần Phong, người chịu chết đi. Hứa Bằng Phi trên người lệ khí tăng mạnh, trong cơ thể năng lượng ba động một trận lay động, mơ hồ có loại muốn đi vào thiên giai hạ phẩm thế. Dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay có thể đối phó thiên giai hạ phẩm cổ võ cao thủ, về phần thiên giai hạ phẩm trở lên cổ võ cao thủ, Diệp Thần Phong chỉ sợ cũng muốn khó có thể chống đỡ, cái này Hứa Bằng Phi tuyệt đối có cổ quái. Diệp Thần Phong quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không tại cống ngầm trong lật thuyền, vậy coi như thật khứu đại. Hứa Bằng Phi hướng Diệp Thần Phong xung qua đây, chiêu thức giản đơn sáng tỏ, một quyền hướng Diệp Thần Phong ngực đánh tới. Diệp Thần Phong không dám có chút bảo lưu, bát cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, một quyền hướng Hứa Bằng Phi kéo tới nắm tay oanh khứ. Hứa Bằng Phi gặp Diệp Thần Phong lại muốn cùng hắn cứng đối cứng, giữ tợn khuôn mặt lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười, đương quả đấm của hắn muốn đánh tới Diệp Thần Phong trên nắm tay thời gian, hắn cảm thấy không thích hợp. Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng ba động lại có thể so với hắn còn cường hãn hơn, thế nhưng lúc này muốn thu tay lại đã là không còn kịp rồi. Phanh, một tiếng, hai chỉ nắm tay đánh vào nhau, răng rắc, răng rắc, răng rắc, ghế lô trong không khí quanh quẩn đầu khớp xương tiếng vỡ vụn, Hứa Bằng Phi trên nắm tay ra băng liệt khai tới, mơ hồ có thể nhìn đến xương, cả cánh tay mềm nhũn rũ xuống, có thể nói hắn cánh tay này là phế bỏ, không chỉ xương bị Diệp Thần Phong một quyền cấp làm vỡ nát. Ngay cả gân mạch cũng nứt, dùng bây giờ y học kỹ thuật, muốn khôi phục tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Hứa Bằng Phi thực lực tuy rằng ngoài Diệp Thần Phong dự liệu, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, sẽ đối phó Hứa Bằng Phi còn là không nói chơi, thì là Hứa Bằng Phi tiến nhập thiên giai hạ phẩm thực lực, cũng sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ, huống chi Hứa Bằng Phi còn không có đột phá đến thiên giai hạ phẩm ni. Căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, Hứa Bằng Phi thực lực đột nhiên tăng trưởng. Nhất định là đối phương dùng thủ đoạn nào đó, đó cũng không phải Hứa Bằng Phi thực lực chân thật, nói cách khác là Hứa Bằng Phi đang mượn trợ thủ đoạn nào đó, trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực. Làm sao có thể, điều này sao có thể, dùng thực lực của ta làm sao sẽ thua ngươi. Hứa Bằng Phi biến được càng điên cuồng, thậm chí là điên, trong cơ thể lệ khí lần thứ hai kéo lên, không có đi để ý tới phế bỏ cánh tay kia, lại hướng Diệp Thần Phong xung qua đây. Lúc này thế khí so vừa rồi lại mạnh hơn vài phần. Diệp Thần Phong tránh ra Hứa Bằng Phi công kích, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, một cước đá hướng Hứa Bằng Phi trong quần, xì. Một tiếng, Hứa Bằng Phi thân thể cong thành cong hình dáng, trong quần rất nhanh thì bị máu tươi cấp thấm ướt, nếu cái này Hứa Bằng Phi chỉ dùng để nửa người dưới suy nghĩ động vật, như vậy Diệp Thần Phong không để ý nhượng hắn làm thái giám. Tại kinh thành Quang Minh chính đại sát nhân, không nhìn tất cả pháp luật, dùng bây giờ Diệp Thần Phong năng lực còn làm không đến, huống hồ Hứa Bằng Phi cũng là có nhất định bối cảnh, tuy rằng Diệp Thần Phong trong lòng khởi sát tâm, thế nhưng ngày hôm nay hiển nhiên đều không phải sát Hứa Bằng Phi thời cơ tốt nhất. Chương 371, thấp thỏm bất an tâm động. Xác định đầu phiếu. Hứa Bằng Phi khom người, cổ họng trong càng không ngừng phát sinh rên thanh, tuy rằng không thể đủ tại hoa hạ thiên địa trong sát Hứa Bằng Phi. Thế nhưng nhượng Hứa Bằng Phi biến thành một cái triệt để phế nhân còn là được. Diệp Thần Phong đi tới Hứa Bằng Phi trước người, dễ dàng tướng Hứa Bằng Phi mặt khác nhất cánh tay, cùng với hai cái đùi cắt đứt. Từ nay về sau Hứa Bằng Phi chỉ có thể làm một cái nằm ở trên giường phế nhân, nhiều lắm là có thể ngồi xe đẩy hoạt động. Hứa Bằng Phi ngửa mặt đảo ở trên mặt đất, trong ánh mắt xung doanh lệ khí tiêu thất, ở trong thân thể năng lượng ba động bình tĩnh lại. Kỳ thực cái này Hứa Bằng Phi thực lực chân thật không sai biệt lắm tại địa giai hạ phẩm dáng dấp. Hứa Bằng Phi cố nén trên cánh tay cùng trên đùi toàn tâm đau đớn, hai con ngươi chung hận ý không có cách gì che giấu, quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ngươi lại dám đánh đoạn tay chân của ta. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, cũng không là bởi vì ta sợ ngươi, trong một tháng, ta cam đoan nhượng Hồng Hải hội cùng ngươi toàn bộ tại kinh thành tiêu thất. Diệp Thần Phong đi tới ghế lô trong buồng vệ sinh trước, hắn biết Thiến Thiến là bị nhốt ở trong phòng vệ sinh, mở ra cửa phòng vệ sinh. Thiến Thiến chính ngồi xổm buồng vệ sinh trên mặt đất, đùa bỡn bàn tay chung điện thoại di động, nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở buồng vệ sinh trước cửa, Thiến Thiến liền vội vàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi, vui sướng vào tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, ba ba, người cuối cùng cũng tới a, người có không có giúp ta giáo huấn người xấu. Thiến Thiến ngoan,
người xấu đã bị ta đánh gục tới, hiện tại chúng ta có thể trở về nhà. Bởi Ninh Vũ Đình trong cơ thể chung dược vật, Diệp Thần Phong không muốn tại ghế lô trong ở lâu, cho nên Diệp Thần Phong chỉ có thể ôm Ninh Vũ Đình thân thể đi ra ghế lô trong. Nằm dưới đất Hứa Bằng Phi nghe được Thiến Thiến hô Diệp Thần Phong ba ba. Hắn trong lòng là càng trong cơn giận dữ, đáng tiếc hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành một người phế nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong đám người ly khai ghế lô. Ninh Vũ Đình thân thể đặc biệt mềm mại, ôm vào trong ngực có loại mềm mại đến sờ không tới đầu khớp xương cảm giác, làm cho lòng người say mùi thơm của cơ thể không ngừng xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Ninh Vũ Đình thẹn thùng nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng, vừa rồi Diệp Thần Phong ôm nàng lên thời gian, nàng cực kỳ không có phản đối, Diệp Thần Phong trên người nam nhân vị đạo để cho nàng trong óc có chút hôn vù vù. Ninh Vũ Đình biểu hiện ra tượng là một cái thành thục thiếu phụ, kỳ thực Ninh Vũ Đình nội tâm còn là một cái tiểu cô nương ni. Trước đây thì là Ninh Vũ Đình bị ép phải gả cấp Hứa Triển Xí. Thân thể của nàng cũng là không có bị Hứa Triển Xí chạm qua một cái, chứ nói chi là đến kinh thành sau đó, có thể nói Ninh Vũ Đình là một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Cái này là nàng đệ nhất thứ cùng một người nam nhân dựa vào là gần như vậy, nhất khỏa tâm không không chịu thua kém đập nhanh tần suất. Nghĩ đến vừa rồi nếu không phải là Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện, hiện tại nàng Ninh Vũ Đình sợ rằng đã trở thành Hứa Bằng Phi đồ chơi, nhất là khi nàng triệt để tuyệt vọng trong nháy mắt đó, Diệp Thần Phong phá cửa mà vào thân ảnh, thật sâu in vào trong đầu của nàng. Thế nào cũng lái đi không được, trong lòng nào đó khác thường tình cảm cũng càng ngày càng đậm hơn. Ninh Vũ Đình nhớ lại đệ nhất thứ cùng Diệp Thần Phong gặp mặt. Đã bị Diệp Thần Phong đánh đòn tràng cảnh, nàng hai bên đôi má biến đến đỏ bừng không gì sánh được, khi đó nàng còn lời thề son sắt muốn tìm Diệp Thần Phong phiền phức, thậm chí đem Diệp Thần Phong hận đến nghiến răng, thế nhưng trải qua cùng Diệp Thần Phong một lần lại một lần tiếp xúc. Cho tới hôm nay Diệp Thần Phong dùng anh hùng cứu mỹ nhân tư thái xuất hiện, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong thừa kiến tiêu thất, nữ nhân thông thường đều là vui vui mừng anh hùng. Nhất là có thể tại khó xử thời khắc cứu các nàng anh hùng, thì là làm cho các nàng lấy thân báo đáp. Các nàng cũng là hội nghĩa vô phản cố, nếu như nói Ninh Vũ Đình không có tâm động, tuyệt đối là không thể nào. Diệp Thần Phong là lái xe tới được, tướng Ninh Vũ Đình thân thể bỏ vào chỗ ngồi phía sau, Thiến Thiến còn lại là ngồi ở phó điều khiển thượng, quay đầu về Ninh Vũ Đình nói rằng, mẹ, ta đã nói ba ba nhất tốt. Chỉ cần có ba ba tại, chúng ta cũng sẽ không bị người xấu khi dễ. Ninh Vũ Đình vẫn nghe Thiến Thiến gọi Diệp Thần Phong ba ba, gọi cái không dứt, mặt đỏ bừng gò má biến được càng hồng. Lúc này nàng trái lại không có mở miệng quát bảo ngưng lại ở Thiến Thiến, trong lòng cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại là ngượng ngùng chiếm cứ nàng toàn thân. Xe lên đường bình an lái đến Ninh Vũ Đình trước biệt thự, Diệp Thần Phong y nguyên chỉ có thể tướng Ninh Vũ Đình từ trên xe ôm xuống, đi vào biệt thự sau, Thiến Thiến mang theo Diệp Thần Phong đi lên lầu Ninh Vũ Đình trong phòng. Sau đó Diệp Thần Phong tướng Ninh Vũ Đình thân thể đặt lên giường. Hiện tại ta giúp ngươi đem trong cơ thể dược vật khu trừ. Diệp Thần Phong nói liền cầm Ninh Vũ Đình trắng nõn ôn nhuận bàn tay, nhất cổ linh hồn lực xuyên thấu qua Diệp Thần Phong bàn tay, tiến nhập Ninh Vũ Đình ở trong thân thể. Ninh Vũ Đình cúi đầu, không nói gì, cũng không dám nhìn Diệp Thần Phong, đầu cũng phải chạm được bộ ngực cao ngất, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trong ngứa một chút đặc biệt thoải mái. Một bên Thiến Thiến nhìn một màn này, một đôi thủy uông uông mắt to chớp chớp, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng, tướng phòng môn từ bên ngoài cấp khóa trái, cười hi hi lẩm bẩm, ba ba cùng mẹ vốn là nên ở tại trong một cái phòng. Vài phút sau, Ninh Vũ Đình ở trong thân thể khôi phục lực lượng, Diệp Thần Phong cũng buông lỏng ra Ninh Vũ Đình bàn tay, hỏi cảm giác thế nào? Ngươi trong cơ thể khí lực nên khôi phục đi. Ân, Ninh Vũ Đình điểm gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Thẹn thùng dường như một cái 18-19 tuổi tiểu nữ sinh, nếu như một màn này bị nàng thuộc hạ binh sĩ thấy lời nói, bọn họ khẳng định hội mở rộng tầm mắt, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Ninh huấn luyện viên, quân khu trung nữ thần, lại có thể cũng sẽ có như thế ngượng ngùng một mặt. Bầu không khí 10 phần có chút xấu hổ, Ninh Vũ Đình khẽ mím môi thần, thấp giọng nói rằng cảm ơn ngươi. Như vậy bầu không khí, Diệp Thần Phong biết hắn không thích hợp tại ở đây ở lâu. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, đặc biệt dễ cướp cò, cổ họng trong nhẹ nhàng ho hai tiếng, khái khái, nếu ngươi không sao, như vậy ta đi trước, trong những ngày kế tiếp, ngươi phải chú ý an toàn, cũng phải chú ý Thiến Thiến an toàn, ta xem Hứa Bằng Phi không hội từ bỏ ý đồ. Nghe được Diệp Thần Phong phải rời đi, Ninh Vũ Đình trong lòng có loại không rõ không muốn,
muốn mở miệng giữ lại, nhưng nàng và Diệp Thần Phong kỳ thực lại không quen thuộc, lời đến khóe miệng lại biến thành ân. Một tiếng, Diệp Thần Phong đi đến cửa phòng, phát hiện không mở ra phòng môn, ngoài cửa phòng truyền đến Thiến Thiến thanh âm, ba ba, ngươi và mẹ ở trong phòng nhiều trao đổi một chút cảm tình, đến lúc ăn cơm tối, ta tự hội cho các ngươi mở cửa. Tiếp theo bên ngoài tiếng bước chân tự tiệm hành tiệm viễn, chắc là Thiến Thiến ly khai. Kỳ thực chính là một cánh cửa, Diệp Thần Phong một cước là có thể đá nát vụn, nhưng cái này dầu gì cũng là Ninh Vũ Đình ra, hắn cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp, có thể cùng Ninh Vũ Đình đơn độc lưu tại gian phòng cũng đều không phải biện pháp a. Ninh Vũ Đình đang nghe Thiến Thiến lời nói sau, trong lòng có loại mừng rỡ tự nhiên mà sinh, nhìn Diệp Thần Phong hình bóng, trong lòng nàng có chút thấp thỏm bất an, lẽ nào ta thật đối Diệp Thần Phong động lòng sao? Ta làm sao sẽ đối Diệp Thần Phong động lòng ni? Diệp Thần Phong, Thiến Thiến hài tử này tự ái hồ đồ, nếu không ngươi qua đây ngồi một hồi đi. Sự tình hôm nay ta còn không có cảm ơn ngươi ni. Vừa vặn đợi một lát ngươi lưu lại ăn cơm chiều. Ninh Vũ Đình do dự sau một lúc lâu nói rằng. Gặp Ninh Vũ Đình đều lên tiếng, Diệp Thần Phong lại từ chối lời nói, đảo cũng có chút lề mề, đi tới Ninh Vũ Đình bên giường ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời rời đi ánh mắt, gian phòng an tĩnh có chút tối. Ninh Vũ Đình len lén nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, mân mân môi, nói rằng, Diệp Thần Phong, người muốn nghe hay không nghe chuyện xưa của ta. Dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm, vẫn không nói lời nào cũng thẳng lúng túng, Diệp Thần Phong liền thuận miệng nói rằng, tốt. Vì vậy Ninh Vũ Đình tướng chuyện của hắn đối Diệp Thần Phong tỉ mỉ nói một lần, nàng không biết vì sao muốn đem chuyện của mình nói cho Diệp Thần Phong, chỉ là trong lòng có cái này loại xung động, nàng cứ làm như vậy. Nghe được Ninh Vũ Đình đã từng bi thảm đã qua, Diệp Thần Phong trong lòng thực tại tâm đau nhức chẹn, nhất là Ninh gia nhân hòa hứa ra người lại có thể buộc Ninh Vũ Đình cùng một cái người chết kết hôn. Đây quả thực là quá hoang đường, nhìn Ninh Vũ Đình đau thương dáng dấp, ngược lại một câu không giải thích được từ Diệp Thần Phong trong miệng thốt ra, như vậy Thiến Thiến không là của ngươi nữ nhi ruột thịt. Ngươi bây giờ còn là tấm thân xử nữ. Trong phòng lần nữa yên tĩnh lại, lúc này an tĩnh có chút quỷ dị. Thậm chí Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình hô hấp của hai người cũng đồng thời ngừng lại rồi. Chương 372, Diệp Thần Phong, ta muốn ngươi xuống địa ngục. Xác định đầu phiếu. Ninh Vũ Đình trên gương mặt nguyên bản lui xuống đi đỏ ửng, lần nữa nhuộm đi lên, sau dựa lưng vào trên giường, cả người biến được mất tự nhiên, trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ, hắn thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Lẽ nào hắn thích ta sao? Không phải như thế, khẳng định không phải như thế. Hắn đã là có vị hôn thê người, Ninh Vũ Đình ngươi không nên lại suy nghĩ lung tung. Diệp Thần Phong là theo bản năng hỏi ra cái vấn đề này, tại đem lời nói ra sau, hắn mới phát giác không thích hợp, thế nhưng nói ra, dường như tát nước ra ngoài giống nhau, lại cũng thu không trở lại, nhìn Ninh Vũ Đình nhăn nhó dáng dấp, Diệp Thần Phong thuận miệng ngăn trọng tâm câu chuyện, một mình ngươi mang theo Thiến Thiến khẳng định không đồng ý đi. Sau đó có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương, ngươi cứ việc đối với ta mở miệng. Ta tuyệt đối không hội từ chối. Như thế nào đi nữa nói Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện cùng Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến, tương lai cùng một chỗ kết hôn cơ hồ là có thể đánh nhịp sự tình, tính như vậy tới Ninh Vũ Đình cũng không coi là người ngoài. Bây giờ Diệp Thần Phong lại đã biết Ninh Vũ Đình bi thảm chuyện cũ, trong lòng khó tránh khỏi hội đối Ninh Vũ Đình sản sinh lòng trìu mến, đó cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, bất kỳ nam nhân nào gặp phải loại tình huống này, sợ rằng cũng sẽ giống như Diệp Thần Phong. Ninh Vũ Đình thấp đầu, thoáng nâng lên một chút, trên người nàng trong quân nữ thần lạnh giá khí chất, tại Diệp Thần Phong trước mặt sớm hóa thành hư không, bàn tay trắng noãn gỡ gỡ sợi tóc, nói rằng ân, ta sẽ, tuy rằng ta vừa mới bắt đầu không quá đồng ý Mẫn Yến cùng ngươi tiểu thúc cùng một chỗ, bất quá, nếu bọn họ hai cái là thật tâm thích đối phương, như vậy ta cũng không phản đối nữa, Mẫn Yến có thể giá nhập các ngươi Diệp ra, có thể đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Thiến Thiến rất đúng giờ. Quả nhiên đến cơm tối thời gian, đem Ninh Vũ Đình cửa phòng mở ra, Ninh Vũ Đình vì cảm tạ Diệp Thần Phong, giữ Diệp Thần Phong lại tới dùng cơm, mà Ninh Vũ Đình còn lại là tự mình hạ chủ, tại chủ phòng vội vàng, 10 phần biến thành một gia đình bà chủ. Thỉnh thoảng Diệp Thần Phong hội hướng tới tại chủ phòng liếc hai mắt, có thể nhìn đến Ninh Vũ Đình cái mông đầy đặn, bị quần cấp bao chăm chú, một nữ nhân như vậy bị nhiều như vậy khổ. Lại là kiên cường cắn răng còn sống. Có thể nghĩ trong lòng nàng thừa nhận rồi lớn bực nào áp lực, lại bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.
Ngô Châu Hứa gia tại kinh thành có một gian tư nhân y viện, Hứa gia tư nhân y viện VIP phòng bệnh trong. Nằm tại trên giường bệnh, Hứa Bằng Phi hai mắt lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hai tay của hắn cùng hai chân trải qua bác sĩ kiểm tra, cơ hồ là không có khôi phục khả năng, còn có hắn nửa người dưới đồ chơi kia, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong một cước đá cho thịt vụn, đời này đều chỉ có thể làm một cái danh phù kỳ thật thái giám. Hứa Bằng Phi không có bất luận cái gì thần sắc trong con ngươi. Dần dần bị phẫn nộ cấp lấp đầy, thân thể không ngừng tại trên giường bệnh dùng rằng. Đáng tiếc hai tay hai chân từ đầu đến cuối không có cách gì nhúc nhích mảy may, cổ họng trong phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, a. Hứa thiếu, còn thỉnh ngài an tâm một chút chứa nóng, bác sĩ nói ngài bây giờ thân thể tình trạng không thể đủ kích động. Tiểu lang tay phải trên cánh tay đeo băng, là tại hoa hạ thiên địa ghế lô cổng, thân thể xuất hướng mặt đất mà bị thương. Tại tiểu lang đứng bên cạnh tại một cao một thấp hai cái hơn 30 tuổi nam nhân, cái này hai nam nhân trang phục hết sức đặc thù, trên người bọn họ ăn mặc trường bào màu đen, hết sức cổ kính. Cái này hai nam nhân nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh Hứa Bằng Phi thời gian, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chẳng đáng. Cao nam nhân tên là Đàm Thủy, lùn nam nhân tên là Lại Khang, cái này hai người đều là đến từ cổ võ giới chung một cái môn phái đệ tử, bọn họ hai cái từ lúc rất nhiều năm trước. Đã bị phái đến trong thế tục tới làm việc, theo lý mà nói cổ võ giới người là sẽ không dễ dàng đi tới trong thế tục. Thế nhưng trong thế tục quyền lực, tiền tài, nữ nhân vân thật sự là hấp dẫn người. Cho nên rất nhiều cổ võ giới môn phái đều phái ra thực lực tương đối cường hãn đệ tử đi tới trong thế tục, nỗ lực trưởng khống trong thế tục đại gia tộc, sau đó nhượng đại gia tộc biến thành bọn họ cầu, bọn họ là có thể ở sau lưng khống chế được đại gia tộc. Kinh thành Tống gia cũng là như vậy. Bị cổ võ giới môn phái khống chế được. Khống chế Ngô Châu Hứa gia cổ võ giới môn phái tên là Lãnh Hải Các. Trước đây Lãnh Hải Các muốn nhường Hứa Bằng Phi ca ca Hứa Triển Xí thần phục. Đáng tiếc Hứa Triển Xí không muốn cúi đầu trước bọn họ. Vì vậy Lãnh Hải Các cái này hai người liền tìm được rồi Hứa Bằng Phi. Đồng thời đồng ý Hứa Bằng Phi có thể giúp hắn giết chết ca ca của hắn Hứa Triển Xí. Nhường hắn trở thành Hứa gia đời kế tiếp người nối nghiệp. Trước đây mỗi ngày sinh hoạt tại Hứa Triển Xí dưới bóng tối Hứa Bằng Phi, đã sớm muốn thoát khỏi cuộc sống như thế, đương nhiên là không chút do dự đáp ứng Đàm Thủy yêu cầu của bọn họ. Tại Đàm Thủy bọn họ dưới sự trợ giúp, Hứa Triển Xí tử tại một lần đơn giản nhiệm vụ chung, Hứa Bằng Phi từ nay về sau cũng thuận lý thành trương biến thành Hứa gia trọng tâm. Hứa Bằng Phi trên người đầy dấu vết, là tu luyện cổ võ giới công phu tạo thành, hắn tu luyện là một loại có chứa tà khí chính là công phu. Ngay cả Lãnh Hải Các đệ tử cũng là không muốn nếm thử tu luyện, thế nhưng có người nói môn công phu này uy lực phi thường lớn, cho nên Đàm Thủy bọn họ coi Hứa Bằng Phi là làm một cái vật thí nghiệm, nhường Hứa Bằng Phi tu luyện loại công phu này. Tại ngắn ngủi vài năm, Hứa Bằng Phi thực lực liền một đường từ hoàng giai đột phá đến địa giai, cái này loại thực lực tăng lên tốc độ là đặc biệt dọa người, thế nhưng cấp Hứa Bằng Phi tu luyện loại công phu, cũng không phải có thể tùy tiện tu luyện, hơi có vô ý sẽ gặp bị thôn phệ kỳ tâm trí. Hứa Bằng Phi trái lại một cái đặc thù ngoại lệ. Đàm Thủy cùng Lại Khang cái này hai người cũng nhìn thấu Hứa Bằng Phi tiềm lực, đồng thời hướng Hứa Bằng Phi cam đoan, sau này hội dẫn tiến Hứa Bằng Phi gia nhập vào bọn họ môn phái, cùng bọn họ chính là trở thành sư huynh đệ, ai biết đạo bây giờ Hứa Bằng Phi lại trở thành một tên phế nhân. Điều này làm cho Đàm Thủy cùng Lại Khang cũng dị thường tức giận, nguyên bản đối Hứa Bằng Phi coi trọng cũng tiêu thất sạch sẽ, thế nhưng Hứa Bằng Phi đối với bọn họ hai cái còn hữu dụng. Bọn họ nhất định phải dựa vào Hứa Bằng Phi khống chế Hứa gia ni. Đàm Thủy đại ca, Lại Khang đại ca, hai người các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta sát Diệp Thần Phong, ta bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng các ngươi. Nằm tại trên giường bệnh Hứa Bằng Phi chán nổi gân xanh khởi. Bằng Phi, điểm ấy ngươi tựu không nên lo lắng, ta sẽ nhường cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử ly khai cái này thế giới. Đàm Thủy bình thản nói rằng, như thế nào đi nữa nói Diệp Thần Phong cũng phá hủy bọn họ ban đầu dự định, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Phong. Tiểu lang, người đi đem Ninh Vũ Đình nữ nhi Thiến Thiến trói lại, Thiến Thiến đều không phải gọi Diệp Thần Phong ba ba sao. Diệp Thần Phong dù sao cũng là người Diệp gia, huống hồ ở đây còn là tại Kinh Thành, muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhất định phải đem hắn dẫn tới một cái địa phương không người, như vậy tài năng đủ bảo đảm vạn vô nhất thất. Hứa Bằng Phi suy tư về nói rằng, tốt, Hứa thiếu, ta nhất định hội đem chuyện này làm thỏa đáng. Tiểu lang rất cung kính hồi đáp. Đàm Thủy đại ca, Lại Khang đại ca,
các ngươi phải cẩn thận Diệp Thần Phong, thực lực của hắn tịnh không đơn giản. Hứa Bằng Phi nhắc nhở. Bằng Phi, việc này chúng ta hội suy tính, Đàm Thủy sư huynh thực lực đạt được thiên giai hạ phẩm đỉnh cao, mà ta đạt được địa giai thượng phẩm đỉnh cao, thậm chí một chân đã bước vào thiên giai, hai chúng ta cộng lại lẽ nào vẫn không giết được Diệp Thần Phong sao? Ta có thể không tin trong thế tục có như thế yêu nghiệt tồn tại. Lại Khang có chút khinh thường nói. Lại Khang đại ca nói là, chỉ cần các ngươi hai cái xuất thủ, Diệp Thần Phong tuyệt đối không có sống khả năng. Những năm này ở chung Hứa Bằng Phi thế nhưng đặc biệt rõ ràng Đàm Thủy cùng Lại Khang bản lĩnh, tại hắn bị đưa đến y viện sau, hắn tự lập tức liên lạc lưu tại Ngô Châu Đàm Thủy cùng Lại Khang tới kinh thành, lúc này hắn thật là tính sai, nguyên bản hắn cho là mình có thể giải quyết Diệp Thần Phong, ai biết đạo kết quả hắn bị Diệp Thần Phong phế đi. Điều này làm cho hắn có chút không có cách gì tiếp thu. Bằng Phi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện này tự giao cho chúng ta sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Đàm Thủy nói rằng, Đàm Thủy đại ca, nếu như các ngươi có thể sống chóc Diệp Thần Phong, có thể không thể đủ đem hắn giao cho ta xử trí, ta nhất định phải để cho hắn dở sống dở chết. Hứa Bằng Phi đôi mắt âm trầm nói. Đàm Thủy điểm gật đầu, liền cùng Lại Khang cùng đi ra khỏi bệnh trong phòng. Hứa Bằng Phi nói rằng, Tiểu Lang, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Tại phòng bệnh trong chỉ còn lại có Hứa Bằng Phi một người sau, Hứa Bằng Phi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thật lâu không nói, một lát sau, trên mặt dữ tợn đáng sợ không gì sánh được, răng cắn nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta nhất định phải để cho ngươi xuống địa ngục. Chương 373, không nhìn đạn. Xác định đầu phiếu. Ngày thứ hai, Thái Dương như thường lệ mọc lên từ phương Đông, theo cuộc sống từ nay về sau chuyển rời. Kinh thành nhiệt độ không khí là càng ngày càng cao, đi tại lối đi bộ có loại sắp bị trưng phát rồi nóng rực cảm giác, Diệp Thần Phong thật sớm đi tới Thắng Thiên Hội hội sở, đốc xúc Thắng Thiên Hội thành viên huấn luyện. Đến buổi trưa, Diệp Thần Phong nhận được Ninh Vũ Đình gọi điện thoại tới, trong điện thoại hỏi Diệp Thần Phong, Thiến Thiến có không có đi tìm hắn, sau đó trải qua Diệp Thần Phong tại trong điện thoại lý giải, Thiến Thiến rất có thể bị người cấp trói lại, mà nhất có hiểm nghi người nhất định là Hứa Bằng Phi. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại nhường Ninh Vũ Đình không nên gấp gáp, sau đó hắn tự lái xe chạy tới Ninh Vũ Đình biệt thự trước cửa, Ninh Vũ Đình chính lo lắng ở trong đại sảnh đi tới đi lui, nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào biệt thự sau, vội vã đi tới, hỏi, Diệp Thần Phong, làm sao bây giờ? Thiến Thiến nhất định là bị Hứa Bằng Phi cấp bắt đi, chúng ta nhất định phải lập tức tìm được Thiến Thiến, Hứa Bằng Phi là cái chuyện gì đều làm được đi ra ngoài người. Hắn muốn người đối phó là ta có thể cầm bản thân đi đổi Thiến Thiến. Ninh Vũ Đình thật là rối loạn một tấc vuông, Diệp Thần Phong không tự chủ tướng Ninh Vũ Đình ôm nhập trong lòng, nhẹ nhàng phách Ninh Vũ Đình phía sau lưng, nói rằng, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho Thiến Thiến có sự tình, Hứa Bằng Phi cuối cùng muốn người đối phó nhất định là ta, bọn họ nguyên do bắt Thiến Thiến, chính là muốn đem ta dẫn đi, bọn họ khẳng định hội gọi điện thoại tới được. Ninh Vũ Đình bị Diệp Thần Phong cấp đột nhiên kéo vào trong lòng, thân thể chợt run lên, bất quá, cảm giác nằm úp sấp trên ngực Diệp Thần Phong rất có cảm giác an toàn, nguyên bản sao động bất an tâm cũng bình tĩnh lại, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn dãy dụa, chỉ là an tĩnh nằm tại Diệp Thần Phong trong ngực. Quả nhiên không ra Diệp Thần Phong sở liệu, Ninh Vũ Đình chuông điện thoại di động rất nhanh thì vang lên, đè xuống chuyển được kiện sau, trong điện thoại di động truyền đến Tiểu Lang thanh âm. Ninh tiểu thư, ngươi bây giờ nên cùng với Diệp Thần Phong đi. Hai cái tiếng đồng hồ sau, hai người các ngươi căn cứ lời dặn của ta đến một gian bỏ hoang nhà xưởng tới, ta khuyên Ninh tiểu thư không nên nỗ lực báo nguy, hoặc tầm cầu người khác trợ giúp, nếu không con gái của ngươi có thể tự không thấy được ngày mai mặt trời, chỉ cho ngươi và Diệp Thần Phong hai người qua đây. Đô 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 nghe trong điện thoại âm thanh bật, Ninh Vũ Đình nhìn Diệp Thần Phong tướng trong điện thoại nghe được sự tình nói một lần. Sau đó nói, Diệp Thần Phong, nếu không ngươi không nên đi, ta một người đi là được, ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần Phong làm sao có thể đủ không để ý, khẽ mỉm cười nói, Thiến Thiến tốt xấu cũng gọi một tiếng ba ba, như vậy ta cái này làm ba ba làm sao có thể đủ bất kể nữ nhi mình chết sống đi. Ta cam đoan, ba người chúng ta đều không có việc gì. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Diệp Thần Phong lái xe đi tới Tiểu Lang tại trong điện thoại theo như lời gian vứt đi nhà xưởng. Vứt đi nhà xưởng thiết môn động thật chặt, chu vi thỉnh thoảng hội vang lên nhất hai tiếng chim hót. Diệp Thần Phong đi tại phía trước, Ninh Vũ Đình theo sát Diệp Thần Phong đằng sau,
Diệp Thần Phong vươn tay đẩy ra thiết môn. Phước đi bên trong công xưởng tia sáng đặc biệt hôn ám, đi vào nhà xưởng sau, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình mới nhìn rõ tình huống bên trong. Bên trong công xưởng ngay phía trước, để một cái ghế, Thiến Thiến cử động bị trói tại cái ghế thượng, trên miệng cũng bị dính thượng trong suốt dao, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, hai con mắt vành mắt cũng sưng đỏ, xem ra đã là không biết khóc bao nhiêu lần. Thế nhưng khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đi vào nhà xưởng một sát na kia, Thiến Thiến thủy uông uông trong đôi mắt to bắn ra ra một vòng vui sướng, ở trong mắt nàng Diệp Thần Phong cái này ba ba là không gì làm không được anh hùng, nhất định có thể từ nơi này một ít người xấu trong tay, đem nàng cấp cứu ra. Tiểu Lang đứng ở Thiến Thiến bên cạnh, trong tay cầm chẹn toàn súng tay tự động, mà Đàm Thủy cùng lại khang hai vị này cổ võ cao thủ, tại Diệp Thần Phong đi vào nhà xưởng sau. Liền bắt đầu đánh giá Diệp Thần Phong, dù sao Hứa Bằng Phi là địa giai hạ phẩm thực lực, phối hợp môn mang theo tà khí chính là công phu, tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn tướng thực lực để thăng tới địa giai đỉnh cao. Có thể đánh bại địa giai đỉnh cao Hứa Bằng Phi, như vậy Diệp Thần Phong thực lực khẳng định không đơn giản. Bất quá, Đàm Thủy cùng lại khang không cho là Diệp Thần Phong có thể đánh bại bọn họ hai cái, trong thế tục nếu như có thể bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt người tới. Như vậy cổ võ giới đối với thế tục mà nói còn nhằm nhò gì a? Lại nói Diệp Thần Phong còn vô cùng trẻ tuổi, như thế một thanh niên thực lực đỉnh phá thiên cũng sẽ không so thiên giai hạ phẩm đỉnh cao Đàm Thủy cao đi. Thì là thực lực của hắn cùng Đàm Thủy tề bình, như vậy Đàm Thủy cùng lại khang hai người liên thủ khẳng định có thể giải quyết Diệp Thần Phong đi. Diệp thiếu, chúng ta lại gặp mặt, người đã nói ta chẳng qua là số trứng chim mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay ta sẽ nhượng ngươi chết tại trong miệng ngươi sú trứng chim trong tay. Tiểu Lang hướng về phía chu vi quát dẹp đường, các ngươi đều đi ra cho ta đi. Khẩn tiếp theo, 20-30 tên nam nhân áo đen bao quanh vây Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình, với lại cái này 20-30 tên nam nhân trong tay đều cầm toàn súng tay tự động. Diệp thiếu, ngươi cho rằng là động tác của ngươi nhanh đi. Hay là chúng ta đạn nhanh? Đối, Hứa thiếu nói nếu như có thể bắt sống ngươi. Tận lực muốn bắt sống ngươi, hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống, còn có thể khỏi bị ra thì tổn thương thống khổ, đến lúc đó nhường Hứa thiếu tự mình dằn vặt ngươi, ngươi thấy thế nào? Tiểu Lang trên cao nhìn xuống nói rằng, Đàm Thủy cùng lại khang hai vị này cao thủ là tới để ngừa vạn nhất, thế nhưng theo Tiểu Lang hai vị này cổ võ cao thủ không đến viện trợ, thì là không có thể sống chóc Diệp Thần Phong, cũng tuyệt đối có thể tống Diệp Thần Phong đi gặp Diêm Vương gia. Tiểu Lang vạch tìm tòi che lại Thiến Thiến miệng trong suốt băng dán. Nói rằng, ngươi không phải nói Diệp Thần Phong là ba ba ngươi sao? Hiện tại ngươi nhượng ba ba của ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể thả ngươi. Thiến Thiến căm giận trừng mắt một cái Tiểu Lang, quật cường nói rằng, Thiến Thiến ba ba mới sẽ không hướng các ngươi những. Này người xấu cầu xin tha thứ ni, Thiến Thiến ba ba là anh hùng, Thiến Thiến biết ba ba có thể bảo hộ ta. Ba ba, đem những. Này người xấu đều đánh ngã. Thiến Thiến hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, Tiểu Lang còn tưởng rằng Thiến Thiến làm một cô bé, tại như vậy bước ngoặt khẳng định sẽ làm Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ ni. Kết quả lại, hắn có thể không muốn nghe đến Thiến Thiến nói không dứt, lại dùng băng dán đem Thiến Thiến miệng cấp ngăn lại, Diệp Thần Phong, ngươi là cũng bị đạn bắn thành tổ ong vỏ vẽ ni. Còn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Ninh Vũ Đình. Tâm tình của giờ khắc này khẩn trương vạn phần, nàng mặc dù biết Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, thế nhưng đối mặt đạn thực lực cường hãn nữa cũng sợ rằng vô dụng đi. Kéo kéo Diệp Thần Phong góc áo, thấp giọng nói rằng, đợi một lát ta giúp ngươi chế tạo cơ hội, ngươi xem đúng thời cơ bản thân đào tẩu đi. Thiến Thiến sự tình không thể đủ liên lụy đến ngươi. Ngươi sợ chăn đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ sao? Diệp Thần Phong quay đầu cười hỏi. Ninh Vũ Đình lắc đầu. Nói rằng, kỳ thực mấy năm nay ta sống đã đủ mệt mỏi, ta cũng không sợ tử, chỉ là Thiến Thiến còn quá tuổi còn trẻ, ta không muốn nhìn thấy nàng cứ như vậy ly khai nhân gian. Còn nhớ rõ trước khi tới nơi này ta nói qua với ngươi lời nói sao? Ta cam đoan, ba người chúng ta đều không có việc gì, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thần Phong khuôn mặt không có ở tử vong bước ngoặt bất luận cái gì hoang mang rối loạn. Ninh Vũ Đình nhìn Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh dáng dấp. Kỳ thực biết rõ Diệp Thần Phong là đang an ủi nàng, nàng còn là không tự chủ nói rằng, ta tin tưởng ngươi, Diệp Thần Phong. Trước khi chết, còn có người đàn ông nguyện ý cùng nàng cùng chết, Ninh Vũ Đình đã cảm thấy rất thỏa mãn. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ vào Tiểu Lang, nói rằng, số trứng chim chính là số trứng chim, phí nói cái gì?
ta thật đúng là muốn thể nghiệm biến thành tổ ong vò vẽ cảm giác đi. Không nên lãng phí thời gian, nhanh nổ súng đi. Tiểu lang sửng sốt, sau đó nói các ngươi đều mở cho ta thương, nhắm vào hắn hai cái đùi, nếu như không cẩn thận đem hắn đánh chết cũng không sao cả. 20-30 họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình, Diệp Thần Phong vươn tay cầm Ninh Vũ Đình trắng nõn có chút lạnh lẽo bàn tay, ngươi nói đạn có thể bắn thủng chúng ta thân thể sao? Ninh Vũ Đình nhìn dường như tại lao việc nhà Diệp Thần Phong, bàn tay bị Diệp Thần Phong nắm rất thoải mái, tại nàng cho là mình lập tức lại phải chết, hàm răng cắn môi một cái, nói rằng, Diệp Thần Phong, kỳ thực ta đối với ngươi động lòng, ta thích ngươi, mong muốn nếu có kiếp sau, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Ninh Vũ Đình đỏ mặt gò má, dù sao người đều phải chết, nàng liền lấy hết dũng khí, nói ra trong lòng suy nghĩ. Diệp Thần Phong còn không có từ Ninh Vũ Đình trong lời nói phản ứng qua đây, bang 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 phanh, chu vi tự vang lên tiếng súng, từng viên một đạn lạnh giá hướng Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình bay bắn mà đến. Diệp Thần Phong hiện tại không có công phu suy nghĩ lung tung, ở trong thân thể bát cấp linh hồn lực thấu bắn mà ra, cấp tốc bắn về phía bọn họ hai cái đạn. Ở giữa không trung ngừng lại, từng viên một đạn cứ như vậy quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chương 374, thống khoái đầm đìa chiến đấu. Xác định đầu phiếu. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vòng tà mị độ cung, khống chế được thấu bắn xuất thân thể linh hồn lực, trôi ở giữa không trung đạn, trong cùng một lúc sôi nổi thay đổi phương hướng, hướng nổ súng 20-30 tên hắc y nhân bắn ra. Tại đạn trôi ở giữa không trung một khắc kia, người ở chỗ này ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, toàn bộ đều ở vào khiếp sợ trong trạng thái, 20-30 tên hắc y nhân căn bản không có kịp phản ứng, đạn liền vô tình xuyên qua bọn họ mi tâm, thậm chí cổ họng trong liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thân thể tự từ từ hướng xuống đất ngã xuống. Tiểu lang toàn thân run rẩy, ban đầu tự tin tiêu tán vô ảnh vô tung, hiện tại hắn mới biết mình nghĩ cách là bao nhiêu buồn cười, Diệp Thần Phong căn bản thì không phải là người mà. Cùng Diệp Thần Phong tướng so với hắn thật chỉ là số trứng chim mà thôi, có thể nói hắn là số trứng chim đã là cất nhắc hắn. Đàm Thủy cùng lại khang cái này hai gã cổ võ cao thủ trong con ngươi thần sắc biến được ngưng trọng, bọn họ hai cái đang suy nghĩ nếu như vừa rồi này đạn là bắn về phía bọn họ, như vậy bọn họ có thể không thể đủ tránh thoát ni. Lại khang trên trán rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, thực lực của hắn ở vào địa giai thượng phẩm đỉnh phong, nếu như vừa rồi này đạn là bắn về phía hắn. Tuy rằng hắn có năng lực tại những này đạn chung sống sót, thế nhưng khẳng định hội thụ không nhỏ tổn thương. Đàm Thủy khóe miệng không tự chủ rút rút, thực lực của hắn ở vào thiên giai hạ phẩm đỉnh phong, nếu như vừa rồi này đạn là bắn về phía hắn, hắn tuy rằng có thể bình yên vô sự sống sót, nhưng là tuyệt đối không hội hướng Diệp Thần Phong thoải mái như vậy. Diệp Thần Phong hình như đứng tại chỗ khẽ động đều không nhúc nhích đi. Không chỉ nhượng đạn quỷ dị đình chỉ. Nhưng lại nhượng đạn thay đổi phương hướng, giết chết 20-30 tên hắc y nhân. Như vậy Diệp Thần Phong thực lực đến cùng được phải có bao cường hãn. Đến lúc này, Đàm Thủy cùng lại khang hai vị này cổ võ cao thủ, mới bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, thậm chí trong lòng đối Diệp Thần Phong sinh ra một ít kiêng kỵ. Diệp Thần Phong thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn họ hai cái dự liệu, cái này đối với bọn hắn mà nói có thể đều không phải một cái tin tức tốt ha. Từ đầu đến cuối đều bị Diệp Thần Phong dắt bắt tay vào làm Ninh Vũ Đình, tại vừa mới bắt đầu ngây người sau đó, trong con ngươi xinh đẹp liền nổi lên tia sáng kỳ dị, bộ ngực một đôi cao ngất trên dưới phập phồng, môi đỏ mọng hơi mở, hiện tại nàng rốt cuộc biết vì sao Diệp Thần Phong vẫn đều như thế thong dong bình tĩnh. Nguyên lai thực lực của hắn đã vượt ra khỏi người thường. Thử hỏi một chút, nếu như một người liền đạn còn không sợ, như vậy hắn còn là một cái người bình thường sao? Ninh Vũ Đình lặng lẽ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt, muốn khởi vừa rồi đối Diệp Thần Phong nghĩa vô phản cố biểu lộ, nàng nguyên do có cái này dũng khí là cho là mình muốn chết, kết quả cả kiện sự tình lại ngoài nàng dự liệu, đôi má đỏ dường như nhất khỏa quen thuộc thấu đại cây táo, hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống. Bị trói tại trên ghế Thiến Thiến Thủy Uông Uông trong đôi mắt to lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu như nàng miệng không có bị băng dán cấp phong ở. Khẳng định hội la lớn, ba ba nhất tốt. Ba ba nhất tốt. Diệp Thần Phong đen kịt hai con ngươi quét về tiểu lang, nói rằng, là điều không phải những ngươi thất vọng rồi. Không có đem ta đánh thành tổ ong vò vẽ, các ngươi bắn ra đạn uy lực quá nhỏ. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong phát huy ra bát cấp linh hồn lực cực hạn tốc độ, trong nháy mắt vọt đến Thiến Thiến trước mặt,
tại Tiểu Lang không có phản ứng kịp lúc, đem Thiến Thiến cấp cứu xuống, hắn cảm thấy đứng tại Tiểu Lang bên cạnh Đàm Thủy cùng Lại Khang không đơn giản, vì để ngừa vạn nhất, còn là trước đem Thiến Thiến cứu được lại nói. Cứu Thiến Thiến sau, Diệp Thần Phong lại trở về Ninh Vũ Đình bên cạnh, băng Thiến Thiến đem ngoài miệng băng dán cấp tê. Thiến Thiến không chút nào keo kiệt tại Diệp Thần Phong trên gương mặt hung hăng hôn một cái, nói rằng, ba ba là Thiến Thiến anh hùng, ba ba vĩnh viễn đều là Thiến Thiến anh hùng. Diệp Thần Phong đem Thiến Thiến giao cho Ninh Vũ Đình trong lòng, nói rằng, đợi một lát các ngươi tận lực lui về phía sau, chờ ta đem những người còn lại giải quyết rồi, chúng ta cùng nhau nữa ly khai. Ninh Vũ Đình dịu ngoan điểm gật đầu, do dự một chút. Còn là mở miệng nói, Diệp Thần Phong, chính ngươi phải cẩn thận. Đàm Thủy cùng Lại Khang nhìn nhau liếc mắt, Đàm Thủy hiện tại không dám cam đoan dựa vào thực lực của hắn có thể đánh bại Diệp Thần Phong, hơn nữa Lại Khang sợ rằng đều rất nguy hiểm. Đàm Thủy nói rằng, sư đệ, xem ra chúng ta chỉ có thể sử dụng bí thuật, người giúp ta tại trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực đề thăng tới thiên giai trung phẩm, ta cũng không tin đến thiên giai trung phẩm còn không giải quyết được trước mặt tiểu tử này. Tốt, Đàm sư huynh, Lại Khang tướng tay phải bàn tay đặt tại Đàm Thủy sau lưng đeo. Trong cơ thể chân kình không ngừng hướng tới Đàm Thủy trong thân thể dũng động, Đàm Thủy khí tức trên người trong giây lát tăng vọt lên. Đàm Thủy cùng Lại Khang dùng chính là bọn hắn trong môn phái một loại có thể ngắn thời gian để thăng thực lực phương pháp, bất quá loại phương pháp này tệ đoan phi thường lớn, Lại Khang làm truyền tống công lực nhất phương, tại truyền tống hoàn công lực sau, trong vòng 2 tháng tướng không có cách gì nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở trên giường khôi phục. Mà Đàm Thủy làm tiếp thu công lực nhất phương. Tại loại bí thuật này hiệu quả mất đi sau đó, thực lực của hắn không chỉ hội té thì ra là trình độ, hắn cũng hội giống như Lại Khang, 2 cái tháng chi nội chỉ có thể nằm ở trên giường khôi phục, cho nên nói tại tình hình trung hạ, bọn họ là không hội sử dụng loại bí thuật này, thế nhưng lúc này lửa xém lông mày, nếu như Đàm Thủy thực lực không đề cập tới thần đến thiên giai trung phẩm lời nói, sợ rằng ngày hôm nay bọn họ toàn bộ sẽ chết tại Diệp Thần Phong trên tay. Nhìn đến Đàm Thủy trên người luống cuống bất an năng lượng ba động, Diệp Thần Phong trong lòng có loại đặc biệt dự cảm bất hảo, hắn tuyệt đối không thể đủ lại ngu như vậy đứng, thân ảnh chợt hướng Đàm Thủy vọt tới, nhưng mà, thì là như vậy cũng đã chậm một bước, Đàm Thủy trên người năng lượng ba động lần thứ 2 chợt tăng vọt, xông phá thiên giai hạ phẩm cái chắn, thuận lợi tiến nhập thiên giai trung phẩm trình tự, mà tại sau lưng của hắn chuyển vận công lực Lại Khang, tại thực lực của hắn đạt được thiên giai trung phẩm sau. Thân thể liền mềm nhũn tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhìn đến hướng bản thân trước mặt đánh tới Diệp Thần Phong, Đàm Thủy phản ứng đặc biệt cấp tốc, không chút nào ướt át bẩn thỉu, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng một quyền hướng Diệp Thần Phong oanh khứ, phanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng tại vứt đi nhà xưởng nội bộ, Diệp Thần Phong thân ảnh lui về phía sau 5-6 bước, mà Đàm Thủy dưới chân của nhịp bước chỉ lui về phía sau 1 bước. Dùng bây giờ Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực trình độ, đối phó thiên giai hạ phẩm thực lực cổ võ cao thủ là không nói chơi. Mà Đàm Thủy thực lực bây giờ đạt tới thiên giai trung phẩm, thực lực là thiên giai hạ phẩm gấp mấy lần, Diệp Thần Phong muốn chiến thắng Đàm Thủy sợ rằng muốn phí một phen công phu. Đàm Thủy trên nắm tay một trận tê dại, cười lạnh nói, không tệ, quả nhiên thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như ta dừng lại tại thiên giai hạ phẩm trình tự, chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi, thật không có nghĩ đến trong thế tục đại gia tộc, vẫn có thể bồi dưỡng được như ngươi vậy yêu nghiệt tới. Thì là tại cổ võ giới chung. Dùng ngươi tuổi tác như vậy, thì có như vậy thực lực cường hãn, chỉ sợ cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Ta tin tưởng nếu như lại để cho như ngươi vậy trưởng thành tiếp, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành một mới bá chủ, bất quá, rất không xảo, ngươi ngày hôm nay nhất định phải tử, ta thích nhất đem thiên tài bóp chết tại trong nôi. Diệp Thần Phong cả cánh tay bị chấn đắc tê dại, đen kịt hai con ngươi lạnh giá một mảnh, xem ra bát cấp linh hồn lực trình độ còn chưa đủ a. Bây giờ thời đại này cổ võ giới đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, tại cổ võ giới chung khẳng định có thực lực càng biến thái cao thủ tồn tại, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng dày đặc dáng tươi cười, ta đang lo tìm không được người để thăng thực lực, người đủ tư cách làm đối thủ của ta, ngày hôm nay ta sẽ an toàn đi ra nơi này, mà ngươi cuối cùng kết quả nhất định là tử. Có tự tin là chuyện tốt, quá cuồng vọng tự đại chính là ngu xuẩn. Đàm Thủy Lăng không một cước hướng Diệp Thần Phong đầu đá tới. Hắn loại bí thuật này có thể thời gian duy trì chỉ có 1 tiếng đồng hồ, cho nên hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 1 canh giờ giải quyết Diệp Thần Phong. Đàm Thủy đùi phải cùng không khí ma sát phát sinh vù vù chói tai tin đồn, một cước này nếu như đá đang bình thường người trên đầu, như vậy nhất định là óc bắn ra 4 phía.
Diệp Thần Phong một cái xoay người, dùng cánh tay đi chống đối Đàm Thủy một cước này, trong cơ thể bát cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, huyết dịch của cả người trong nháy mắt sôi trào lên, đây là một loại gặp phải cao thủ hưng phấn. Phanh! Đàm Thủy chân phải chính xác đá vào Diệp Thần Phong cánh tay phải thượng, Diệp Thần Phong thân thể lay động một cái, cứ thế là cắn răng không có để cho mình dưới chân bước chân lui về phía sau, bất quá, tay phải của hắn trên cánh tay ra tan vỡ khai tới, cả cánh tay trong nháy mắt bị máu tươi cấp nhiễm đỏ, khuôn mặt lộ ra một vòng thống khoái thần sắc. Từ linh hồn lực đề thăng tới bát cấp sau đó, cái này là Diệp Thần Phong đệ nhất thứ như thế chật vật, nhưng mà, đối thủ cường hãn càng kích phát ra hắn trong lòng nhiệt huyết cùng lòng háo thắng. Chương 375, thắng hiểm. Xác định đầu phiếu. Cánh tay phải nhẹ nhàng vung một cái, vô số giọt máu như mưa rơi sái rơi ở trên mặt đất, trên cánh tay ra văng tung tóe đau đớn, Diệp Thần Phong liền chân mày cũng không có nhíu một cái, đen kịt hai con ngươi biến được càng mạnh mẽ, trong cơ thể bát cấp linh hồn lực như thủy triều lăn lộn, Diệp Thần Phong phảng phất ngay phủ phục đã lâu dã thú, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ bạo tẩu. Đứng tại cách đó không xa Ninh Vũ Đình, nhìn đến Diệp Thần Phong liên tục bại lui, thậm chí cả cánh tay đều bị máu tươi cấp nhiễm đỏ, trong lòng có loại khó chịu không nói ra được, nàng biết dùng Diệp Thần Phong năng lực, một mình rời đi nơi này nhất định là không có vấn đề, Diệp Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta và Thiến Thiến, chính ngươi đi thôi. Nếu không ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ninh Vũ Đình trong lòng Thiến Thiến cũng đặc biệt hiểu chuyện, ba ba, mẹ nói rất đúng, ngươi vĩnh viễn là Thiến Thiến trong lòng anh hùng, hiện tại Thiến Thiến không yêu cầu ba ba ngươi bảo vệ, ba ba ngươi vội vàng ly khai đi. Thiến Thiến thủy uông uông trong đôi mắt to hàm chứa lệ quang. Diệp Thần Phong quay đầu đối Ninh Vũ Đình, nói rằng, lẽ nào ngươi đã quên ta đã nói sao? Ngày hôm nay ba người chúng ta cũng sẽ bình an rời đi nơi này, cũng là ngươi không tin ta. Ninh Vũ Đình phương tâm một trận rung động, trong lòng nào đó khác thường tình cảm tượng dây như cấp tốc sinh trưởng, môi đỏ mọng hơi mân mân, kiên định nói rằng, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể mang theo ta và Thiến Thiến rời đi nơi này. Hiện tại có thể đều không phải nói chuyện yêu đương thời gian. Ba người các ngươi ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ phải ly khai. Khổng lồ khí thế từ trên người Đàm Thủy tăng vọt, hắn nhất định phải nắm chặt cái này một giờ, nếu không đẳng bí thuật thời gian sử dụng qua, như vậy cục diện tướng hội hoàn toàn phản lộn lại. Tay phải bàn tay khẩn nắm chặt thành quyền đầu, trên cánh tay nguyên bản hé ra, bởi buộc chặt, văng tung tóe vết thương càng gia tăng, máu tươi không ngừng từ trong da mặt tràn ra tới, Diệp Thần Phong khuôn mặt ngoại trừ cuồn cuộn chiến ý bên ngoài. Lại không cái đó thần sắc của hắn, điểm ấy đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Phải biết rằng đời trước, Diệp Thần Phong thân vì quốc gia siêu cấp nhân tài, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm, đang thi hành nhiệm vụ ở giữa. Sau đó hắn cũng sẽ khiến cho mình đầy thương tích, hắn đã thành thói quen cái này loại cảm giác đau đớn, thậm chí cái này loại đau đớn có thể kích thích ra hắn ở trong thân thể sát khí. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi theo Diệp Thần Phong cánh tay phải không ngừng chảy xuống mặt đất, tại yên tĩnh vứt đi nhà xưởng nội bộ phát sinh rất nhỏ âm hưởng, theo máu tươi liên tục chảy xuống, Diệp Thần Phong trong óc một trận mê muội, hắn dường như cảm giác mình hình như về tới 500 năm sau thế giới. Đời trước Diệp Thần Phong tại hắn thời đại kia, cơ hồ là mỗi ngày có người chết cho trong tay của hắn, cho nên đời trước trên người hắn từ sáng sớm đến tối đều là sát khí đằng đằng. Mà sau khi sống lại Diệp Thần Phong, đời trước nguyên bản trên người sát khí rõ ràng cho thấy tiêu thất. Mà giờ khắc này, đời trước một đoạn đoạn sát nhân tràng cảnh, tại trong óc của hắn như phim đèn chiếu không ngừng phát hình. Cuồn cuộn sát khí từ Diệp Thần Phong trong cơ thể xông ra, biến mất sát khí lần thứ hai trở về, tại sát khí trở về trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đen kịt hai con người biến được càng lạnh như băng, nhìn trước mặt Đàm Thủy đám người, trong thân thể huyết sôi trào, dường như nấu khai thủy. Hiện tại hắn chỉ muốn giết người. Sát nhân, chỉ có sát người mới có thể đủ dẹp loạn trong thân thể cổ sát khí kia. Đàm Thủy đồng dạng cảm thấy Diệp Thần Phong trên thân thể biến hóa, trong lòng sinh ra một loại không rõ khủng hoảng, hắn biết không có thể đủ trì hoãn được nữa, một bước bước ra, một quyền đánh phía Diệp Thần Phong trái tim nơi vị trí, công kích giản đơn trực tiếp. Nắm tay hổ hổ xanh phong, một quyền này quán chú Đàm Thủy tất cả lực lượng. Diệp Thần Phong đương nhiên không có ngu xuẩn đến chính diện thừa thụ Đàm Thủy một quyền này đâu, Đàm Thủy lợi dụng bí thuật tướng thực lực để thăng tới thiên giai trung phẩm sau đó, trong cơ thể năng lượng ba động rõ ràng còn mạnh hơn Diệp Thần Phong thượng một bậc. Chính diện cùng Đàm Thủy cứng đối cứng,
Diệp Thần Phong cuối cùng thắng lợi tỷ lệ cơ hồ là linh. Diệp Thần Phong một cái nghiêng người, tốc độ nhanh vô cùng, tuy rằng hắn tại lực lượng thượng không có Đàm Thủy cao, thế nhưng tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn Đàm Thủy thượng một ít, Đàm Thủy cái này quán chú tất cả lực lượng một quyền, khó khăn lắm từ Diệp Thần Phong trước ngực ma sát đã qua. May là như vậy, Diệp Thần Phong trước ngực vải vóc bị rạch ra cùng nhau lỗ hổng lớn, ngực trước da nóng bỏng làm đau. Ân, Đàm Thủy vô cùng kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể tránh thoát một quyền này của hắn đầu, nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong hoặc là dùng cánh tay chống đối, hoặc là ngực thừa thụ hắn cái này một cái trọng quyền, dù sao là tuyệt đối tránh không thoát hắn lúc này đây công kích. Nhưng Đàm Thủy cũng chỉ là trong lòng hơi sửng sốt một chút, thời gian đối với hắn mà nói là tranh đoạt từng giây, sớm đi giải quyết Diệp Thần Phong, hắn liền có thể sớm đi an tâm lại, cực nhanh một cái xoay người, lại một quyền hướng Diệp Thần Phong huyệt thái dương đánh tới. Diệp Thần Phong dường như cũng sớm đã ngờ tới Đàm Thủy phải làm như vậy, lần này Đàm Thủy nắm tay còn không có tới gần, Diệp Thần Phong thân ảnh liền cấp tốc lui về phía sau khai ba bốn thước, hắn biết Đàm Thủy cái này loại ngắn thời gian để thăng thực lực phương pháp, nhất định là hạn chế thời gian sử dụng, chỉ cần đẳng thời gian vừa quá, Diệp Thần Phong cơ hội đã tới rồi, cho nên hắn mới có thể lại nhiều lần tránh cho cùng Đàm Thủy chính diện va chạm. Đàm Thủy nhìn thấu Diệp Thần Phong tâm tư, thế nhưng Diệp Thần Phong tốc độ quả thực nhanh hơn hắn thượng một bậc, nếu như lại như thế tốn đi xuống, tình huống thật đặc biệt không ổn, Đàm Thủy định trụ thân ảnh, nói rằng, lẽ nào ngươi cũng chỉ hội né tránh sao? Ngươi còn là một nam nhân lời nói, tự cùng ta chính diện thống khoái đánh một trận. Ngươi cho rằng như vậy vụng về phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Biết rõ chính diện quyết đấu chỉ có chịu chết phần, nếu như ta còn muốn chọn cùng ngươi chính diện tỉ thí, như vậy đầu của ta nhất định là bị lừa đá. Diệp Thần Phong trên người sát khí không kém, trái lại càng tới càng nồng hậu. Trong cơ thể bát cấp linh hồn lực hoàn toàn không có đột phá bệnh trạng, Diệp Thần Phong trong lòng hơi thở dài một hơi, xem ra muốn đột phá bát cấp linh hồn lực đạt được cửu cấp linh hồn lực đều không phải đơn giản như vậy, nếu không hắn đời trước cũng sẽ không vẫn dừng lại tại bát cấp linh hồn lực. Mẹ, ba ba nhất định hội đánh bại những này người xấu, người nói có đúng hay không? Ninh Vũ Đình trong lòng Thiến Thiến thấp giọng hỏi. Ninh Vũ Đình nhìn dáng dấp có chút chật vật Diệp Thần Phong, điểm gật đầu ân, hắn nhất định có thể đánh thắng, ta tin tưởng hắn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Thủy phép khích tướng không thành công, chỉ có thể liều mạng đối Diệp Thần Phong công kích, tuy rằng Đàm Thủy công kích mỗi một lần lực lượng đều 10 phần, có thể nói nếu như Diệp Thần Phong bị công kích đến một lần, tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thế nhưng Diệp Thần Phong thân ảnh đặc biệt linh xảo, mỗi một lần đều có thể đủ tại khẩn yếu quan đầu né tránh Đàm Thủy công kích. Đàm Thủy trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn, hắn cảm giác trong thân thể năng lượng ba động cực kỳ không ổn định, có chút đang giảm xuống xu thế, thật sự nếu không giải quyết Diệp Thần Phong lời nói, như vậy hắn tự phải xong đời. Hai con ngươi đột nhiên thấy được đứng tại cách đó không xa Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, thân ảnh chợt hướng Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến đánh móc sau gáy, nỗ lực muốn dùng Ninh Vũ Đình uy hiếp Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối chú ý Đàm Thủy nhất cử nhất động, thân ảnh của hắn so Đàm Thủy càng nhanh, cảm giác bén nhạy năng lực nói cho hắn biết, Đàm Thủy trong thân thể năng lượng đang không ngừng giảm xuống, Diệp Thần Phong biết cơ hội của hắn tới, trên người sát khí cuồn cuộn, cực hạn bát cấp linh hồn lực tập trung đến trên tay phải, mạnh mẽ một quyền hướng Đàm Thủy đánh tới. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cuối cùng cũng nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng, Đàm Thủy khóe miệng dáng tươi cười thịnh vượng lên, không chút do dự huy ra một quyền. Hướng Diệp Thần Phong nắm tay đánh tới, thanh niên nhân, ngươi còn là quá non một điểm. Diệp Thần Phong dày đặc cười, ngươi cho rằng bây giờ còn là đối thủ của ta sao? Ta đã nói rồi, ngày hôm nay đều không phải ta chết, là ngươi tử. Đàm Thủy một trận hoảng loạn, hắn lúc này mới phát hiện thân lực lượng trong cơ thể hạ xuống thiên giai hạ phẩm, sợ rằng không bao lâu sử dụng bí thuật tệ đoan sẽ bày ra, đến lúc đó hắn hội hướng lại khang giống nhau, toàn thân vô lực sụi lơ trên mặt đất. Phanh, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đàm Thủy dưới chân nhịp bước không ngừng lui về phía sau, cùng Diệp Thần Phong đối quyền cánh tay mềm nhún rũ xuống, cả cánh tay bên trong xương bị chấn bể. Mà Diệp Thần Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, cánh tay phải thượng ra văng tung tóe càng gia tăng, máu tươi như nước chảy sông ra, bất quá, may mà Diệp Thần Phong lập tức ở trong thân thể vận chuyển linh hồn lực, trên cánh tay liên tục toát ra máu tươi mới chậm rãi dừng lại. Chương 376, các ngươi đang làm gì? Xác định đầu phiếu.
Đàm Thủy thân thể không ngừng run rẩy, gương mặt cơ thể hơi co rút, bí thuật thời gian sử dụng triệt để đã qua, trong thân thể lực lượng dường như bị trong nháy mắt cấp tát cạn, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc, cả người từ từ tê liệt ngồi trên mặt đất. Lại Khang thân thể bị Tiểu Lang vịn, đương hai người bọn họ nhìn đến Đàm Thủy bị thua sát na, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, rõ ràng Đàm Thủy là vẫn ở vào ưu thế, bọn họ cũng cho rằng Diệp Thần Phong cuối cùng nhất định sẽ chết cho Đàm Thủy trong tay. Ai biết đạo kết quả lại vừa vặn tương phản, Đàm Thủy thất bại. Bị Ninh Vũ Đình ôm vào trong ngực Thiến Thiến, nhìn đến Diệp Thần Phong thắng được sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn mà đỏ bừng, cổ họng trong phát ra thanh âm thanh thúy, ba ba thắng, ba ba thật thắng. Thiến Thiến từ Ninh Vũ Đình trong ngực giãy giụa đi ra, chạy chậm đến Diệp Thần Phong trước mặt, nhìn Diệp Thần Phong đầy máu tươi cánh tay phải, hỏi, ba ba, người đau không? Thiến Thiến nhất định phải nhanh lên một chút lớn lên. Thiến Thiến lớn lên sau đó là có thể trái lại bảo hộ ba ba ngươi. Diệp Thần Phong vươn tay trìu mến sờ sờ Thiến Thiến đầu, nói rằng, Thiến Thiến, ta đây có thể sẽ chờ ngày nào đó đến. Hắn thật thắng, hắn thật đánh thắng. Ninh Vũ Đình đứng tại chỗ trong con ngươi xinh đẹp hiện lên sương mù, cứ như vậy không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, dường như Diệp Thần Phong trên người có hấp dẫn nàng ma lực thông thường, để cho nàng luyến tiếc đưa mắt rời chốc lát. Theo Đàm Thủy bị thua, duy chỉ có Tiểu Lang một người còn có lực công kích, Tiểu Lang đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, thừa dịp Diệp Thần Phong nói chuyện với Thiến Thiến gian, nắm tại súng lục trong tay nhanh chóng nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu, không chút do dự bóp cò. Hắn biết đây là hắn một lần duy nhất cơ hội. Diệp Thần Phong phóng ra ngoài linh hồn lực từ đầu đến cuối không có thu hồi trong cơ thể, tại Tiểu Lang bóp cò trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tướng Thiến Thiến hộ tại phía sau, đen kịt hai tròng mắt lạnh như băng ngoạn vị nhìn Tiểu Lang. Mà nguyên bản ở trong không khí bay nhanh đạn, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng ta thật đặc biệt không thích người khác dùng thương chỉ vào đầu của ta. Tiểu Lang hoảng sợ nhìn Diệp Thần Phong, môi ngoạ nguậy vừa định muốn nói, viên kia trôi ở giữa không trung đạn. Nhanh chóng đi vào Tiểu Lang mi tâm trung, Tiểu Lang mắt mở thật to, thân thể chậm rãi hướng tới trên mặt đất ngã xuống. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất nhặt lên hai cục đá nhỏ. Ánh mắt đánh giá hoàn toàn không có năng lực công kích Đàm Thủy cùng Lại Khang, nói rằng, hai người các ngươi cũng chuẩn bị đến Diêm Vương Điện đi tới báo danh đi. Đàm Thủy vội vàng nói, chậm đã, tiểu huynh đệ, chúng ta là cổ võ giới chung người, với lại chúng ta môn phái tại cổ võ giới chung thực lực không tầm thường, ngày hôm nay chuyện này toán chúng ta nhìn lầm. Không nên dây vào đến tiểu huynh đệ trên đầu của ngươi tới, chỉ cần ngươi đồng ý thả chúng ta. Ngày hôm nay chuyện này chúng ta tuyệt đối không hội truy cứu, ta Đàm Thủy dùng tính mệnh cam đoan. Đàm Thủy sư huynh nói không sai, chỉ cần ngươi thả chúng ta có thể cho rằng sự tình hôm nay không có cũng phát sinh. Lại Khang cũng liền bận phụ họa nói. Cái này trên thế giới không có người nào là không sợ chết, tại tử vong bước ngoặt, Đàm Thủy cùng Lại Khang lựa chọn rất sáng suốt hướng Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ. Bá, bá, hai tiếng. Diệp Thần Phong bàn tay chung hai viên đạn chính xác đi vào Đàm Thủy cùng Lại Khang mi tâm, đến chân chính tử vong giờ khắc này, bọn họ hai cái cũng không thể tin được. Bọn họ tự chết như vậy. Chỉ có người chết mới sẽ không nói dối. Diệp Thần Phong không cần phải đi tin tưởng Đàm Thủy cùng Lại Khang nói, tiết kiệm sau đó có vô số phiền phức tìm tới hắn, huống chi vừa rồi nếu như điều không phải Diệp Thần Phong chiến thắng Đàm Thủy, như vậy kết quả nhất định là Diệp Thần Phong. Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến, bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở Đàm Thủy trong tay. Ly Khai vứt đi nhà xưởng sau, Diệp Thần Phong liền lái xe hướng tới Ninh Vũ Đình biệt thự lái đi, Thiến Thiến có thể là quá mệt mỏi. Huống hồ còn bị rất lớn kinh sợ, tại xe lái hướng biệt thự trên đường, Thiến Thiến liền nằm tại Ninh Vũ Đình trong ngực đang ngủ. Đến Ninh Vũ Đình biệt thự sau, Ninh Vũ Đình tướng Thiến Thiến bỏ vào Thiến Thiến gian phòng của mình trên giường. Sau đó yên tĩnh đóng lại môn. Đi đi xuống lầu, Diệp Thần Phong đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Thần Phong cánh tay phải thượng máu tươi đã đọng lại, Ninh Vũ Đình ở trong nhà tìm ra băng gạc đằng một loạt băng bó đổ dùng, nói rằng, nếu không ngươi hay là đi một chuyến y viện đi. Vết thương rất có thể sẽ bị nhiễm. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ngươi giúp ta băng bó đơn giản thoáng cái thì tốt rồi. Gặp Diệp Thần Phong kiên trì như vậy, Ninh Vũ Đình cũng không thể tránh được. Kết quả là nàng ở trong phòng khách bận sống, tại Diệp Thần Phong trước mặt ngồi chồm hổm xuống, trước dùng nước trong bang Diệp Thần Phong thận trọng đưa cánh tay thượng máu tươi cùng vết bẩn rửa,
một mặt tẩy, trong miệng còn một mặt hỏi, đau không? Điểm ấy đau đớn đối với Diệp Thần Phong mà nói không coi vào đâu, bởi Ninh Vũ Đình là ngồi xổm Diệp Thần Phong trước người, với lại Ninh Vũ Đình mặc quần áo lại tương đối rộng rãi. Diệp Thần Phong nhất cúi đầu liền thấy được Ninh Vũ Đình trước ngực hai tòa cao ngất ngọn núi. Ninh Vũ Đình nịt ngực là hắc sắc, hai ngọn núi tại nịt ngực chung miêu tả sinh động, có thể thấy được Ninh Vũ Đình bộ ngực là bao nhiêu có nguyên liệu. Diệp Thần Phong, ngươi làm như vậy là điều không phải quá không địa đạo. Tốt xấu người khác là đang giúp ngươi băng bó vết thương, đối, Ninh Vũ Đình tại vứt đi nhà xưởng trong, đã từng nói thích ta. Lẽ nào nàng thật đối với ta có ý tứ? Diệp Thần Phong hai con ngươi muốn rời Ninh Vũ Đình hai ngọn núi, thế nhưng không bao lâu tự lại hội không nhìn được, như thế vòng đi vòng lại, trong lòng cũng đang miên man suy nghĩ, Diệp Thần Phong cũng không là một cái sắc bại hoại, thế nhưng thân là trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình, dáng dấp cùng vóc người đều là nhượng bất cứ người nào không lời nói, nhất là nàng phong vận vóc người, quả thực chính là một cái quen thuộc lưu nước cây đào mật, nhượng bất kỳ nam nhân nào đều muốn liều lĩnh xông lên cắn một cái. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng là người A, hơn nữa còn là một cái đường đường chính chính nam nhân, nếu như đối mặt trước mắt một màn này, hắn có thể không động tâm, trong lòng không hội sản sinh một ít oai tâm tư lời nói, như vậy hắn tự thật không phải là nam nhân. Cái gì Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, căn bản là tại vô nghĩa, hoặc là Liễu Hạ Huệ là một cái không hơn không kém thái giám, hoặc là nằm tại trong ngực hắn mặt nữ nhân quá xấu. Xấu hắn đều không đói bụng đi đối hắn nữ nhân trong ngực táy máy tay chân. Nhìn, nhìn, Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp có chút lửa nóng, với lại nửa người dưới nên có chết hay không có phản ứng, giờ khắc này hoàn toàn là hắn trong thân thể khát vọng đang điều khiển. Ninh Vũ Đình chu đáo bang Diệp Thần Phong băng bó vết thương, nàng nghe được hô hấp dồn dập Diệp Thần Phong, vừa định muốn ngẩng đầu hỏi Diệp Thần Phong là không là nơi nào khó chịu. Vẻ đẹp của nàng con ngươi tự liếc về. Diệp Thần Phong trong quần long khởi tiểu chứng bồng, đôi má trong nháy mắt biến được tiên diễm ướt át, muốn khởi tại vứt đi nhà xưởng trong, nàng nói với Diệp Thần Phong qua lời nói, nàng thật muốn cảm thấy khó xử lập tức xoay người ly khai. Diệp Thần Phong nhìn đến Ninh Vũ Đình vi cắn môi đỏ mọng động nhân dáng dấp, trong lòng huyết lại một lần nữa sôi trào lên, thở hào hển nhượng hắn có như vậy trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, không biết thế nào vươn tay kéo lại Ninh Vũ Đình trắng nõn thủ đoạn, tướng Ninh Vũ Đình chẹn kéo vào trong ngực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong môi liền hôn lên Ninh Vũ Đình môi đỏ mọng, Ninh Vũ Đình hoàn toàn dại ra ở, chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, sau đó cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau, loại cảm giác này rất dày vò, đồng dạng rất mỹ diệu. Cảm giác Ninh Vũ Đình trong miệng chúc chắc đáp lại, Diệp Thần Phong trong óc bốc lên ra một cái ý nghĩ, đây nên không biết là Ninh Vũ Đình nụ hôn đầu tiên đi. Như vậy Ninh Vũ Đình thật là một cái cực phẩm, có thiếu phụ như vóc người. Linh hồn lại là thiếu nữ như thanh thuần. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, đây là Ninh Vũ Đình nụ hôn đầu tiên, Diệp Thần Phong bàn tay bao trùm tại Ninh Vũ Đình mông thượng, Ninh Vũ Đình mông thị phi thường nhạy cảm, bị Diệp Thần Phong tùy ý nhu niết sau, Ninh Vũ Đình thân thể rất nhanh thì có phản ứng, trong óc không vù vù, chỉ là mặc cho Diệp Thần Phong tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng. Ba ba, mẹ, các ngươi đang làm gì? Thiến Thiến xoa cặp mắt mông lung, từ trên lầu đi xuống. Một đôi ngập nước mắt to tò mò nhìn Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình hỏi. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình thuấn gian khôi phục thanh tỉnh, Diệp Thần Phong trong lòng là sợ, hắn thiếu chút nữa thật tẩu hỏa, trên mặt thần sắc hết sức khó xử, nơi đây là không thích hợp ở lâu, đối Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến cáo biệt một tiếng sau, liền vội vàng chạy ra khỏi Ninh Vũ Đình trong biệt thự, hắn ở trong thân thể hỏa khí còn không có phát tiết ra ngoài ni. Xem ra hắn được muốn lập tức trở lại tìm Võ Hiểu Phỉ mây mưa thất thường một phen. Chương 377, thế không thể đỡ. Xác định đầu phiếu. Diệp Thần Phong vội vàng ly khai Ninh Vũ Đình biệt thự sau, gọi một cú điện thoại cho Võ Hiểu Phỉ, nhượng Võ Hiểu Phỉ tại Diệp gia đằng hắn, Võ Hiểu Phỉ còn tưởng rằng Diệp Thần Phong tìm nàng có chuyện trọng yếu gì ni. Vừa bước vào Diệp gia phòng khách, đã bị Diệp Thần Phong xông lên trước chẹn ôm lấy, tiến nhập lầu hai gian phòng sau. Diệp Thần Phong điên cuồng thương yêu một phen Võ Hiểu Phỉ. Diệp Thần Phong ở trên giường cùng Võ Hiểu Phỉ ngươi nông ta nông mấy canh giờ sau, Diệp Thần Phong liền rời đi Diệp gia, đi hướng Thắng Thiên Hội hội sở, đêm nay hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn đẳng qua một thời gian ngắn sẽ giải quyết Hứa Bằng Phi cùng Hồng Hải Hội, nhưng mà Hứa Bằng Phi lại như thế không kịp chờ đợi chọc tới hắn, nhượng hắn thiếu chút nữa tại lật thuyền trong mương,
cho nên Diệp Thần Phong không dự định đợi thêm nữa, đêm nay hắn muốn tự mình lãnh đạo Thắng Thiên Hội còn dư lại hơn 100 người, bình định Hồng Hải Hội hội sở, tướng Hứa Bằng Phi đưa đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong lần này cùng Đàm Thủy đối chiến, bát cấp linh hồn lực không chút nào đột phá dấu hiệu, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy đặc biệt không biết làm sao, đang cùng Đàm Thủy đối chiến sau, hắn trong lòng lại sinh ra cảm giác cấp bách, quỷ biết cổ võ giới thực lực cao nhất người đạt tới cái gì trình tự. Tương lai Diệp Thần Phong sớm muộn gì hội bước vào cổ võ giới, cho nên có thực lực cường đại sau đó, hắn mới càng nắm chắc khí bước vào cổ võ giới, hay nhất hắn linh hồn lực có thể đạt được thập cấp đỉnh cao. Nếu như Diệp Thần Phong thực lực thật có thể đủ đột phá đến thập cấp linh hồn lực, đến lúc đó chỉ sợ hắn tự thật có thể đủ dùng lực một người quét ngang toàn bộ cổ võ giới, đương nhiên cái này cũng chẳng qua là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Bóng đêm như mực, chấm chấm đầy sao tương khảm tại mênh mông vô bờ trong đen kịt, thỉnh thoảng thổi qua gió đêm, nhượng kinh thành mùa hè ban đêm nhiều vài phần cảm giác mát cùng sảng khoái. Thắng Thiên Hội trong đại sảnh, hơn 100 tên Thắng Thiên Hội thành viên chấn ních đại sảnh, Thường Văn Thiên, Hàn Vĩ, Hổ Ca đám người đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn họ biết Diệp Thần Phong trễ như thế triệu tập bọn họ, nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Diệp Thần Phong hắng giọng một cái, nói rằng, đêm nay tướng là chúng ta Thắng Thiên Hội báo thù rửa hận thời gian, Hồng Hải Hội lúc trước sát chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, là thời gian để cho bọn họ trả giá phải có giá cao, đợi một lát ta sẽ cùng các ngươi cùng nơi hành động. Thế tất yếu nhưng Hồng Hải Hội vạn kiếp bất phục. Hơn 100 tên Thắng Thiên Hội thành viên thần sắc kích động, mấy ngày nay bọn họ trong lòng vẫn nín một chút sức lực, muốn khởi đêm đó Hồng Hải Hội người đi đến Thắng Thiên Hội tới, đối Thắng Thiên Hội thành viên trắng trợn tàn sát, thân thể bọn họ bên trong liền không nhịn được cơn giận dữ tuôn ra. Hồng Hải Hội dù sao cũng là một cái đến nghìn người đại bang hội. Tại Kinh Thành có rất nhiều sản nghiệp, mặc dù nói Hồng Hải Hội rất nhiều thành viên đều muốn tại Kinh Thành bất đồng sản nghiệp nhìn bãi, thế nhưng Hồng Hải Hội hội sở tối thiểu có 500-600 thành viên đóng ở, mà bây giờ Thắng Thiên Hội chỉ có hơn 100 người, căn bản không thể có thể công phá Hồng Hải Hội hội sở. Thế nhưng nếu như Diệp Thần Phong tự mình ra trận, như vậy thì hoàn toàn bất đồng, những này Thắng Thiên Hội thành viên là tự mình thể hội qua Diệp Thần Phong chỗ đáng sợ, trước đây Diệp Thần Phong một người đánh bại bọn họ 300 nhiều người, có Diệp Thần Phong lãnh đạo chẳng lẽ còn bắt không được chính là một cái Hồng Hải Hội hội sở sao? Lão đại, cuối cùng cũng có tiểu hổ ta mở ra thân thủ lúc. Đợi một lát ta nhất định chỗ sung yếu tiến Hồng Hải Hội hội sở sát cái thống khoái. Hổ ca lè lưỡi liếm môi một cái, hai con ngươi chung từ từ dâng lên sát khí. Diệp hội trưởng, có cái gì là cần muốn chúng ta chuẩn bị? Một bên Thường Văn Thiên cung kính nghi vấn hỏi. Cái gì đều không yêu cầu chuẩn bị, sau đó chúng ta trực tiếp đi Hồng Hải Hội hội sở là được. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp Thần Phong nhìn hơn 100 tên Thắng Thiên Hội thành viên, hỏi, hiện tại các ngươi ai còn nói ra suy nghĩ của mình? Đêm nay chúng ta ra tay với Hồng Hải Hội, khẳng định hội có không nhỏ phiêu lưu, nếu như người ở chỗ này có ai không muốn đi, có thể lập tức nói ra, ta không hội miễn cưỡng. Hơn 100 tên Thắng Thiên Hội thành viên, trên mặt thần sắc đều dị thường kiên định, trong đó không có bất cứ người nào lựa chọn lâm trận bỏ chạy, huynh đệ của bọn họ tử tại Hồng Hải Hội trong tay. Bọn họ một đám đã sớm là báo thù sốt ruột. Diệp Thần Phong rất hài lòng hơn 100 tên Thắng Thiên Hội thành viên biểu hiện, điểm gật đầu nói, rất tốt. Đêm nay chúng ta để Hồng Hải Hội triệt để tại Kinh Thành xóa tên. Hồng Hải Hội hội sở trong. Hứa Bằng Phi đã xuất viện, thân thể ngồi ở xe lăn, sắc mặt trắng bệch hết sức mù, hắn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Theo lý mà nói Đàm Thủy đám người nên đã sớm giải quyết Diệp Thần Phong hoặc bắt sống Diệp Thần Phong a. Thế nào cho tới bây giờ Đàm Thủy bọn họ vẫn chưa về ni? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Dùng Đàm Thủy cùng lại khang thực lực, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn. Càng không thể nào đánh bại bọn họ, Hứa Bằng Phi trong lòng âm thầm nói lầm bầm. Tại Hứa Bằng Phi bên cạnh đứng một gã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Tên nam tử này người tên là Uông Viễn, là Kinh Thành Hồng Hải Hội hội trưởng, Kinh Thành Hồng Hải Hội chỉ là Ngô Châu Hồng Hải Hội một cái chi nhánh, Hồng Hải Hội phía sau màn điều khiển người là Hứa Gia, cho nên Uông Viễn đối mặt Hứa Bằng Phi cái này vị Hứa Gia thiếu gia thời gian, luôn luôn biểu hiện thận trọng. Theo Uông Viễn, Hứa Bằng Phi tại Kinh Thành bị người phế đi, hắn Uông Viễn ngày lành cũng không sai biệt lắm chấm dứt, Ngô Châu Hứa Gia chắc chắn sẽ không khinh tha cho hắn, thì là Hứa Gia sẽ thả hắn một con đường sống.
sợ rằng kinh thành Hồng Hải hội hội trưởng vị cũng phải thay đổi người ngồi, thế nhưng Uông Viễn chút nào không dám cho Hứa Bằng Phi sắc mặt nhìn, hắn biết Hứa gia muốn bóp chết hắn, so bóp chết một con kiến còn muốn giản đơn. Uông Viễn, người tự mình đi một chuyến vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng, nhìn là điều không phải tiểu lang bọn họ đã xảy ra chuyện. Hứa Bằng Phi lại cũng không nhẫn nại được tính tình, tiểu lang điện thoại di động cũng không gọi được, tiếp tục như vậy nữa hắn muốn đẳng tới khi nào. Tốt, Hứa Thiếu, Uông Viễn vội vàng thối lui ra khỏi Hồng Hải hội đại sảnh. Bây giờ Hứa Bằng Phi hai tay hai chân đều không có cách gì nhúc nhích, thậm chí liền hắn trong quần đồ chơi kia đều bị phế đi, điều này làm cho hắn thừa nhận không gì sánh được to lớn nhục nhã, thì là tướng Diệp Thần Phong chặt thành thịt vụn nuôi cá, chỉ sợ cũng không có cách gì dẹp loạn hắn tức giận trong lòng. Vừa rời khỏi đại sảnh Uông Viễn, lại thật nhanh chạy vào, trong miệng thở hổn hển, nói rằng, Hứa Thiếu, không xong, không xong, Thắng Thiên Hội thành viên đột nhiên công kích chúng ta hội sở. Nghe được Thắng Thiên Hội công kích Hồng Hải hội hội sở, Hứa Bằng Phi không sai biệt lắm có thể đoán được Diệp Thần Phong không chết, như vậy Đàm Thủy bọn họ đâu? Chẳng lẽ thật tử tại Diệp Thần Phong trên tay sao? Hứa Bằng Phi sắc mặt âm trầm hỏi, Thắng Thiên Hội tổng cộng tới bao nhiêu người? Hứa Thiếu, xem chừng đại khái chỉ có hơn 100 người đi. Uông Viễn một mực cung kính hồi đáp. Chúng ta Hồng Hải hội hội nên có hơn 500 người đi. Thắng Thiên Hội người tới thật đúng lúc. Đêm nay chúng ta để Thắng Thiên Hội người có đến mà không có về. Hứa Bằng Phi hiện tại còn không rõ ràng lắm Đàm Thủy cùng Tiểu Lang bọn họ đến cùng gặp biến cố gì. Trầm mặc một lát sau, lại hỏi, người có không có thấy rõ ràng lãnh đạo Thắng Thiên Hội người hình dạng thế nào? Uông Viễn đảo quả thực rất xa liếc về liếc mắt Diệp Thần Phong, vì vậy tướng Diệp Thần Phong tướng mạo tỉ mỉ miêu tả một lần. Quả nhiên là Diệp Thần Phong, xem ra Đàm Thủy bọn họ thật tử tại trên tay hắn. Thiên đường có đường ngươi không đi, ta Hứa Bằng Phi muốn nhượng ngươi biết đắc tội ta kết cục. Hứa Bằng Phi thanh âm trầm thấp lẩm bẩm. Uông Viễn, phân phó Hồng Hải hội người tướng Thắng Thiên Hội dẫn đầu người nọ cấp bắt sống. Hứa Bằng Phi hai con ngươi trung tràn đầy không che giấu được thịnh nộ. Hứa Thiếu, ta lập tức tướng mệnh lệnh của ngươi phân phó. Uông Viễn lần thứ hai vội vàng thối lui ra khỏi Hồng Hải hội đại sảnh. Theo Uông Viễn, Thắng Thiên Hội hơn 100 người còn chưa đủ Hồng Hải hội nhét kẻ răng ni. Tuy rằng Hồng Hải hội hội sở bên này chỉ có hơn 500 người, thế nhưng đối phó Thắng Thiên Hội người là dư giả. Nhưng mà, đường Uông Viễn đi ra đại sảnh, nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh thời gian, hắn hoàn toàn ngây dại, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy Hồng Hải hội thành viên một đám thỉnh thoảng đảo địa, bôi đen ảnh không ngừng xuyên qua tại Hồng Hải hội thành viên trong lúc đó, mỗi đến một chỗ nhất định là máu tươi văng khắp nơi. Hồng Hải hội thành viên tại cái này đạo bóng đen trước mặt quả thực là nhược tiểu chính là không thể đủ lại nhược tiểu chính là con kiến. Tại cái này bôi đen ảnh lãnh đạo hạ, Thắng Thiên Hội hơn 100 tên thành viên cũng là càng sát càng mạnh mẽ, Hồng Hải hội người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, tảng lớn đảo tại vũng máu trong, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian diệt Hồng Hải hội, động tính của nơi này sợ rằng không bao lâu tựu sẽ khiến cảnh sát chú ý. Tự tượng lần trước Hồng Hải hội công kích Thắng Thiên Hội hội sở giống nhau. Chương 378, Diệp Thần Phong đáng sợ. Xác định đầu phiếu. Ánh trăng khuynh sái. Hồng Hải hội hội sở bên ngoài dường như biến thành một mảnh địa ngục, liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trong trời đêm. Hồng Hải hội hội trưởng Uông Viễn hai chân nhẫn không ngừng run rẩy lên, cổ họng trong khô khốc không gì sánh được, hô hấp biến được hết sức gấp, trước mặt một màn này triệt để đem hắn sợ ngây người. Diệp Thần Phong từ Hồng Hải hội một gã thành viên trong tay đoạt lấy một thanh khảm đao, mỗi lần giơ tay chém xuống, cũng sẽ có một gã Hồng Hải hội thành viên đầu bị ném bay đến giữa không trung, trên mặt đất đã nằm vài mười cụ thi thể không đầu, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Cái này thuần túy là một loại bạo lực phát tiết, dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, kỳ thực căn bản không cần xuất thủ là có thể giết chết Hồng Hải hội thành viên, đối mặt Diệp Thần Phong hung tàn đến mức tận cùng thủ đoạn. Vô hạn sợ hãi đánh úp về phía Hồng Hải hội thành viên trong lòng, để cho bọn họ trong lòng sinh ra lùi bước, theo bọn họ Diệp Thần Phong quả thực tựu là ác ma. Các ngươi lo lắng làm gì? Mỗi một người đều lên cho ta, giết chết một gã Thắng Thiên Hội thành viên thưởng cho 1 vạn đồng tiền. Uông Viễn nhìn đến từng bước lui về phía sau Hồng Hải hội thành viên, hắn biết nếu như sự tình lại như thế phát triển tiếp lời nói, sợ rằng đêm nay Hồng Hải hội hội sợ thật cũng bị Thắng Thiên Hội cấp công phá. Nghe được giết chết một gã Thắng Thiên Hội thành viên có thể có 1 vạn đồng tiền thưởng cho, những
Này Hồng Hải hội thành viên lá gan lần thứ hai trở về, bàn tay chung nắm thật chặt khảm đao, đối với bọn hắn những này lưỡi dao thượng liếm huyết người mà nói, còn không phải là vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao. Một vạn đồng tiền đối với bọn hắn mà nói đã không phải là một số lượng nhỏ. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, số người của chúng ta xa xa nhiều thắng thiên hội nhân số, lẽ nào chúng ta còn sợ bọn họ không được sao? Hồng Hải hội trong đám người không biết ai hô như thế nhất cuống họng, tiếp theo, Hồng Hải hội sở hữu thành viên khí thế toàn bộ trở về, nhìn thắng thiên hội thành viên phảng phất là thấy được con mồi thông thường. Diệp Thần Phong đem vật cầm trong tay khảm đao nhét vào địa phương, sau đó phanh. Một tiếng, vừa rồi người thứ nhất gọi Hồng Hải hội thành viên, đầu quỷ dị bạo liệt ra, óc cùng máu tươi tiên người bên cạnh vẻ mặt. Những, này nguyên bản nóng lòng muốn thử Hồng Hải hội thành viên lần thứ hai ngây dại, tại bọn họ còn không có phản ứng kịp lúc. Bang 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 âm hưởng không ngừng vang lên, Hồng Hải hội thành viên đầu một cái tiếp theo một cái dường như dưa hấu như vỡ ra được, tràng diện đặc biệt đồ sộ. Ngắn ngủi hai chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hơn 500 tên Hồng Hải hội thành viên, đã giảm mạnh đến hơn 200 người. Mà còn dư lại cái này hơn 200 người chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Hai chân bên trong hình như là bị quán chỉ thông thường trầm trọng, thế nào cũng bước không khai cước bộ, lúc này bọn họ sớm đã đem giết chết một gã thắng thiên hội thành viên, nhận được một vạn đồng tiền tưởng thưởng nghĩ cách ném đến lên chín tầng mây đi. Lão đại, ta vừa mới sát tận hứng ni. Bị ngươi như thế nhất làm cho, sợ rằng Hồng Hải hội những cháu trai này cũng không dám động thủ. Hổ ca có nhiều hứng thú huy động trong tay khảm đao nói rằng. Hàn Vĩ thở ra một chút sức lực, nói rằng, lão đại, theo ta thấy một mình ngươi là có thể tướng Hồng Hải hội cấp bình định mà. Chúng ta qua đây chỉ do là dư thừa. Hàn Vĩ, lần này là Hồng Hải hội không ngừng bức bách ta. Nếu không ta cũng sẽ không đích thân động thủ. Nguyên bản ta là muốn đem Hồng Hải hội lưu cho các ngươi xử lý, bất quá, ta không muốn đẳng thời gian dài như vậy, sau đó không phải vạn bất đắc dĩ ta không sẽ ra tay, đêm nay xem như là một cái trường hợp đặc biệt đi. Diệp Thần Phong rảo bước hướng Hồng Hải hội hội sở bên trong đi. Uông Viễn khi nhìn đến Diệp Thần Phong hướng tới hắn bên này đi tới, hắn vội vã chạy vào hội sở trong đại sảnh, Hứa Bằng Phi đang ngồi ở xe lăn cùng đợi tin tức tốt, khi nhìn đến Uông Viễn vội vàng chạy vào đại sảnh sau. Liền vội vàng cười hỏi, thắng thiên hội những người đó là điều không phải được giải quyết. Có không có bắt sống dẫn theo thắng thiên hội người kia? Uông Viễn môi run rẩy nói rằng, Hứa thiếu, chúng ta Hồng Hải hội thành viên căn bản không phải là đối thủ của thắng thiên hội, còn có dẫn theo thắng thiên hội người kia, thật là đáng sợ, hắn thật chính là không hơn không kém ác ma. Hắn không ra tay là có thể giết chết chúng ta Hồng Hải hội thành viên. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ngồi ở xe lăn Hứa Bằng Phi thanh âm đột nhiên đề cao vài lần, khóe miệng dáng tươi cười tại trong nháy mắt tiêu thất. Hứa thiếu, nếu không chúng ta đi nhanh đi, trễ nữa muốn đi không xong, Uông Viễn đề nghị. Đồ vô dụng, toàn bộ đều là đồ vô dụng, Hứa Bằng Phi khàn cả giọng quát dẹp đường. Hứa thiếu, biệt lai vô dạng đi, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, nguyên vốn còn muốn nhượng ngươi sống lâu nhất ít ngày, nếu ngươi gấp như vậy đi Diêm Vương điện báo lên tới. Như vậy ta khởi có không thành toàn đạo lý. Diệp Thần Phong sân vắng như bước đi vào Hồng Hải hội đại sảnh, đen kịt hai con ngươi nhìn về phía Hứa Bằng Phi. Hứa Bằng Phi khi nhìn đến Diệp Thần Phong sát na, cả trương trắng bệch mặt biến được dữ tợn lên, ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm lạnh giá âm trầm. Diệp Thần Phong, xem ra ta thật là quá thấp đánh giá ngươi, Đàm Thủy bọn họ tử tại trên tay của ngươi. Ngươi sớm nên nghĩ đến hội có cái kết quả này, bất quá. Người lập tức tự hội cùng bọn họ gặp mặt. Diệp Thần Phong từng bước, không chút hoang mang hướng ngồi ở xe lăn Hứa Bằng Phi đi tới. Ha ha a, Hứa Bằng Phi âm trầm cười lên, nói rằng, Diệp Thần Phong, người có biết hay không bản thân đắc tội người nào? Đàm Thủy cùng Lại Khang là cổ võ giới chung người, người đem bọn họ hai cái giết đi, không bao lâu tự hội cho các ngươi Diệp gia chọc ngập trời phiền toái, lại có ta là Hứa gia dòng chính chung duy nhất đàn ông. Nếu như ngươi dám giết ta, Hứa gia tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Cho nên, Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi lập tức ngừng tay, các ngươi Diệp gia mặc dù là kinh thành gia tộc cao cấp, thế nhưng muốn gặp các ngươi Diệp gia cười nhạo nhiều người ni. Hứa Bằng Phi đang khi nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai Diệp Thần Phong thân thể, trong ánh mắt căm hận không chút nào che giấu. Diệp Thần Phong trong cơ thể bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài,
ngồi ở xe lăn Hứa Bằng phi tức khắc thoát khỏi xe đẩy, hướng Diệp Thần Phong bên này lơ lửng qua đây, đợi cho Hứa Bằng phi thân thể bay tới Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, Diệp Thần Phong đưa tay phải ra, tạp ở Hứa Bằng phi cổ họng, nói rằng, Hứa gia ta căn bản không có để vào mắt, nếu không ngươi con này con dẹp đột nhiên xuất hiện ở ta trong tầm mắt, ta còn không biết tại nước Hoa có Hứa gia như thế một cái tồn tại. Về phần cổ võ giới, Đàm Thủy bọn họ nơi môn phái, có bản lĩnh bọn họ sẽ tới trong thế tục tìm ta, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bị Diệp Thần Phong tạp cái cổ Hứa Bằng phi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhẹ nhẹ sợ hãi quanh quẩn tại trên mặt của hắn, tuy rằng Hứa Bằng phi bây giờ đã biến thành một người phế nhân, nhưng hắn còn là sợ chết, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại sống. Hứa Bằng phi sắc mặt trắng bệch trướng đến đỏ bừng, cổ họng trong chật vật nói rằng, Diệp Thần Phong, lẽ nào các ngươi Diệp gia thật muốn cùng Hứa gia trở thành không chết không thôi đối đầu sao? Chúng ta Hứa gia thế lực cũng không yếu. Lời nói xong không có. Nói xong có thể lên đường, ta không dễ nghe ngươi ở nơi này chít chít hoa hoa. Răng rác, một tiếng, Diệp Thần Phong tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, Hứa Bằng phi cái cổ cốt liền nứt, hai con ngươi chung từ từ mất đi sinh cơ. Diệp Thần Phong tướng Hứa Bằng phi thân thể hướng tới hai bên trái phải nhẹ nhàng vung một cái, dường như tại ném rác rưởi thông thường, Hứa Bằng phi thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung sau, phanh. Một tiếng, xuất rơi vào trên mặt đất. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa Uông Viễn trên cổ hầu kết nhún, đang muốn nói một ít cầu xin tha thứ thời gian, phanh. Một tiếng, đầu của hắn liền bạo liệt ra, trước Hồng Hải hội sát rất nhiều Thắng Thiên hội thành viên. Cho nên Diệp Thần Phong không dự định thu phục Hồng Hải hội, huống chi kinh thành Hồng Hải hội là Ngô Châu Hồng Hải hội một cái chi nhánh, trời biết những này người có thể hay không cam tâm tình nguyện thần phục Thắng Thiên hội. Diệp Thần Phong cũng không muốn bốc lên như vậy hiểm. Không ai bị nổi Hứa gia thiếu gia Hứa Bằng phi, cứ như vậy bị Diệp Thần Phong cấp giết chết. Muốn trước đây Hứa Bằng phi hứng thú bừng bừng đi tới kinh thành, là vì cùng Diệp Thần Phong chơi nhất cái trò chơi. Nguyên bản hắn muốn tại trận này trong trò chơi tướng Diệp Thần Phong cấp chơi tử, ai biết đạo kết quả lại là hắn bản thân chơi tử bản thân. Nhớ kỹ Hứa Bằng phi tại vừa đến kinh thành thời gian, cố ý tại nhất quán cơm trong cùng Diệp Thần Phong gặp nhau, khi đó Diệp Thần Phong nói với Hứa Bằng phi qua, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Chính như Diệp Thần Phong nói như vậy, Hứa Bằng phi tại trong mắt hắn nhiều lắm là nhất chỉ tùy thời có thể bóp chết con dẹp. Mà Hứa Bằng phi bản thân lại chưa từng có giác ngộ như vậy, đưa đến hắn cuối cùng bị mất mạng. Chương 379, không hội cứ tính như vậy. Xác định đầu phiếu. Hồng Hải hội hội sở bị Thắng Thiên hội cấp công phá, hội trưởng Uông Viễn cùng Hứa gia thiếu gia toàn bộ tử tại Diệp Thần Phong trong tay, có thể nói kinh thành Hồng Hải hội qua đêm nay tướng không tồn tại nữa, Hồng Hải hội còn dư lại này thành viên hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Không bao lâu sẽ gặp bị kinh thành cái khác bang hội cấp thôn phệ. Mà Thắng Thiên hội trải qua tối nay chi chiến, danh chấn kinh thành là không thành vấn đề, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ mộ danh tới gia nhập vào Thắng Thiên hội, đến lúc đó Thắng Thiên hội mở rộng lên khẳng định hội đặc biệt nhanh chóng. Tại Thắng Thiên hội công phá Hồng Hải hội hội sở một giờ sau, tình huống của bên này cũng đã chuyển tới Ngô Châu Hứa gia trong tai, Hứa gia tại kinh thành cũng là có rất nhiều tai mắt. Huống hồ Hồng Hải hội là Hứa gia tại phía sau màn điều khiển, bây giờ kinh thành Hồng Hải hội bị công phá, Hứa gia đương nhiên hội tại trước tiên nhận được tin tức. Thời gian đã tới gần 2 giờ sáng, Ngô Châu Hứa gia trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách ngồi đầy Hứa gia dòng chính cùng chi thứ người, Hứa gia hiện nay gia chủ tên là Hứa Quốc Đông, ăn mặc toàn thân hắc sắc phong cách cổ xưa quần áo, bốn bề yên tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, khuôn mặt có một chút nếp nhăn, chân mày chăm chú nhíu tại cùng nơi. Tại Hứa lão gia tử Hứa Quốc Đông bên cạnh, đứng tại một gã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trung niên nam nhân tuy rằng gương mặt bình tĩnh, nhưng là từ trong con ngươi của hắn có thể nhìn đến hừng hực thiêu đốt thịnh nộ, tên này trung niên nam nhân tên là Hứa Hoa Nam, là Hứa lão gia tử nhi tử, đồng dạng cũng là Hứa Bằng phi cùng phụ thân của Hứa Triển Xí. Hứa Quốc Đông dưới gối chỉ có Hứa Hoa Nam như thế một đứa con trai, còn lại đều là nữ nhi, may mà Hứa Hoa Nam tương đối không chịu thua kém. Cấp Hứa Quốc Đông thêm hai cái tôn tử, ai biết đạo đại tôn tử Hứa Triển Xí tại nhiều năm trước một cái nhiệm vụ chung bỏ mình, nguyên bản dùng Hứa Triển Xí tài hoa tướng là tương lai Hứa gia mong muốn. Hứa Triển Xí chết thì chết đi, dù sao người tử không có thể sống lại, huống hồ Hứa Quốc Đông còn có một cái tiểu tôn tử Hứa Bằng phi,
mấy năm nay Hứa Bằng Phi biểu hiện ngược lại cũng có chút nhường Hứa lão gia tử thỏa mãn, nhưng mà đêm nay đột nhiên từ kinh thành truyền tới một tin tức, hoàn toàn nhường Hứa lão gia tử tuyệt vọng. Hứa Bằng Phi tử, là bị kinh thành Diệp gia Diệp lão gia tử cháu đích tôn Diệp Thần Phong giết chết. Hứa lão gia tử phải biết rằng đêm nay tại kinh thành chuyện phát sinh tình huống cặn kẽ cũng không là một chuyện khó. Bây giờ Hứa lão gia tử tiểu tôn tử Hứa Bằng Phi cũng đã chết, có thể nói Hứa gia dòng chính đời thứ ba chung lại không đàn ông, lẽ nào Hứa gia đời thứ ba gia chủ vị muốn tặng cho chi thứ người sao? Hứa lão gia tử trong lòng đặc biệt không cam lòng, nếu như đời thứ ba gia chủ vị nhượng chi thứ người ngồi đi. Như vậy hiện tại Hứa gia dòng chính tướng biến thành chi thứ, mà hiện tại Hứa gia chi thứ tướng biến thành dòng chính. Trong phòng khách Hứa gia chi thứ người còn không biết xảy ra chuyện gì. Là Hứa Quốc Đông đến lúc gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ tới Hứa gia mời dự họp gia đình hội nghị, Hứa gia chi thứ người biết, đã trễ thế này đột nhiên mời dự họp gia đình hội nghị. Khẳng định có chuyện trọng yếu gì muốn tuyên bố. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hứa lão gia tử thở dài một hơi, nói rằng, Hoa Nam, người đem tình huống tối nay nói với bọn họ một lần đi. Chính cái gọi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Hứa Quốc Đông duy nhất hai cái tôn tử đều tử. Cho dù hắn đã từng là Ngô Châu nhân vật phong vân, cũng không chống cự nổi trong lòng không ngừng lan tràn ra bi thương. Đứng tại Hứa Quốc Đông bên cạnh Hứa Hoa Nam, hít một hơi thật sâu, thanh âm bình tĩnh có chút đáng sợ, Bằng Phi tử, Bằng Phi tại kinh thành bị người cấp giết chết. Oanh! Hứa Hoa Nam lời nói như một khối ném nhập bình tĩnh mặt hồ đại hòn đá. Nhấc lên một tầng lại một tầng rung động, những này Hứa gia chi thứ người đang nghe Hứa Bằng Phi tử vong tin tức này sau. Rất nhiều người trong lòng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn cùng hài lòng. Hứa Bằng Phi là Hứa gia dòng chính đời thứ ba chung duy nhất đàn ông. Nếu như Hứa Bằng Phi tử, đời thứ ba gia chủ vị không tựu đến phiên bọn họ chi thứ người ngồi sao? Như thế một cái thiên đại hảo sự, Hứa gia chi thứ những này người sao có thể đủ không vui? Bất quá, trong lòng hài lòng, Hứa gia chi thứ người, khuôn mặt còn là biểu hiện ra một bộ đau xót thần sắc. Khuyên giải an ủi Hứa Quốc Đông cùng Hứa Hoa Nam nén bi thương thuận biến. Hứa lão gia tử nhìn trước mặt những này Hứa gia chi thứ người, sao có thể đủ không biết bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì. Bàn tay gầy guộc hơi nắm chặt, nói rằng, Bằng Phi là bị kinh thành Diệp gia cháu đích tôn Diệp Thần Phong giết chết. Các ngươi nói một chút xem chuyện này phải làm sao. Kinh thành Diệp gia thế nhưng mọi người đều biết kinh thành đại gia tộc, những này chi thứ người vừa nghe nói là Diệp gia cháu đích tôn giết chết Hứa Bằng Phi, trên mặt thần sắc biến hóa khác nhau, nói cho cùng bọn họ những này chi thứ người còn nên muốn cảm tạ Diệp Thần Phong sát Hứa Bằng Phi. Để cho bọn họ chi thứ người có thể ngồi trên Hứa gia đời thứ ba gia chủ vị. Quốc Đông, kinh thành Diệp gia có thể điều không phải dễ trêu a. Chúng ta Hứa gia tại Ngô Châu mặc dù là một nhà độc quyền. Thế nhưng muốn cùng kinh thành Diệp gia cứng đối cứng. Sợ rằng đến cuối cùng chúng ta Hứa gia chỉ có điêu linh phần. Một gã cùng Hứa Quốc Đông tuổi không sai biệt lắm lão nhân nói rằng. Đúng vậy, đại bá, ba ta nói đặc biệt chính xác, chúng ta Hứa gia còn không thấu đáo có cùng Diệp gia chính diện quyết đấu tư bản, theo ta thấy hiện tại chúng ta nên dàn xếp ổn thỏa. Một người trung niên nam nhân nói, tên này trung niên nam nhân chắc là lời mới vừa nói lão nhân kia nhi tử. Theo cái này hai gã Hứa gia chi thứ mở miệng. Còn lại Hứa gia chi thứ người cũng sôi nổi phát biểu ý kiến của mình, đại bộ phận người đều không tán thành cùng Diệp gia chính diện quyết đấu, theo bọn họ trước nhìn xuống khẩu khí này, mới là lựa chọn chính xác nhất, dù sao tử lại là bọn hắn chi thứ người, bọn họ trong lòng mới bất kể Hứa Bằng Phi chết sống. Chiếu các ngươi nói như vậy là không chuẩn bị vì Bằng Phi báo thù. Đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Các ngươi sợ rằng ước gì Bằng Phi chết sớm một chút ni đi. Như vậy Hứa gia đời thứ ba gia chủ vị tựu đến phiên các ngươi chi thứ người ngồi, các ngươi có phần cũng nhớ cũng quá đơn giản đi. Chuyện này ta tuyệt đối không hội cứ tính như vậy, Bằng Phi thù ta là nhất định phải báo, các ngươi đều cấp ta tản đi. Đảng Bằng Phi thi thể từ kinh thành trở về, các ngươi chuẩn bị tới tham gia Bằng Phi lễ tang. Hứa lão gia tử phất phất tay, không muốn lại nhìn thấy Hứa gia chi thứ những người này. Đợi cho Hứa gia chi thứ người đều sau khi rời đi. Hứa Hoa Nam lại lên tiếng, ba, người tính thế nào vì Bằng Phi báo thù? Diệp gia thật sự là hơi quá đáng, coi như là Bằng Phi chọc phải Diệp gia cháu đích tôn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cũng không phải đối Bằng Phi đuổi tận giết tuyệt a. Diệp Thần Phong cách làm quá phận sao?
Một điểm đều không quá phận, là Hứa Bằng Phi đối Diệp Thần Phong sinh ra sát khí, với lại Hứa Bằng Phi một lần lại một lần khảo nghiệm Diệp Thần Phong kiên trì, Diệp Thần Phong mới sẽ chọn tại trong khoảng thời gian ngắn diệt Hứa Bằng Phi, diệt Hồng Hải Hội. Hoa Nam, Bằng Phi tử, ta khẳng định sẽ vì hắn lấy lại công đạo, chỉ bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao Diệp gia là kinh thành đại gia tộc, nếu như chúng ta thật nên vì Bằng Phi báo thù, còn cần thật tốt động động đầu óc, nếu không chúng ta Hứa gia chỉ sợ cũng phải lọt vào Diệp gia trả thù. Hứa Quốc Đông khàn khàn hai con ngươi đột nhiên biến được mạnh mẽ lên, dường như một bả sắc bén lưỡi dao, những người không dám cùng với đối diện. 3. Như vậy ngài nói chúng ta Hứa gia đời thứ ba gia chủ vị thật cũng bị chi thứ ngồi đi không? Ta không cam lòng a. Hứa Hoa Nam song quyền nắm được chi lạc rung động. Hoa Nam, phàm là muốn bình tĩnh, người hay nhất tại gần trong vòng một năm lại cho ta sinh một cái tôn tử, như vậy chúng ta dòng chính đời thứ ba chung không tự lại có đàn ông sao? Dù sao thời gian còn dài, chi thứ đời thứ ba chung tuy rằng đàn ông, thế nhưng ai cũng bảo không được mấy năm nay bọn họ hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hứa Quốc Đông có nhiều thâm ý nói rằng. Ba, ta đã biết, chi thứ những người đó đời này đều đừng hòng muốn ngồi trên Hứa gia gia chủ vị, bọn họ không có tư cách, bọn họ không xứng. Hứa Hoa Nam đặc biệt rõ ràng phụ thân hắn trong miệng lời nói là có ý gì. Tốt, Hoa Nam, ngươi cũng đi ngủ đi, nhượng ta một người ngồi ở trong phòng khách yên lặng một chút. Hứa Quốc Đông thanh âm có chút khàn khàn, xem ra Hứa Bằng Phi tử đối với hắn mà nói đả kích không nhỏ. Ba, vậy ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, không nên mệt chết thân thể. Hứa Hoa Nam ly khai Hứa ra phòng khách. Diệp Chấn Hồng, xem ra chúng ta lại muốn giao thủ, năm đó thủ, ta nói rồi ta nhất định hội báo, mà bây giờ cháu trai của ngươi sát hại cháu của ta, ngươi có thể phải thật tốt chăm sóc tốt cháu trai của ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn đi bí mật bồi cháu của ta. Hứa Quốc Đông thấp giọng lẩm bẩm. Chương 380, đi Ngô Châu cầu hôn. Xác định đầu phiếu. Kỳ thực Hứa Quốc Đông lúc còn trẻ cùng Diệp Chấn Hồng là một cái trong bộ đội chiến hữu, Hứa Quốc Đông đồng dạng là kinh thành nhân sĩ, lúc còn trẻ Hứa Quốc Đông thích trong bộ đội một vị quan quân nữ nhi, sau lại hắn liền triển khai mãnh liệt theo đuổi thế tiến công, ai biết đạo vị quan quân kia nữ nhi đối Hứa Quốc Đông theo đuổi không có như chưa nghe, thậm chí lần lượt tránh né Hứa Quốc Đông. Vị quan quân kia nữ nhi trong lòng đã sớm có người thích, đối mặt Hứa Quốc Đông một lần lại một lần theo đuổi, nàng cuối cùng lấy dũng khí hướng nàng thích người tỏ tình, người kia chính là Diệp Thần Phong gia gia Diệp Chấn Hồng. Khởi điểm Diệp Chấn Hồng bởi vì Hứa Quốc Đông quan hệ, tịnh không có đáp ứng vị quan quân kia nữ nhi thông báo, thế nhưng vị quan quân kia nữ nhi, cũng chính là Diệp Thần Phong sau này nãi nãi, đối Diệp Chấn Hồng tịnh chưa từ bỏ ý định, càng đối Diệp Chấn Hồng săn sóc chiếu cố, người đều là có cảm tình động vật. Huống chi có cái từ ngữ điều không phải nói như vậy mà. Lâu ngày thâm tình, Diệp Chấn Hồng bắt đầu đối vị quan quân kia nữ nhi có cảm giác, thế nhưng hắn đem Hứa Quốc Đông cho rằng là huynh đệ của mình, hắn biết Hứa Quốc Đông thích vô cùng vị quan quân kia nữ nhi, cho nên hắn vẫn đem trong lòng cảm tình áp chế. Thẳng đến có một lần Diệp Chấn Hồng ở trên chiến trường bị nghiêm trọng tổn thương, trở lại bộ đội sau vị quan quân kia nữ nhi là chu đáo xử lý Diệp Chấn Hồng thương thế, cuối cùng tại có một ngày ban đêm, phòng bệnh trong chỉ có bọn họ hai người, tại vị quan quân kia nữ nhi hữu ý vô ý tới gần hạ, khi đó Diệp Chấn Hồng thế nhưng cái huyết khí phương cương nam nhân, một tay lấy vị quan quân kia nữ nhi ôm nhập trong lòng, điên cuồng hôn, hắn thật lại cũng vô pháp áp chế ở trong lòng tình cảm. Nhân sinh sau đó cũng như đồng cầu huyết kịch, tại Diệp Chấn Hồng cùng vị quan quân kia nữ nhi điên cuồng hôn môi chi tế, Hứa Quốc Đông chính xảo bất xảo đẩy ra cửa phòng bệnh, khi hắn nhìn đến bệnh trong phòng một màn này thời gian, trong lòng hoàn toàn bốc lên ra thịnh nộ, hắn cho rằng là bị huynh đệ của mình phản bội, lúc đó nếu không có vị quan quân kia nữ nhi ngăn, sợ rằng Hứa Quốc Đông cần phải muốn xông lên đem bị thương Diệp Chấn Hồng đánh gần chết không thể. Diệp Chấn Hồng có lòng muốn sẽ đối Hứa Quốc Đông giải thích, nhưng ngày thứ hai Hứa Quốc Đông tự phát xin điều đến khác bộ đội đi, không có lưu cho Diệp Chấn Hồng cơ hội giải thích. Từ nay về sau Diệp Chấn Hồng cùng Hứa Quốc Đông sẽ không có lại đã gặp mặt. Thẳng đến hai người từ bộ đội chuyển nghề, tại kinh thành giành nhất quan nửa chức, khi đó Hứa Quốc Đông không ngừng nhằm vào Diệp Chấn Hồng, coi Diệp Chấn Hồng là làm cừu nhân, thậm chí phát rồ muốn có được Diệp Chấn Hồng lão bà. Khi đó Diệp Chấn Hồng đã cùng vị quan quân kia nữ nhi kết hôn rồi. Theo Diệp Chấn Hồng cùng Hứa Quốc Đông quan chức lên cao. Hai người đấu tranh từ đầu đến cuối không có chấm dứt qua,
sau lại Diệp Trấn Hồng tiến nhập nước Hoa Hạch Tâm tầng quản lý, Hứa Quốc Đông không có tiến nhập, nhưng hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Tại không có những biện pháp khác chi hạ, Diệp Trấn Hồng chỉ có thể tướng Hứa Quốc Đông đuổi ra khỏi kinh thành. Hứa Quốc Đông đảo cũng có chút năng lực, bị đuổi ra kinh thành sau, hắn tại Ngô Châu an cư lạc nghiệp, thậm chí dựa vào hắn nỗ lực. Nhưng Hứa gia trở thành Ngô Châu đệ nhất đại gia tộc, trước đây hắn và Diệp Trấn Hồng trong lúc đó ân oán, hắn từ đầu đến cuối chôn giấu tại trong lòng, bây giờ Diệp Trấn Hồng tôn tử sát hại cháu của hắn, mới thủ cũng có thể dùng Hứa Quốc Đông trong lòng thịnh nộ bùng cháy tới cực điểm. Thắng Thiên hội tướng Hồng Hải hội tiêu diệt, ngày thứ hai chuyện này tự truyền khắp kinh thành thế lực dưới đất, rất nhiều người đều đem kinh thành Thắng Thiên hội cùng Thiên Hải Thắng Thiên hội liên lạc với cùng nơi. Trong lúc nhất thời muốn gia nhập Thắng Thiên hội người là nhiều không kể xiết, Thắng Thiên hội hội sợ cánh cửa đều phải bị người bị đạp phá. Tình huống như vậy là Diệp Thần Phong như đã đoán trước. Về phần mở rộng Thắng Thiên hội sự tình, Diệp Thần Phong toàn bộ ném cho Hàn Vĩ, Thường Văn Thiên, Hổ Ca bọn họ đi phụ trách, hắn y nguyên thoải mái thỏa đáng vung tay trưởng quỹ. Diệp gia trong phòng khách, Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay là Diệp Trấn Hồng tự mình phân phó Diệp Thần Phong không muốn xảy ra đi. Phỏng chừng chuyện tối ngày hôm qua Diệp Trấn Hồng đã biết. Quả nhiên, Diệp Trấn Hồng hỏi tới chuyện tối ngày hôm qua, Thần Phong, ngươi ngày hôm qua làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Ta nghe nói Ngô Châu Hứa gia tiểu tử kia cũng bị ngươi giải quyết. Ngô Châu Hứa gia thật không đơn giản nột. Gia gia, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao? Là Hứa Bằng Phi bức người quá mốc. Một lần lại một lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, hắn cái này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Diệp Thần Phong bình thản nói rằng, ai, cũng đúng, có dạng gì ra ra sẽ có cái đó dạng tôn tử, xem ra chúng ta Diệp gia cùng Hứa gia ân oán, vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai, nói cho cùng chúng ta Diệp gia cùng Hứa gia đảo cũng có chút sâu xa. Diệp Trấn Hồng thở dài một hơi, kế tiếp đem năm đó chuyện cũ hoàn chỉnh nói với Diệp Thần Phong một lần, việc này liền Diệp Đông Kiện cũng không biết đạo. Là Diệp Trấn Hồng đệ nhất thứ đối vãn bối nhắc tới. Người tiểu thúc cùng Ninh gia nha đầu Ninh Mẫn Yến sự tình trên căn bản là đã định cục, ta cũng biết Ninh Mẫn Yến cùng tỷ tỷ nàng Ninh Vũ Đình đối Ninh gia không có bất luận cái gì lòng trung thành, nhưng là chúng ta Diệp gia là kinh thành đại gia tộc, rất nhiều lễ nghi thượng sự tình không thể đủ thiếu, dù sao Ninh Mẫn Yến từ đầu đến cuối họ Ninh. Ta chuẩn bị nhường Đông Kiện cùng Ninh gia nha đầu hồi một chuyến Ngô Châu Ninh gia. Bất kể nói như thế nào Ninh gia nha đầu phải gả tiến chúng ta Diệp gia, chúng ta cũng tổng nên đối Ninh gia chi hội một tiếng, lần này ngươi đem Hứa Bằng Phi giải quyết rồi, chỉ sợ ngươi tiểu thúc đi Ngô Châu không hội Thái Bình, cho nên ta dự định nhượng ngươi cùng ngươi tiểu thúc đi một chuyến Ninh gia cầu hôn, có ngươi ở đây, ta cũng tương đối yên tâm. Theo Diệp Trấn Hồng Diệp Thần Phong người cháu này, muốn so Diệp Đông Kiện đứa con trai này ổn thỏa nhiều, có Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện cùng đi Ngô Châu. Diệp lão gia tử tài năng đủ hoàn toàn an tâm. Gia gia, yên tâm đi. Lần này ta liền bồi tiểu thúc đi Ngô Châu đi một chuyến. Diệp Thần Phong lập tức đáp ứng, cái này dù sao quan hệ Diệp Đông Kiện cả đời hạnh phúc vấn đề, Diệp Thần Phong cái này làm cháu trai đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Ba, ta đem Mẫn Yến mang về, người nói chúng ta lúc nào xuất phát đi Ngô Châu. Diệp Đông Kiện dắt Ninh Mẫn Yến tay, khuôn mặt là vui vẻ ra mặt, đi nhanh đi vào Diệp gia phòng khách. Ninh Mẫn Yến nhìn đến Diệp Trấn Hồng sau, đỏ mặt, thấp giọng hô một câu, Diệp lão gia tử tốt. Diệp Trấn Hồng hướng Ninh Mẫn Yến điểm gật đầu, nói rằng, ân, ngươi và Ninh gia nha đầu ngày mai sẽ khởi hành đi. Ta nhượng Thần Phong bồi hai người các ngươi cùng nơi hồi Ngô Châu, các ngươi hồi Ninh gia chuyện lúc trước đem lễ vật chuẩn bị xong, trong ngăn kéo hai bình mao đài cũng nhất định mang đi đi. Dù sao ta cũng không thường uống, Diệp Trấn Hồng phân phó nói. Diệp gia trong ngăn kéo hai bình mao đài có thể là có chút năm, nếu như cầm đến trên thị trường bán đi, sợ rằng một lọ có thể bán hơn 10 vạn ni. Diệp Đông Kiện vội vàng đáp ứng nói tốt, ba, bất quá, nhượng Thần Phong bồi chúng ta đi làm gì? Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Trong mắt của ta ngươi và tiểu hài tử không có cái gì khác nhau, làm việc luôn luôn rậm rạp đụng đụng, còn không có Thần Phong ổn thỏa một ít, ngươi đừng cấp ta lắm mồm, chuyện này ta đã quyết định. Diệp Trấn Hồng chưa cho Diệp Đông Kiện sắc mặt tốt nhìn. Chuyện, N của tôi, nét Diệp Đông Kiện sắc mặt chướng đến đỏ bừng, tại của mình thích trước mặt nữ nhân, bị nhà mình lão nhân mạ thành cái này phó đức hạnh, cho dù da mặt của hắn lại dày cũng ăn không tiêu a. Liên tục đáp ứng.
Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến mấy ngày nay, cảm tình ấm lên hết sức nhanh chóng, Diệp Đông Kiện cũng lão đại người không nhỏ, sớm một chút đem cả đời đại sự giải, Diệp lão gia tử cũng sớm đi an tâm, kỳ thực Ninh Mẫn Yến lén lút thương lượng với Diệp Đông Kiện qua, không cần thiết đi Ninh gia cầu hôn, cái kia cái gọi là Ninh gia đối với Ninh Mẫn Yến cùng Ninh Vũ Đình cái này hai tỷ muội mà nói, căn bản không có một chút ra cảm giác. Thế nhưng Diệp gia dù sao cũng là kinh thành đại gia tộc, chàng diện thượng công phu hay là muốn làm được vị, tiết kiệm sau này rơi nhân miệng lưỡi. Ninh Mẫn Yến do dự một lát sau, còn là lên tiếng, Diệp lão gia tử, kỳ thực không cần phiền toái như vậy, ta và Đông Kiện không trở về Ngô Châu cũng không có quan hệ. Diệp Trấn Hồng khoát tay áo, nói rằng, ta biết ngươi và tỷ tỷ ngươi đối Ninh gia hết sức bất mãn, thế nhưng ngươi thủy chung là họ Ninh A. Ngươi giá nhập chúng ta Diệp gia, tại cấp bậc lễ nghĩa thượng, nếu như Đông Kiện không cùng ngươi hồi một chuyến Ninh gia cũng nói không thông. Bất quá, Ninh gia nha đầu, ngươi yên tâm đi, lần này ngươi và Đông Kiện trở về một chuyến Ninh gia sau đó, chúng ta Diệp gia cấp bậc lễ nghĩa cũng làm đủ, sau đó ngươi không muốn lại về Ninh gia cũng không cần trở về. Diệp Trấn Hồng đều nói rõ ràng như vậy, Ninh Mẫn Yến cũng không thể đủ cự tuyệt, một tiếng đáp ứng xuống, được rồi. Diệp lão gia tử, hôm nay ta và Đông Kiện hồi một chuyến Ninh gia. Ninh gia nha đầu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, lần này có Thần Phong cùng các ngươi cùng đi Ninh gia, dùng Thần Phong cá tính tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có hại cùng chịu ủy khuất, nói như thế nào ngươi cũng là Thần Phong tương lai tiểu thẩm. Diệp Trấn Hồng vừa cười vừa nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.